Chương 2591, thời điểm mấu chốt. Cuối cùng anh ta cũng phát hỏa lên mà liếm lưỡi. Một lát sau thì cả hai tấm thân đã dính chặt vào nhau. Đúng vào lúc mấu chốt ấy thì một tiếng tát vang lên. Đường Châu Ái bị Diệp Phàm tát mạnh một cái. Cô gái bị Diệp Phàm hất lên trên giường, từ khóe miệng Đường Châu Ái máu tươi cùng trào ra. Ông định làm gì đây? Đường Châu Ái uất ức sờ lên khuôn mặt của mình sau đó tức giận hỏi. Định chơi trò độc với tôi hả? Ý gì ư, ý gì à? Diệp Phàm cũng lạnh lùng cười đáp lại. Ông nói láo, đồ khốn khiếp. Ông chiếm được các cô nương rẻ tiền giờ còn định làm nhục bản cô nương sao? Đường Châu Ái tức giận chỉ vào mặt Diệp Phàm hét. Đừng có giở trò với tôi về số lượng các kỹ nữ nữa. Trong phòng ông còn có gì khiến người ta phấn khích hơn thì đưa ra đi. Hết sức đơn giản thôi. Phải khiến cho tôi nói ra một cách vô tình. Sau này tôi trúng độc thì không thể không nhờ đến các ông giải quyết được. Còn mấy tiểu xào và cái trò mỹ nhân kế này thì thực sự tôi không nghĩ đến. Chủ đảo Hồng Xương của chúng ta lại là tay háo sắc đến vậy. Diệp Phàm lạnh lùng nói tiếp. Thật không ngờ người của bộ tộc Nạp Tây mà người ta cứ nghĩ là thuần khiết lương thiện lại là một lũ người man trá. So với người văn minh hiện đại chúng tôi thì các người chỉ có hơn chứ không có kém. Tôi đâu có, tôi thực sự không thế. Không có chuyện đó. Đường Châu Ái phẫn nộ hét lên, cô ta tức giận giơ tay lên phủi quần áo của mình. Còn mặc cái gì nữa? Không phải các người muốn hạ độc tôi sao, muốn thả mồi câu tôi sao? Cũng tốt thôi, hôm nay tôi sẽ cho các người được thử, để xem độc của các người có lấy mạng tôi được không? Nào các cô nương, tôi sẽ cho các cô biết thế nào là độc tình. Diệp Phàm vô cùng giận dữ nói. Nói xong hắn đã ôm lấy Đường Châu Ái vào lòng, cô gái cố sức vung tay vung chân. Cắn xé nhưng cô ta làm sao có thể là đối thủ của Diệp Phàm được. Lúc này Diệp Phàm đúng là một tên háo sắc, các ngón tay hắn đặt lên người Đường Châu Ái như một nhân viên massage. Chẳng mấy chốc mà Đường Châu Ái khóc như mưa, cô ta như phát hỏa lên thật vì bàn tay của Diệp Phàm. Chẳng những mồm hét lên mà toàn thân cô ta cũng run rẩy, cuốn chặt lấy người Diệp Phàm như một con rắn. Tuy nhiên Diệp Phàm thì vẫn cứ là Diệp Phàm, tình trung thánh thủ, bước cuối cùng hắn không thực hiện. Sau khi khiến người Đường Châu Ái nóng rực lên thì hắn lại hất cô ta lên giường, vứt cho cô ta quần áo. Đường Châu Ái dường như cũng đã tỉnh táo lại, cô ta vội vàng mặc quần áo. Hai. Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng thở dài, Đường Tín Thiên chạy cầm cây côn bước vào. Cha, đây có phải chính cha đã hạ độc không? Đường Châu Ái trợn mắt nhìn chằm chằm vào cha mình. Chính là cha đã red eye, đây là thiên tình hương của bộ tộc chúng ta. Thiên tình hương này sau khi phát ra chỉ khiến người khác trúng độc tình. Nam nữ hợp thể lại thì độc tình sẽ bị giải ngay. Hơn nữa nó không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thực ra loại cỏ này cũng chỉ là một loại dược thảo thôi nhưng làm được nó thì cũng không hề dễ dàng. Đường Tín Thiên Trạch nói, giọng ông ta có chút hổ thẹn. Cha, tại sao cha lại hại con gái? Con gái cha còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa? Sao cha lại có thể làm như vậy? Tại sao chứ? Đường Châu Ái tức giận, hai mắt cô ta trừng lên như chiếc chuông đồng, trông rất giống một con sư tử Hà Đông. Vì bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng ta. Đường Tín Thiên Trạch không chút do dự đáp lại. Con không hiểu lời cha nói. Đường Châu Ái đáp lại. Con cũng có thể nhìn ra được, vị Diệp tiên sinh đây là bậc kỳ tài, còn trẻ vậy mà đã là một đại cao thủ. Nhưng đây cũng chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là con hãy nhìn dưới tay hắn. Một người trẻ tuổi có thể khống chế được nhiều cao thủ trẻ tuổi khác thì không có gì đáng sợ bằng nữa. Hơn nữa, theo cảm giác riêng của cha thì Diệp tiên sinh là người trọng tình, trọng nghĩa. Một khi giữa con và anh ta có chuyện gì đó thì ít nhất anh ta cũng sẽ quan tâm đến bộ lạc Tây Nạp Mễ chúng ta. Mặt khác cha cũng không muốn nhìn thấy con chỉ là một tù trưởng bù nhìn. Nếu các con đã từng chung một giường thì chắc chắn sẽ không như vậy. Diệp tiên sinh dù có lạnh lùng đến mấy thì chắc cũng sẽ niệm tình thôi. Thực ra cha cũng là người đang đánh một canh bạc, cha đem hạnh phúc cả đời con ra để cá cược, nếu con gặp phải một người lạnh lùng vô tình thì dù có chết cha cũng sẽ không an tâm. Nhưng tất cả vì bộ tộc chúng ta, Châu Ái, con cứ trách mắng cha đi. Đường Tín Thiên Trạch hổ thẹn nói. Nhưng tiếc là tất cả đã bị Diệp tiên sinh phát hiện ra. Tôi chỉ muốn nói với Diệp tiên sinh rằng Châu Ái không phải là một cô gái tùy tiện. Bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng tôi chú trọng nhất là chuyện kết hợp. Con gái tôi trước nay chưa hề thân mật với một chàng trai nào, cũng coi như là không bôi nhọ danh dự của một cao thủ như anh.
Tôi biết một cao thủ như anh chắc chắn xuất thân từ một gia tộc gốc rễ, thần bí nào đó. Một gia tộc có thể bồi dưỡng nhiều cao thủ như vậy thì thực lực của gia tộc ấy ắt phải khiến người khác run sợ. Còn một cao thủ như anh ắt hẳn cũng sẽ là người nối nghiệp tương lai của gia tộc. Mặc dù xã hội hiện đại bây giờ tôn trọng chế độ một vợ một chồng nhưng bộ tộc Nạp Tây Mễ chúng tôi thì lại trọng kẻ mạnh. Nếu anh là kẻ mạnh thì anh có thể có được vô số các mỹ nữ trong bộ lạc. Còn nếu anh là kẻ yếu thì một người vợ anh cũng sẽ không tìm thấy. Lúc đó thì chỉ có thể tự trách anh vô dụng mà thôi. Mấy nghìn năm nay, bộ lạc chúng tôi vẫn tồn tại dưới cuộc cạnh tranh sinh tồn tàn khốc đó. Kẻ mạnh sẽ đạt được những gì anh ta xứng đáng có. Chẳng hạn như tôi có đến vợ, thứ mà người phương Đông các anh không tin nổi lại là điều hết sức bình thường ở đây. Hơn nữa các cô gái của bộ tộc Nạp Tây Mễ đều tình nguyện cung phụng kẻ mạnh. Bọn họ tình nguyện bưng nước rửa chân cho kẻ mạnh chứ không thèm là bà hoàng của kẻ yếu. Chỉ cần anh đồng ý lấy con gái của tôi, một khi nắm được vị trí đại tù trưởng. Khi chân tôi hoàn toàn bình phục, tôi tin rằng nhất định tôi sẽ giành lại được vị trí đại tù trưởng. Tôi sẽ để cho các cháu của mình kế thừa chức vị đại tù trưởng. Như vậy quần đảo Chris này chẳng phải sẽ là nơi để hậu duệ của anh cai trị rồi hay sao? Anh còn đề phòng chúng tôi làm gì nữa? Đường Tín Thiên Trạch tính toán và ra đòn tâm lý quả nhiên lợi hại. Tôi thích những cô gái khiến mình rung động chứ không muốn người khác tính toán hộ hoặc ép buộc mình. Con gái ông rất xuất sắc nhưng tạm thời tôi không có hứng thú. Đợi đến khi tôi có hứng thì sẽ nói lại chuyện này. Còn bây giờ để thể hiện thành ý của mình tôi sẽ châm cứu cho ông trước. Nếu chân ông còn có cảm giác tức là còn hy vọng. Diệp Phàm nói. Nói xong hắn lập tức tiến hành ngay. Hắn gọi xa nhất đao đến. Sau khi dung hợp lại thì Đường Tín Thiên Trạch đã được khai thông. Hắn phát hiện ra thuật nội công của người Trung Quốc luyện lanh thuật có gì đó khác lạ và cách chữa trị của cao nhân mà người Nạp Tây Mễ mời đến cũng rất kỳ lạ. Không ngờ đó không phải là phong tỏa kinh mạch mà là dùng một luồng khí kỳ quái làm tổn thương các cơ của ông ta. Sự tổn thương ấy không phải là có thể chữa trị lại bằng y thuật được. Khi các cơ và kinh mạch đều bị tổn thương thì việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều, tuy nhiên thủy công và thuật châm cứu của Diệp Phàm là tuyệt nhất. 5 tiếng đồng hồ qua đi, Diệp Phàm mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt cũng đã được thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ. Đường Tín Thiên Trạch cảm tạ Diệp Phàm theo cách mà người bộ lạc Nạp Tây Mễ kính các cường nhân. Một chân chống nặng của ông đã có thể cử động được rồi nhưng không được dùng lực mạnh quá. Có lẽ cần khoảng 1 năm nữa. Cộng thêm với việc tăng cường luyện tập thì sẽ dần dần hồi phục lại. Diệp Phàm nói, mọi người nghỉ ngơi được một lát thì tất cả lại tập hợp lại. Đường tù trưởng, ông hãy kể cho chúng tôi nghe về tình hình của Nạp Đông Lạc Bố và các cao thủ khác trong bộ lạc của ông. Bây giờ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền rồi, hy vọng ông sẽ hiểu rõ điều này và không dở thêm trò gì nữa. Nếu còn xuất hiện thêm những trò như độc tình một lần nữa thì chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Diệp Phàm nghiêm nghị nói. Nạp Đông Lạc Bố là đại tù trưởng của chúng tôi. Mặc dù năm tranh giành ngôi vị đại tù trưởng đó ông ta đã sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại. Nhưng khi đó võ công của ông ta cũng tương đương với tôi. Đã 10 năm trôi qua rồi, dựa vào lang thuật của người này thì có lẽ đã đạt đến thập nhị đẳng cấp vị sơ rồi. Nếu bên phía Diệp tiên sinh không có ai có võ nghệ bậc ấy thì tôi khuyên các anh hãy đợi gọi được người thì hãng hành động. Mặt khác năm đại tướng dưới tay Nạp Đông Lạc Bố chính là năm thủ lĩnh nhỏ. Bình thường bọn họ thay phiên nhau cùng với Nạp Đông Lạc Bố tạo thành một đội. Đại thủ lĩnh Nạp Hải Lang Thuật đã đạt thập đẳng đỉnh. Có lẽ Diệp tiên sinh chỉ có thể ứng phó được với ông ta. Nhưng mà lanh thuật của ông ta cũng rất là kỳ dị. Người nào không hiểu rõ ông ta sẽ đều bị mắc mưu. Người này chịu đòn rất giỏi hơn nữa thường hay giả chết. Đối thủ của ông ta cứ cho rằng tung mười mấy đường quyền là ông ta đã hộc máu tươi rồi, không ổn rồi nên thả lỏng, không cảnh giác nữa. Đúng vào lúc đó, ông ta sẽ ra đòn đột phá, hơn nữa đòn đột phá này vô cùng mạnh, thường là một chiêu lấy ngay mạng đối thủ. Đường Tín Thiên Trạch bắt đầu kể. Đến lúc đó có lẽ phải giữ bí mật mới được, hơn nữa phải hành động tốc độ. Nếu không để các tù trưởng khác biết đem thêm người đến cứu viện thì chắc chắn chúng ta không đủ người ứng phó rồi. Diệp Phàm nhìn Đường Tín Thiên Trạch nói. Ngoài những người rõ ràng như thấp này ra không lẽ bộ tộc các ông không có những tổ chức như tổ chức của các vị trưởng lão hay sao? Những người thuộc những hội như thế mới là các cao thủ thực sự của bộ lạc. Bọn họ thuộc lớp người đã lớn tuổi, võ nghệ thâm hậu, kinh nghiệm giao đấu đầy mình. Họ mới là các đối thủ khó hạ gục.
bộ lạc có hội trưởng lão nhưng bọn họ đều là những người rất bình thường. Những người này chỉ là những người có uy tín, về võ nghệ thì chẳng có gì đáng lo cả. Bọn họ không can dự vào ân oán cá nhân mà chỉ hỗ trợ đại tộc trưởng việc quản lý bộ lạc mà thôi. Đường Tín Thiên Trạch nói. Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. Có người của chúng tôi và các cao thủ đảo Hồng Xương các ông thì tin rằng chúng ta sẽ tóm được Nạp Đông Lạc Bố. Diệp Phàm tự tin nói. Diệp tiên sinh, trong số các ông còn có vị cao thủ nào như vị tiền bối này không? Đường Tín Thiên Trạch nhìn về Xa Nhất Đao đang đứng ở góc tường hỏi. Đường Tín Thiên Trạch tất nhiên hiểu rất rõ sự lợi hại của Xa Nhất Đao. Ông ta đoán người này có lẽ là cao thủ lợi hại nhất trong đám bọn Diệp Phàm. Ha ha ha! Diệp Phàm cười một cách thần bí, không đáp lại câu hỏi của ông ta. Đường Tín Thiên Trạch liền hiểu ngay có lẽ bọn họ còn nhiều cao thủ như thế. Vào giây phút đó, ông ta bỗng cảm thấy kiêng nể Diệp Phàm, thậm chí còn cảm thấy hắn ta rất hung dữ. Chương 2592, tóm gọn. Đường Tín Thiên Trạch ngồi trên chiếc ghế trúc do người mang đến. Đường Châu Ái dẫn đầu một đoàn khoảng 60 người tiến thẳng đến phía chủ đảo. Người của bộ lạc Nạp Tây Mễ vẫn qua biển bằng thuyền mộc loại có người chèo. Không lâu sau họ đã đến chủ đảo Chris. Đám lính gác trên đảo thấy Đường Châu Ái đem người đến lại thấy người nào cũng mang sói, mang chiêng nên họ tưởng là đến để cống nạp cho đại tù trưởng. Theo luật lệ của bộ lạc thì tháng nào chủ đảo của các phân đảo cũng phải cống nạp thực phẩm hoặc là vật khác. Mẹ kiếp, chúng ta thành phu khuân vác hết rồi. Thiên Thông vác một con lợn rừng không nén được tức giận thầm thì với Vương Nhân Bàng bên cạnh. Những người phu vác vinh quang, chúng ta là các phu vác siêu cấp, anh xem, anh Diệp cũng vác dê núi kìa. Vương Nhân Bàng cười đáp lại. Anh ta chỉ thích sói đột lốt người thôi chứ thích gì dê núi. Nghe nói bọn Đường Châu Ái suýt nữa đã bị Diệp Phàm xử theo luật rồi. Không ngờ anh ta còn biết cái trò lạt mềm buộc chặt, rõ ràng là muốn đùa bỡn các cô nương đó nhưng lại giả vờ giả vịt là thánh nhân. Tôi khinh, nếu Diệp Phàm mà là thánh nhân thì thiên hạ này không có thánh nhân rồi. Thiên Thông cười nói. Thì suýt nữa là tiến hành mà. Tiếc quá, tóm được thêm đám cô nương ấy thì càng tốt hơn. Tôi thấy Diệp Phàm cao ngạo quá, nói cái gì mà không thích những thứ đưa đến tận miệng. Đó không phải là lúc để cao ngạo. Một khi bọn họ có thai với Diệp Phàm rồi trong nước lại cử thêm một hai cao thủ nữa đến để hỗ trợ thì chẳng phải đảo Chris này đổi thành Diệp rồi hay sao? Còn chúng ta thì cũng được thơm lây có đúng không? Là thành nhân hay không đều là nói nhảm cả. Nói như Thiên Thông anh đó, không lẽ anh không thích chuyện đó? Vương Nhân Bàng nói đầy nuối tiếc. Hay là anh tiến lên đi, nghe nói bộ lạc Nạp Tây Mễ này cho phép lấy nhiều vợ. Như Đường tù trưởng đó, nghe nói có đến lút phòng. Vương Nhân Bàng anh cũng là cao thủ tình trường. Đến lúc đó anh chỉ cần dùng ánh mắt, dùng một nắm đấm các cô nương trong bộ lạc sẽ chạy theo anh hết. Làm một chủ đảo khoái lạc cũng tốt lắm. Các cô gái trong bộ lạc sẽ do anh tùy ý. Nhưng ngày tháng đó tuyệt vời làm sao? Thiên Thông nói, giọng điệu ẩn chứa sự chuyển dụ. Về tôi ấy, dụ dỗ được bao nhiêu cô gái đều không thành vấn đề. Nhưng xét về võ nghệ tôi còn chưa bằng Đường Tín Thiên Trạch được. Muốn tranh giành kinh doanh ở đây cũng khó đó. Dù sao Thiên Thông anh cũng không nói là không thích, cái vị trí chủ đảo khoái lạc đó nên để cho anh làm mới đúng. Thế nào, cứ suy nghĩ đi. Diệp Phàm làm đại chủ đảo, Thiên Thông nhà anh làm chủ một phân đảo. Dù sao cũng có đến mấy cái phân đảo, tính thêm số đảo nhỏ cũng đến mười mấy cái. Hơn nữa, các cô gái ở đây tuy nhiều nhưng nguyên thủy quá. Tôi không quen với cuộc sống nguyên sơ đó. Anh nói nghe cũng có lý đấy. Thiên Thông đã có chút dao động trong lòng. Bình thường anh nói là không thích đàn bà con gái nhưng xem ra đó cũng chỉ là cái vẻ đạo mạo bên ngoài thôi, Vương Nhân Bàng nghĩ thầm trong bụng. Đường rộng nhất trên đảo cũng chỉ chừng 3 mát, nghe nói bình thường dùng để phi ngựa. Muốn vận chuyển những thứ hàng cần thiết cho cuộc sống thì họ đều dùng lạc đà. Đi được chừng một tiếng đồng hồ bọn họ mới thấy một trại lớn thấp thoáng ở lưng chừng núi. Tất cả đều là những căn nhà đơn giản làm bằng gỗ trúc. Quanh trại lại có rất nhiều các thân tre lớn, phía trên chúng treo các loại đầu thú, gia thú. Có nhiều mảng gia thú còn vẽ nhiều bản đồ lung tung, các thân tre đều có máu chảy đầm đìa. Nếu bước lại gần mùi máu tươi có thể hun chết người. Có lẽ đó là thần linh mà người bộ tộc Tây Nạp Mễ tôn thờ. Các ông cũng thờ phụng thần linh gì đó sao? Rút cuộc là thờ thần gì vậy? Diệp Phàm tranh thủ ghé sát lại Đường Châu Ái hỏi. Lôi thần. Cô ta đáp lại. Lôi thần, trông như thế nào vậy? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Toàn thân đỏ chói,
giống với hình tượng tứ đại thiên vương mà trong truyện thần thoại của người Trung Hoa. Theo truyền thuyết, đảo Chris của chúng tôi là do lôi thần dùng một thanh lôi lớn cắt biển ra rồi nâng lên mà tạo thành. Trên đảo có rất nhiều vật tượng trưng cho sấm, chẳng hạn như lôi thạch chính là thánh vật mà lôi thần để lại. Cái mà chúng tôi bị người nhà họ Chu lừa là thần thánh chính là thứ được mài ra từ một viên đá màu huyết. Viên đá đó cao đến 3 mét, rực một màu đỏ tươi như máu. Dường như viên đá tự nhỏ máu ra vậy, mặt khác sấm cũng là lửa, lửa thì tất nhiên cũng màu đỏ. Trong truyền thuyết còn có một việc kỳ quái nữa, mỗi khi trời nổi sấm thì đều hướng về phía thần lôi. Điều kỳ lạ là tượng thần lôi sừng sững trên đảo Chris ấy không hề bị đánh hỏng, mà ngược lại mỗi lần có sấm thì tượng thần lôi lại càng rực màu đỏ hơn. Có lẽ thần lôi đang dùng máu của chính mình để che chở cho bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng tôi. Thực ra máu tươi cũng là thứ tốt, là bảo vật trên người bất kỳ loài động vật nào. Máu tươi không tượng trưng cho thứ gì đáng sợ cả, mà nó là biểu tượng của lòng dũng cảm cao độ. Người Nạp Tây Mễ chúng tôi tôn thờ máu tươi, yêu thích máu tươi. Đường Châu Ái giải thích. Ha ha ha. Bỗng nhiên có tiếng cười vang dội từ đâu truyền đến, thứ âm thanh chói gắt ấy khiến người ta phải đau tai. Đường tù trưởng từ sau trận chiến mười mấy năm về trước chưa từng đặt chân lại lên đảo Chris. Hôm nay đường tù trưởng dân theo lục tù trưởng đích thân mang tế phẩm đến cống ạp, Nạp Đông Lạc Bố cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Khi giọng nói ấy vang lên, Diệp Phàm nhìn thấy một người cao chừng 2 mét bước tới. Bước đi của ông ta bừng bừng uy vũ khiến đá trải quanh đó cũng rung lên. Diện mạo người này cũng rất quái dị. Ông ta trông giống một con beo, miệng hình như không phát âm được hết, nhìn bên ngoài thấy giống một cái miệng mèo nhưng khi nói thì rất quy chuẩn. Ra rồi, Đường Tín Thiên Trạch chỉ có thể nằm trên giường thôi, đâu giống Nạp Đông Lạp Bố có thể coi khắp nơi khắp chốn là nhà. Đường Tín Thiên Trạch vuốt cằm nói. Biết Nạp Đông Lạc Bố có ý hạ nhục mình nhưng Đường Tín Thiên Trạch cố nhẫn nhịn, sắc mặt không hề để lộ cơn tức giận. Lục tù trưởng Đường Châu Ái của đảo Hồng Sương khấu kiến đại tù trưởng. Đường Châu Ái lên tiếng, cả người cô ta quỳ sụp xuống, cử chỉ vô cùng thành kính. Nghe nói người của bộ tộc Nạp Tây Mễ vô cùng sùn kính kẻ mạnh, thuộc hạ khi nhìn thấy bề trên đều như vậy. Lục tù trưởng đứng lên. Nạp Đông Lạc Bố đưa một bàn chân ra. Đường Châu Ái giơ tay thành kính sờ vào chiếc giày làm bằng lông thú. Đợi đến khi Nạp Đông Lạc Bố thu chân về, cô ta mới dám chậm rãi đứng lên. Lục tù trưởng, hàng hôm nay đem đến cũng không hề ít. Xem ra đảo Hồng Sương năm nay lại bội thu rồi. Lúc đó một người đàn ông có khuôn mặt nửa đỏ nửa tím đứng bên cạnh Nạp Đông Lạc Bố vừa cười vừa lên tiếng. Diện mạo người này vô cùng khó nhìn. Ông ta cười mà như khiến một bụng đầy thịt vừa ăn lúc sáng của Diệp Phàm trào ra hết. Xin chào Nạp Hải thủ lĩnh, hôm ai may mắn săn được mấy con mồi, hơn nữa đảo Hồng Sương chúng tôi kỹ thuật đánh cá tốt, chỉ có điều đại tù trưởng không thích ăn cá vì thế đổi lại chúng tôi ăn cá, để số mồi săn được dâng lên đại tù trưởng. Đường Châu Ái thản nhiên nói, Nạp Hải là đại ca của 6 đại cao thủ dưới tay Nạp Đông Lạc Bố. Nghe nói võ nghệ ông ta đã đạt đến thập đoạn đỉnh đẳng. Chẳng trách mà ánh mắt ông ta lại sắc bén đến vậy. Diệp Phàm thoáng chút suy nghĩ. Đôi mắt ưng của hắn bắt đầu ngầm quan sát tên này. Đường Châu Ái cũng rất thông minh, trong lúc nói chuyện cô ta đã ngầm giới thiệu ngũ đại tướng dưới tay của Nạp Đông Lạc Bố cho Diệp Phàm nghe. Tuy nhiên Diệp Phàm phát hiện ra có một tên khuôn mặt rất yếu sắc, trông như một công tử bột vậy. Hắn ta đứng bên cạnh ngũ đại cao thủ, ánh mắt đáng khinh đó dò soát hết lên người Đường Châu Ái. Người này chắc chắn không phải là người của bộ lạc Nạp Tây Mễ vì màu da không giống bọn họ. Bọn họ đi vào đại sảnh. Đại sảnh này khá là trang trọng, toàn bộ được làm bằng gỗ. Phía trên dùng gỗ tạo thành hình cái cầu vòm, vì thế không gian khá là cao rộng. Phía dưới lót bằng đá, tuy nhiên nhìn chúng vẫn còn khá thô ráp. Ở giữa đại sảnh có một chiếc ghế dựa rất lớn, bên trên phủ một tấm da sói. Tấm da sói này chắc chắn là của Lang Vương vì nó rất lớn, kéo ra ước dài khoảng 2 mét. Nạp Đông Lạc Bố ngồi xuống. Nắm lấy. Diệp Phàm đột nhiên đứng bật dậy hét lên, trong chốc lát, xa nhất đao nhằm hướng Nạp Đông Lạc Bố mà tiến đến giằng lấy. Một tiếng ào vang lên, không ngờ Nạp Đông Lạc Bố cũng chấp lấy, tuy nhiên bộ quần áo bằng da thú trên người ông ta vẫn bị xa nhất đao cào nứt một mảng. Có thích khách, đội cận về đâu? Nạp Đông Lạc Bố hét lên nhưng bọn người Diệp Phàm đã bắt đầu ra tay rồi. Một vật nhanh như đạn bay lao đến trước mặt Nạp Hải. Ông ta chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một quyền của Diệp Phàm khiến cho máu tươi chảy thốc ra.
Diệp Phàm còn liên tiếp đánh cho hỏng một số vật trên người ông ta rồi ông ta mới rơi xuống lăn trên nền đất. Biết có thể đánh được ông ta nên Diệp Phàm lại tiếp tục đánh thêm mười mấy đòn nữa cho đến khi cảm thấy tay chân ông ta đã gãy ra, hắn mới thôi. Giao lại cho cậu này Thiên Thông. Diệp Phàm đá ông ta đến trước mặt Thiên Thông. Một nạp hải đã gần như gãy hai tay hai chân mà vẫn đánh lại được Thiên Thông thì Thiên Thông thực sự là một tên vô dụng rồi. Diệp Phàm vụt đến trước mặt tên công tử bột. Tên này thấy nạp hải bị người thanh niên này đánh cho gãy chân chỉ bằng một chưởng thì sợ tái xanh mặt. Hắn ta sờ xuống hông, một vật gì đó màu đỏ trong phút chốc lao về phía Diệp Phàm. Đó chính là lôi thạch. Phản ứng đầu tiên của Diệp Phàm chính là triển khai thủy công. Một lớp mành nước được hình thành, lập tức bao quanh lôi thạch. Một luồng nội khí bay đến trước mặt tên công tử bột, cắt đứt mối liên hệ giữa hắn và lôi thạch. Lôi thạch lại bay đến trước mặt Diệp Phàm. Tuy là lôi thạch nhưng cũng đã có chút cải tiến. Phía trên hình như có rất nhiều lỗ nhỏ. Định nghịch mấy thứ này đúng không? Đi mà tự nghịch. Diệp Phàm cười bí hiểm. Lôi thạch trong nháy mắt lại bay đến trước mặt tên công tử bột. Tên này sợ hãi hét lớn. Đại tù trưởng cứu tôi với. Cha tôi sẽ cảm tạ ông. Nhưng lúc này chính tính mạng của Nạp Đông Lạc Bố cũng khó bảo toàn. Ông ta đã bị Sa Nhất Đao đá đi đá lại như một quả cầu ra trên mặt đất, đâu còn thời gian để đến cứu tên công tử bột nữa. Đừng làm hại hắn, hắn là con trai của giáo chủ giáo Cùng Âm. Một tên người Nạp Tây Mễ chọc đầu hét lên. Nạp Đông Lạc Bố, ông đem người của giáo phái Cùng Âm về để hại người Nạp Tây Mễ chúng ta. Tội ông không thể tha thứ được. Đường Tín Thiên Trạch nhân cơ hội đó hét lên. Nạp Hải, Thản Bố, Khắc Hồng, Tĩnh Xuân, Xà Tín, mấy người nghe cho rõ đây. Nạp Đông Lạc Bố phải chết, từ này về sau vị trí đại tù trưởng này là của Đường Tín Thiên Trạch ta. Ai không phục sẽ bị tàn phế, còn không phục nữa thì phải chết. Thịch, âm thanh đó vang lên, tiếp theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết. Bọn người Thản Bố khiếp sợ phát hiện ra, tên công tử bột ma lâm tạp đã bị lôi thạch của bọn họ khiến cho phát nổ, toàn thây cháy đen, da thịt bị chóc ra, máu tươi tung tóe bốn phía. Tuy nhiên hắn ta vẫn chưa chết, tất nhiên đó là do Diệp Phàm đã khống chế lượng chất nổ trong lôi thạch. Chương 2593, người nhà họ Diệp như sói như hổ. Vì có sự khống chế của thủy công nên thạch lôi chỉ phát huy một phần tác dụng nhỏ. Nếu không thì tên công tử bột đó đến xác cũng không còn huống chi là còn bị cháy xém đứng ở đó. Sau một hồi giao đấu, bọn người Nạp Đông Lạc Bố đều đã bị khống chế. Đúng lúc đó, Sa Thiên Nhất bay về đến đại sảnh, thông báo. Bên ngoài có hơn 100 người mặc toàn đồ da thú màu đen đang đến. Bọn họ mang theo các loại vũ khí như cúng, nỏ, côn tiến thẳng vào đây. Đó là đội kỵ quân màu đen của Nạp Đông Lạc Bố. Bọn họ người nào cũng rất lợi hại, là cận vệ của đại tù trưởng, do Nạp Hải đích thân dẫn đầu. Chỉ khi nào chinh phục được đội kỵ quân màu đen này thì mới có thể hoàn toàn chinh phục được cả bộ lạc. Đại tù trưởng mỗi một kỳ đều gây dựng một đội kỵ binh màu đen để bảo vệ nơi mình ở. Lúc này Điền Tín Thiên Trạch mới nhìn Diệp Phàm, giải thích. Có lẽ các tù trưởng khác cũng đã biết tin nên sẽ nhanh chóng tới đây. Thật đúng lúc, nếu Đường tù trưởng muốn lên cái vị trí đại tù trưởng thì cũng phải để cho các tù trưởng khác đến bái kiến chứ. Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng. Hắn khoát tay, cả đoàn người tiến ra bên ngoài. Nếu đã phải chinh phục thì chúng ta chinh phục vậy. Diệp Phàm lại giơ tay lên khoát khoát, cả đoàn người nhằm thẳng về phía đội hắc kỵ binh. Phi đao của Diệp Phàm lao thẳng về phía trước, mấy chục chiếc phi đao nhằm thẳng về hướng đội hắc kỵ binh cách đó hơn 100 mét. Những âm thanh kỳ la vang lên, lập tức mười mấy hắc kỵ binh trẻ tuổi ngã nhào xuống, bị ngựa dẫm đạp lên. Sa Thiên và Sa Nhất Đao sớm đã dùng đôi cánh tốc độ bay thẳng đến đội hắc kỵ binh dù bọn họ có đem theo cung và nỏ. Nhưng Sa Thiên và Sa Nhất Đao đều là các cao thủ. Cung nỏ bình thường đều không thể làm hại bọn họ được. Ngược lại nội công của bọn họ khiến cho các cung tên đều bật quay trở lại, khiến một số hắc kỵ binh ngã nhào xuống. Bọn người Diệp Phàm cũng đã đến trước mặt đội hắc kỵ binh. Đám người võ công chỉ đạt chừng nhị đẳng này thì làm sao có thể phản kháng lại Diệp Phàm được. Chỉ trong vòng 5 phút, đội hắc kỵ binh Nạp Đông Lạc Bố dày công xây dựng đã bị đánh bại, chỉ còn lại các anh hùng của bộ tộc Nạp Tây Mễ nằm sóng xoài trên mặt đất kêu la. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Phàm đã hoàn toàn khống chế được tòa nhà nghị sự quan trọng nhất của bộ lạc. Đây chính là nơi đại diện cho trung tâm quyền lực của bộ tộc Nạp Tây Mễ. Nó giống như là nơi họp đảng của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện,
Diệp Phàm cùng mọi người nghỉ ngơi một chút. Quả nhiên chưa đầy một tiếng đồng hồ sau đó, mấy trăm người vội vàng từ dưới chân núi đi lên. Bốn tù trưởng còn lại đã đến, bọn họ đều đam thao mấy trăm thanh niên đến, nhưng đám người này không có gì phải lo lắng cả bởi vì bên này đều đã giải quyết xong hết rồi. Đường Châu Ái nói với Diệp Phàm. Đường tù trưởng, các ông định tạo phản có phải không? Sao lại bắt đại tù trưởng lại như vậy? Tứ tù trưởng không hóa của đảo Nam Nạp cũng là người có võ nghệ cao nhất trong sáu tù trưởng chỉ về phía Đường Tín Thiên Trạch lên tiếng hỏi. Không hóa, đừng vung tay múa chân trước mặt người khác như vậy. Đừng tưởng tôi không biết, không lẽ ông không muốn ngồi lên cái vị trí đại tù trưởng này hay sao? Ông lại còn chỉ trích tôi, Đường Tín Thiên Trạch tôi dựa vào bản lĩnh của chính mình mà ngồi lên được đây. Mười mấy năm trước Nạp Đông Lạc Bố đã đối phó với tôi như thế nào? Ông ta đã câu kết với Cùng Âm Giáo nhằm thanh toán ngầm tôi. Cái vị trí đại tù trưởng này của ông ta vốn thuộc về tôi. Đường Mỗ đã phải nằm trên giường mười mấy năm, hôm nay đến đây lấy lại thứ thuộc về mình thì có gì là sai? Huống hồ mười mấy năm về trước Nạp Đông Lạc Bố đối xử với tôi như thế nào, không hóa ông có đứng lên nói lẽ công bằng hay không? Bây giờ mọi chuyện lật ngược lại, không lẽ ông còn muốn đứng đây bịp bợm các huynh đệ trong bộ lạc chúng ta? Đường Tín Thiên Trạch phản bác lại một cách rất hợp tình hợp lý. Cái chức vị đại tù trưởng vốn đã nhuốm đầy sự tàn khốc của máu tanh. Ông phải nằm liệt trên giường thì chỉ có thể trách lang thuật của ả ông chưa đỉnh. Ông cứ bằng chứng gì để chứng minh đại tù trưởng Nạp Đông Lạc Bố câu kết với người của giáo phái Cùng Âm để tàn sát người Nạp Tây Mễ chúng ta. Ở đây không thể nói suông để đánh động mọi người được. Xem ra sở trường của Đường Tín Thiên Trạch ông phát huy tác dụng rồi. Nói không sai, nếu tù trưởng Đường đã nói như vậy thì hãy đưa chứng cứ ra. Lúc đó nhị tù trưởng Nhược Cương của Đông Nạp đảo lên tiếng. Đưa Ma Lâm Tạp đến. Đường Tín Thiên Trạch ra lệnh, lập tức ngay sau đó, tên công tử bột Ma Lâm Tạp đã bị cháy đen thui bị người giải tới. Tùy tiện đưa một người đến thì ai chẳng làm được, trò này ai cũng nghĩ ra được hết. Không hóa nói. Tùy tiện đưa một người ra ư, có điều người này không dễ tùy tiện bị đưa ra như vậy đâu. Hắn ta là Ma Lâm Tạp, con trai của giáo chủ giáo phái Cùng Âm Khả Đông lại. Đường Chu Ái lạnh lùng đáp trả. Nói láo. Làm sao hắn ta có thể là Ma Lâm Khả được, Cùng Âm Giáo là kẻ thù của người Nạp Tây Mễ chúng ta. Có cho Ma Lâm Tạp 10 lá gan hắn cũng không dám tới chỗ chúng ta. Đường Tín Thiên Trạch, ông tự đem người ngoài đến sát hại người Nạp Tây Mễ chúng ta, ông còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa. Lập tức thả tôi ra, nếu không thì, không hóa, ông lập tức chiêu tập toàn bộ thanh niên trai tráng trong bộ tộc đến. Người Nạp Tây Mễ chúng ta không thể để người ngoài hiếp đáp được. Chúng ta căm hận nhất là loại người bán cả bộ tộc này. Không hóa, thời khắc sinh tồn quan trọng của bộ tộc Nạp Tây Mễ đã đến. Đúng lúc đó, Nạp Đông Lạc Bố đã bị điểm huyệt đạo không đi được nữa lên tiếng. Tất nhiên là Diệp Phàm đã cố ý để cho ông ta nói. Nếu muốn đưa Đường Châu Ái lên vị trí đại tù trưởng thì phải khiến cho người trong bộ lạc tin phục mới được. Người không đến thì sao có thể khiến người khắc phục được. Hôm nay Diệp Phàm sẽ phải thể hiện uy lực để quy phục bộ lạc Nạp Tây Mễ này. Ha ha ha, có phải là bán cả bộ tộc hay không thì tự ông biết. Cái vị tên là Khiếu Ma Lâm này không lẽ chính là con trai của giáo chủ giáo Cùng Âm? Không ngờ tù trưởng Không Hoa đột nhiên cười. Ông ta hỏi với giọng điệu có chút nghi ngờ. Diệp Phàm đã đoán ra được chân tướng. Có lẽ tên Không Hoa đó sớm đã nhằm vào cái vị trí trưởng tộc. Lúc đó hắn ta không biết xấu hổ cố ý làm xấu mặt Nạp Đông Lạc Bố để loại trước một đối thủ. Không hóa, ông nói những lời này là có ý gì? Nạp Đông Lạc Bố suýt nữa nổi đóa lên, hai mắt trừng trừng nhìn Không hóa. Không lẽ đến hỏi ông cũng không cho người khác hỏi, nếu trong lòng không thấy hổ thẹn thì sợ gì người khác vặn hỏi mình. Đại tu trưởng, phải làm rõ mọi việc đã rồi mới biết ai bán cả bộ tộc chúng ta. Dù ông là đại tù trưởng nhưng không phải là không thể bán bộ tộc, có đúng không? Không hóa không hề sợ Nạp Đông Lạc Bố. Mễ Lâm, ông hãy nói vài lời công bằng đi. Nạp Đông Lạc Bố tôi sao có thể cấu kết với con trai của em ấy Khả Đông Lai được? Ông hãy chứng thực đi, Nạp Đông Lạc Bố tôi đường hoàng công minh. Nạp Đông Lạc Bố trợn mắt lên nhìn tam tộc trưởng Mễ Lâm của đảo Tây Nạp rồi nói. Lúc này ông ta đang vơ cỏ mà nắm để cố giữ mạng mình. Đại tù trưởng, cái này tôi cũng không rõ lắm. Mễ Lâm nhìn thấy Không hóa trợn mắt nhìn mình thì rụt cổ lại nói. Tất cả những tình tiết ấy đều không qua khỏi đôi mắt ưng thần của Diệp Phàm.
hắn thấy uy tín của Không Hóa trong bộ lạc Nạp Tây Mễ khá cao, hơn nữa con người này cũng rất bá đạo nên người khác có phần sợ hắn mà thôi. Thực ra muốn chứng thực người này có phải là con trai của giáo chủ Ma Khả Đông Lai hay không rất đơn giản, chỉ cần tìm được một người trong bộ lạc ta đã từng đến cùng âm giáo là được rồi. Lúc này lục tù trưởng Khang Khứ Đông Lai của đảo Tuyền Kỳ bỗng đưa ra ý kiến hay. Đúng đó, đúng đó. Sau trận chiến năm đó, chẳng phải bộ lạc chúng ta đã cử người đến đó để ngầm thăm dò tin tức hay sao? Tin rằng anh em mật thám sẽ nhận ra được Ma Lâm Tạp. Mễ Lâm cũng gật gật đầu, Nạp Đông Lạc Bố không nén được cơn tức nữa, lên tiếng chửi bới. Mễ Lâm, lương tâm của ông bị chó tha đi rồi à? Đại tù trưởng, những gì tôi nói đều là sự thật, không biết có chỗ nào sai. Mễ Lâm nao núng hỏi lại. Bởi vì Nạp Đông Lạc Bố là một tù trưởng kiêu hùng. Trước đây khi chinh phục bộ lạc ông ta đều dùng đến những thủ đoạn máu lạnh. Người nào không phục, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì có khả năng mất đầu. Vì thế mà các tù trưởng của các phân đảo đều có phần sợ hãi ông ta. Đặc biệt là Mễ Lâm, ông ta từng bị Nạp Đông Lạc Bố đánh cho gãy hai con răng cửa. Tuy bây giờ Nạp Đông Lạc Bố đã bị người nhà họ Đường khống chế nhưng thế gian này có ai dám khẳng định Nạp Đông Lạc Bố sẽ không có cơ hội lật ngược lại tình thế. Như Đường Tín Thiên Trạch trước đó vẫn còn nằm trên giường thế mà giờ đã đi lại được. Hơn nữa ông ta còn đem đến rất nhiều cao thủ, khiến cho thuộc hạ của Nạp Đông Lạc Bố cũng không động chân khuya tay gì được trước mặt họ. Ông là đồ khốn khiếp, còn phải chứng minh cái gì nữa? Tôi là người Nạp Tây Mễ, một lòng trung thành với bộ lạc. Không lẽ các ông đều đã quên, Nạp Đông Lạc Bố tôi đã cũng sát cánh bên bộ lạc chống lại bao nhiêu kẻ thù, giết chết bao nhiêu đối thủ. Nạp Đông Lạc Bố hét lên, tiếng hét như sấm rền. Nếu ông trung thành như thế với bộ lạc thì sợ gì việc kiểm chứng. Hơn nữa làm như thế cũng tốt cho đại tù trưởng thôi. Minh oan cho đại tù trưởng mà. Không Hóa bật cười, rồi ông ta lập tức quay đầu lại, ra lệnh cho đám thuộc hạ. Lập tức đi gọi một người trong đội mật thám giáo phái Cùng Âm đến đây. Không Hóa, đừng cho rằng Nạp Đông Lạc Bố ta là tên ngốc. Ông sớm đã nhắm vào cái vị trí đại tù trưởng của tôi. Trước đây nếu không vì chưa đủ thực lực thì trong lần giao tranh trước đây ông đã dám đứng lên rồi, đúng không? Bây giờ thì tốt rồi, lông cánh mọc dài thêm nên muốn câu kết với người khác ngầm thanh toán đại tù trưởng. Bây giờ ông gọi một người đến, chẳng phải là đã thương lượng trước với tên đó rồi hay sao? Nạp Đông Lạc Bố tuyệt vọng hét lên một cách tuyệt vọng. Vàng thật không sợ lửa, ông lo cái gì? Tôi thực sự hoài nghi liệu có phải đại tù trưởng của chúng ta là quỷ dữ thật hay không? Nếu không tại sao ông cứ ngăm cản không cho tôi gọi người của đội mật thám đến? Mà nói đến đội mật thám thì xin mọi người cứ yên tâm. Tôi sẽ mời người có uy tín nhất là Cách Lỗ và Tiếu Ngư trưởng lão để nói mấy câu công bằng. Còn mật thám thì cũng để bọn họ gọi bất kỳ người nào đó. Tấm lòng Không Hóa tôi ông trời biết rõ. Không Hóa nói với bộ dạng hết sức công minh, chính nghĩa. Không lâu sau Cách Lỗ và Tiếu Ngư đã đến, hai vị trưởng lão đều đã chỉ điểm người nên có thêm hai tên mật thám đến nữa. Hai tên này vừa nhìn thấy Ma Lâm Tạp thì một tên mặt gầy lên tiếng. Không sai, hắn chính là Ma Lâm Tạp, hắn có hóa thành cho bụi tôi cũng nhận ra. Khi đến cùng âm giáo để thăm dò tin tức, tôi đã bị chính hắn cho vào phát đạp. Xương cốt đến tận bây giờ vẫn còn đau. Hắn ta có một cái đột bao màu đen. Sau khi bị hắn đá, tôi vẫn ngầm tìm cách trả thù. Tôi dùng hai tấm da thú hạng tốt đổi với một kỹ nữa nên biết được điều này. Đường Tín Thên Trạch lạnh lùng nói, giọng ông ta rền vang. Khuôn mặt Nạp Đông Lạc Bố bỗng trắng bệch ra. Chương 2594, điều hình. Sườn phía đông dưới háng của Ma Lâm Tạp đúng là hơi kỳ lạ. Có một cục đen sẫm trơ trụi to bằng quả trứng mọc nhô ra. Một người có thị lực tốt đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ. Thấy chưa, đó chính là Ma Lâm Tạp. Bây giờ thì ông còn gì để nói nữa không? Khi nãy Đường Mỗ Cống Nạp Đồ Tế thấy người này đứng cạnh ông nói cười cười. Nhiều người như vậy có thể làm chứng được. Điều này nói lên cái gì? Ma Lâm Tạp là bạn của ông, các người lúc nào cũng đi cạnh nhau. Hơn nữa lần này hắn đến chắc lại để thương lượng làm thế nào để ám hại người trong bộ lạc, sau đó câu kết với Cùng Âm giáo để bán hết lôi thạch trong bộ lạc chúng tớ đi. Tất nhiên Đường Tín Thiên Trạch không thể bỏ qua cơ hội này được. Lão già họ Đường kia, ông thì có gì tốt đẹp? Ban nãy nhiều cao thủ giao đấu như vậy không lẽ đều là người nhà họ Đường các ông? Chắc chắn là không thể nào, cách thức giao đấu của những người này không giống lạng thuật.
chắc chắn đó là một loại võ nghệ khác. Vì báo mối thù năm đó võ nghệ chưa cao nên bị liệt phải nằm giường của mình, ông đã câu kết với người ngoài hòng cướp đoạt vị trí đại tù trưởng. Vậy thì có khác gì đem dâng cả bộ lạc chúng ta cho người khác? Ông đừng có cho rằng tôi là tên ngốc, ông tuy nằm trên giường nhưng thực chất là giả bộ bị thương thôi. Cái chân của ông vốn đã hồi phục lâu rồi, ông đã cố gắng tích lũy lực lượng, chỉ cần có cơ hội là sẽ giật cái vị trí đại tù trưởng này. Bây giờ khi cơ hội đã đến, các ông lại câu kết với cả thù truyền kiếp là Chu gia. Đó không phải là á thúc của Chu gia hay sao? Đó chính là bọn phản đồ của bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng ta, trước đây tổ tiên chúng ta đã tiêu diệt hết bọn họ nhưng còn để cá lọt lưới. Sau đó chúng lại kết hợp với Chu gia để chuyên đối đầu với chúng ta. Đừng có nghĩ rằng chúng tôi không biết ông ta nhé. Nói đến đây Nạp Đông Lạc Bố đột nhiên chĩa mồm về phái Á Thúc đang đứng. Đột nhiên mọi ánh mắt đều dồn về phía Á Thúc. Ông ta chính là Á Thúc. Không sai đâu. Đường Tín Thiên Trạch đột nhiên thừa nhận. Ông ta đưa mắt nhìn hết lượt mấy trăm người trong bộ tộc rồi nói tiếp. Lần này Chu gia đến đây để giảng hòa với bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng ta. Hai bên đã đánh lẫn nhau mấy trăm năm rồi. Số những người chết vì giao đấu cũng không hề ít. Hơn nữa lúc nào cũng phải đề phòng đối thủ đánh lén. Cứ tiếp tục như vậy thì không biết hai bên còn thiệt hại bao nhiêu nữa. Tình trạng này không thể cứ tiếp diễn được nữa. Chu gia cũng đã nhận ra được điều đó vì thế họ đặc biệt cử Á Thúc đến đây để trao đổi với chúng ta. Nếu có thể thương lượng được thì sau này hai bên sẽ sống trong hòa bình. Tôi cho rằng được như thế thì rất tốt. Chúng ta không nên để cho những xung đột đẫm máu này cứ tiếp diễn mãi được. Ồ, Đường tù trưởng, làm như vậy thì chính là câu kết với Chu gia để hủy diệt bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng ta rồi còn gì. Chu gia có tiền, điều này thì ai cũng biết cả. Chu gia đã cho Đường gia các ông bao nhiêu tiền. Đến lúc đó bộ tộc Nạp Tây Mễ chúng ta sẽ biến thành nô bộc của Chu gia. Ông đừng cho rằng không hóa tôi không hiểu những chuyện đó. Chu gia sớm đã nhằm vào đảo Chris này rồi. Họ muốn khai thác và xây dựng nhà máy ra ở đây. Khi đó toàn bộ người Nạp Tây Mễ chúng ta sẽ trở thành nô bộc của họ, kiếm tiền cho bọn họ. Đường tù trưởng, cách nghĩ của ông rất tốt nhưng thật tiếc người Nạp Tây Mễ chúng ta ai ai cũng là hảo hán. Chúng ta quyết không để cho Chu gia thực hiện mưu đồ này. Thực sự tôi không ngờ rằng hai người cạnh tranh cái chức vị đại tù trưởng kia lại là những người như vậy. Nạp Đông Lạc Bố thì câu kết với giáo phái Cùng Âm còn Đường Tín Thiên Trạch ông nhìn bên ngoài tưởng là người bị hại, ngày ngày nằm liệt trên giường giả bộ đáng thương. Thì ra ông sớm đã câu kết với Chu gia, những cao thủ này chắc chắn không thể là người trên đảo Hồng Sương. Tất cả bọn họ đều đã hóa trang rồi, không tin thì lấy nước rửa đi sẽ thấy bộ dạng thật của họ. Có thể khẳng định những người này đều là các cao thủ Chu gia mời đến. Bọn họ đến để hủy diệt bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng ta. Các vị trưởng lão, các huynh đệ trong bộ lạc, chúng ta tuyệt đối không thể trở thành nô bộc của Chu gia được. Người Nạp Tây Mễ chúng ta dũng cảm, không sợ chết. Ai đến cướp đoạt nhà cửa với chúng ta nhất định sẽ đấu với họ đến cùng. Hai vị trưởng lão, có phải chúng ta nên triệu tập thanh niên trai tráng trong bộ lạc đến đây hay không? Chúng ta mà sợ đám người này hay sao? Còn nữa, Nạp Đông Lạc Bố không còn thích hợp để làm tù trưởng nữa rồi, Đường Tín Thiên Trạch lại càng không được. Chức vị đại tù trưởng này không hóa tôi tạm thời giữ. Hai vị trưởng lão thấy như vậy có được không? Tôi muốn nói rõ trước một chút, một khi giết sạch bọn người bên ngoài này xong. Tôi sẽ lập tức xuống khỏi vị trí này để bộ lạc chọn lựa một đại tù trưởng mới. Không hóa đột nhiên rất hùng hổ, hắn nghiễm nhiên trở thành đại tù trưởng. Vậy là lộ ra cái đuôi hồ ly rồi còn gì? Thay thế cái gì chứ? Không hóa ông sớm đã nhầm cái chức vị này rồi. Tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Đường Tín Thiên Trạch và Không Hóa. Tên Ma Lâm Tạp này tôi vốn không hề quen biết, có lẽ đó là gian tế của giáo phái Cùng Âm phái đến bộ lạc chúng ta. Hơn nữa cũng rất có khả năng tên này câu kết với Không Hóa nên tới. Không Hóa, tâm địa ông thật ác độc. Thực lực của ông không thể đọ được với Nạp Đông Lạc Bố tôi nên ông giở thủ đoạn đen tối này. Rõ là ông muốn bán cả bộ lạc chúng ta cho Cùng Âm giáo rồi. Các vị trưởng lão hãy thống lĩnh các huynh đệ trong bộ tộc, tôi với danh nghĩa là đại tù trưởng ra lệnh cho toàn bộ thanh niên trai tráng của bộ lạc tập hợp lại, tiêu diệt hết tên phản đồ Không Hóa và bọn phản tặc câu kết với người ngoài này. Nhất định diệt bằng hết. Nạp Đông Lạc Bố thấy có cơ hội thì nói xanh ngang vào ngay. Tuy nhiên ông ta đã là người bị khống chế thì không còn tư cách gì nữa. Những lời ông ta nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Quả nhiên là như vậy,
Nạp Đông Lạc Bố nói xong thì không có lấy một người để ý đến lời ông ta. Đây cũng là cái lẽ dậu đổ bìm leo mà thôi. Các huynh đệ, việc Nạp Đông Lạc Bố câu kết với giáo phái Cùng Âm là có thật. Tất cả chúng ta đều biết, Cùng Âm giáo là kẻ thù không thể hòa giải của bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng tôi. 10 năm trước, bọn họ đã tổng tấn công bộ lạc chúng ta. Hàng ngàn các anh hùng hảo hán của bộ lạc chúng ta đã phải bỏ mạng. Hôm nay, nợ máu trả bằng máu. Chúng ta hãy đem tên tội đồ này lên đài hành hình để tiến hành điều hình. Lúc này Đường Tín Nhân Trạch lập tức vung lên thanh đao mổ. Đúng thế, Đường Đường là đại tù trưởng mà lại cấu kết với Cùng Âm giáo. Chỉ cần có hành vi bán bộ tộc thì đều phải chiêu du điều hình. Không hó trợn trừng mắt nhìn rồi nói. Đúng, đúng, điều hình. Phía dưới có người hét lên, thổ dân của đảo Hồng Sương và các thuộc hạ của Không Hóa cũng lập tức hét lên. Nạp Đông Lạc Bố ra sức giãy giụa nhưng tiếng kêu của ông ta đã bị tiếng đồng thanh điều hình lấn áp. Không lâu sau bọn họ đã tới giàn tế. Nạp Đông Lạc Bố bị trói cột vào một thân cha rất cao. Phóng điểu. Vị trưởng lão tên Cách Lỗ hét lên. Chẳng bao lâu sau một con chim ưng cực lớn từ trong rừng bay ra. Cái đầu của nó đã cao bằng nửa người. Nghe nói loại chim ưng này được người Nạp Tây Mễ chuyên nuôi để hành hình. Loại chim ưng này rất hung hãn. Nó nhìn thấy Nạp Đông Lạc Bố bị trói gô trên thân tre thì lập tức nhào ngay xuống. Lũ động vật này không cần biết anh có phải đại tù trưởng hay không. Dưới cái miệng hung ác của lũ chim ưng ấy, hai con người của Nạp Đông Lạc Bố bỗng chốc biến thành hai vũng máu rất đáng sợ. Cả khu đó vọng lại tiếng kêu khiếp đảm của Nạp Đông Lạc Bố và cả tiếng hò hét phẫn nộ. Kiểu hành hình của chim ưng thì không thể lương thiện được rồi. Mười mấy con chim ưng lại xà xuống tranh nhau mồi ăn. Chẳng mấy chốc, gan ruột đều đã bị rỉa ra. Máu tươi tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng đó thật khiến người khác khiếp đảm. Có lẽ người Nạp Tây Mễ đã quen với cách hành hình sống đó, người trong bộ lạc họ đều không cảm thấy sợ hãi. Nhưng bọn người Diệp Phàm thì đều thấy rợn tóc gáy. Toàn thân lạnh toát, vã mồ hôi. Mấy chuyện giết người bọn họ đã từng làm nhưng cách giết người tàn khốc thế này, bọn họ chỉ thấy trên vô tuyến. Bây giờ lại được nhìn thấy cảnh tượng thật sinh động. Nạp Hải, Thản Bố, Khắc Hồng, Tĩnh Xuân và Xà Tín đều là đồng phạm. Mấy năm nay bọn người Nạp Đông Lạc Bố đã câu kết với Cùng Âm giáo giết hại không ít người trong bộ lạc. Tất cả đều tiến hành điều hình hết. Đường Tín Thiên Trạch lạnh lùng không chịu để thua bất cứ người nào. Tất nhiên cách mà ông ta đang làm chính là diệt cỏ tận gốc. Một lát sau, mấy người bọn họ cũng bị trói lên trên thân tre hành hình. Lại là những chuỗi âm thanh thê thảm vang lên. Gần 2 tiếng đồng hồ thì cuộc hành hình kết thúc. Đám thân tre chỉ còn lại một chút vương vãi và vài khúc xương chưa bị rỉa sạch thịt. Các huynh đệ trong bộ lạc, Đường Tín Thiên Trạch cấu kết. Không Hóa thấy mọi thứ đã xong xuôi thì lên tiếng trước, định đem Đường Tín Thiên Trạch ra hành hình. Nhưng Xa Nhất Đao ra tay còn nhanh hơn cả cái miệng hắn. Một đường đao lao ra, Không Hóa cách đó hơn 100 mét bị thanh đao của Xa Nhất Đao tóm được. Hơn nữa, một đường đao thuận đã lao đến tận thân tre. Trong lúc đường đao lao đi, Không Hóa đã bị Xa Nhất Đao dùng thuật điểm huyệt để khống chế cơ thể hắn. Đám chim ưng rừng đó lại hung hãn lao tới. Tiếng hét thê thảm lại vang lên. Bọn thuộc hạ của Không Hóa cũng ào tới. Xa Nhất Đao vẫn theo cách cũ mà khống chế chúng. Tất cả đều bị đưa lên mấy thân tre. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, dưới các thân tre lại là đám xương vương vãi. Sau đó không có ai dám lên tiếng với Đường Tín Thiên Trạch nữa. Lần trước khi giao đấu với Nạp Đông Lạc Bố để tranh chức vị đại tù trưởng tuy tôi đã thua nhưng ngay từ khi bắt đầu tôi đã nghi ngờ Nạp Đông Lạc Bố câu kết với Cùng Âm giáo nhằm ngầm thanh toán tôi. Cuối cùng lần này tôi cũng đã tìm ra được bằng chứng. Kẻ giết người cũng đã bị báo ứng. Đường Tín Thiên Trạch tôi cũng đã hồi phục lại sư xê khỏe. Đường Tín Thiên Trạch nói, cả người ông ta đứng bật dậy, đi một vòng tròn. Đôi mắt ưng đó liếc nhìn các vị tù trưởng trước mặt. Sau đó ông ta lại lớn giọng nói tiếp. Chức vị đại tù trưởng này Đường Tín Thiên Trạch tôi cũng không muốn đảm nhận. Nhưng vì bộ lạc tôi xin cử con gái tôi là Đường Châu Ái lên đảm nhiệm chức vụ này. Dù bây giờ nó còn trẻ, lang thuật cũng chưa hoàn hảo nhưng các huynh đệ hãy tin Đường Tín Thiên Trạch tôi. Có tôi ở đây thì con gái tôi nhất định sẽ dẫn dắt cả bộ lạc ta có một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Hơn nữa con gái tôi cũng đã đi học đại học ở bên ngoài, đem về rất nhiều kỹ thuật tiên tiến. Chẳng hạn như người của bộ lạc trên đảo Hồng Sương chúng tôi đã bắt đầu trồng hoa quả và một ít thực phẩm. Nếu cả bộ lạc chúng ta đều học được cách này thì sau này thú chúng ta đánh được có thể đem đi bán hết,
tiền kiếm về có thể đổi lấy các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho bộ tộc. Các ông đã nhìn thấy chưa? Nhà của các vị tù trưởng đều có thứ phát sáng được gọi là điện. Phần lớn người trong bộ lạc vẫn dùng đèn dầu. Mục tiêu của tôi trước tiên là để mọi người đều có thể dùng được đèn điện. Có điện rồi thì sẽ có chiếc hộp thần kỳ có tê hơ nói chuyện, có người đi ra. Một thế giới đầy màu sắc bên ngoài đang đợi chúng ta. Người Nạp Tây Mễ chúng ta không thể cứ lạc hậu mãi được. Lời nói của Đường Tín Thiên Trạch rất có trọng lượng. Chương 2595, ra tay. Các vị trưởng lão, các vị có đồng ý để con gái tôi là Đường Châu Ái đảm nhận vị trí đại tù trưởng hay không? Đường Tín Thiên Trạch nhằm về phía các vị trưởng lão có uy tín như cách lỗ mà hỏi. Dưới ánh mắt lạnh lùng hung hãn của ông ta, lại thêm các cao thủ võ nghệ như bọn Diệp Phàm. Cách lỗ tin rằng nếu hôm nay không đồng ý thì có lẽ sẽ có kết cục giống với Không Hóa. Tôi đại diện cho hội trưởng lão của bộ lạc, đồng ý để Đường Châu Ái trở thành đại tù trưởng của bộ tộc Nạp Tây Mễ. Cách lỗ nhìn mấy vị trưởng lão rồi gật đầu. Nhược Cương, Ma Kim, Mễ Lâm, Khang Khứ Đông Lai, mấy tù trưởng các ông thì nghĩ thế nào? Vẫn với ánh mắt hung hãn đó, Đường Tín Thiên Trạch nhìn sang các vị tù trưởng, sau đó lại cố ý nhìn về phía mấy thân che hành hình ở đằng xa. Tôi là nhị tù trưởng Nhược Cương của đảo Nạp Đông đồng ý để tù trưởng Đường Châu Ái trở thành đại tù trưởng của bộ lạc. Nhược Cương nghĩ đến kết cục của Không Hóa liền gật đầu một cách bất đắc dĩ. Mễ Lâm của đảo Tây Nạp cũng đồng ý. Mễ Lâm biết không thể chậm trễ hơn được nữa. Nếu còn chậm, Đường Tín Thiên Trạch mà nổi giận, cứ dựa vào việc ông ta giải quyết Nạp Đông Lạc Bố một cách dễ dàng thì thấy bản thân hắn không có cơ hội để vật lộn với họ. Hơn nữa nếu cổ động cho thanh niên trai tráng trong bộ lạc phản kháng lại họ thì cũng không được nữa. So với uy tín của Đường Tín Thiên Trạch trong bộ lạc thì hắn vẫn còn thua xa. Tính ngược tính xuôi đều thấy thất bại. Những người có vai vế trong bộ lạc cũng đều đã ủng hộ cho Đường Châu Ái trở thành đại tù trưởng. Nhân lúc lửa nóng mà rèn luôn sắt, vào lúc hoàng hôn, dưới sự giúp đỡ của bọn người Diệp Phàm, bộ lạc đã tổ chức một lễ nhậm chức rất đơn giản. Đường Châu Ái khoác lên người bộ quần áo của đại tù trưởng, bái thiên xong thì ngồi vào vị trí của Nạp Đông Lạc Bố. Người nhà họ Đường trên đảo Hồng Sương cũng tiến vào đảo Chris ở. Lần này có thể chinh phục được bộ lạc Nạp Tây Mễ đã thể hiện được trí tuệ của Diệp Phàm. Mặt khác, thành công lớn nhất chính là thực lực siêu cường của hắn. Sau trận chiến này hắn càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của thực lực. Trong giới võ thuật đã như vậy, trong quan trường cũng không khác là bao. Trí tuệ thực chất cũng là một loại thực lực, chỗ dựa và mối quan hệ cũng là một mặt khác của thực lực. Buổi tối, đám người Diệp Phàm và người nhà họ Đường ngồi quanh một bàn tròn. Hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của Diệp tiên sinh, chúng ta đã có được vị trí đại tù trưởng. Lúc này chúng ta ngồi ở đâu là để giải quyết ân oán mấy trăm năm với nhà họ Chu. Vừa rồi tôi đã thương lược với các tù trưởng và các vị trưởng lão. Bọn họ đều đồng ý tiến hành đàm phán với Chu gia. Chúng tôi không yêu cầu phải bồi thường thứ gì cả, chỉ cần Chu gia trả lại cho chúng tôi Tượng Lôi Thần. Chuyện này chỉ cần như vậy là coi như giải quyết xong. Hai nhà chúng ta từ này sẽ không còn khúc mắc ân oán gì nữa. Đường Tín Thiên Trạch ngồi bên cạnh con gái mình nói. Điều đó là không thể. Tượng thần đó là tổ tiên Chu gia chúng tôi đã mua lại từ tổ tiên người Nạp Tây Mễ các ông. Năm đó, cùng âm giáo câu kết với người ngoài tổng tấn công bộ lạc các ông. Chu gia chúng tôi đã liên kết với các ông cùng chống lại bọn họ. Tượng thần đó chính là vật để thể hiện sự cảm tạ. Không lẽ các ông muốn làm ngược lại nguyện vọng của tổ tiên mình hay sao? A Thúc giận dữ nói. A Thúc, những lời này của ông đều không có căn cứ. Những gì chúng tôi biết là các ông sớm đã nhắm vào tượng thần của chúng tôi. Sau đó các ông câu kết với nước Hồng Ma Tây Lượng tấn công bộ lạc Nạp Tây Mễ. Cùng âm giáo ở phái sau cũng dở trò. Năm đó bộ lạc chúng tôi một mình chống chọi hai kẻ địch, đã hy sinh không biết bao nhiêu huynh đệ. Kết quả là tượng thần đã bị các ông cướp đi, còn bộ lạc chúng tôi thì trở thành nô bộc cho nước Hồng Ma Tây Lượng. Các ông cũng là một trong số những người đã khiến bộ lạc chúng tôi trở nên thảm hại như vậy. Hôm nay có Diệp tiên sinh ở đây, chúng tôi nể mặt tiên sinh mới đồng ý cách giải quyết này. Nếu Chu gia các ông không trả lại tượng thần, thì bộ lạc chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng đấu tranh với các ông. Người Nạp Tây Mễ đều là các hảo hán dũng cảm. Nếu xét về số lượng thì chúng tôi đông SPN. Chẳng phải Chu gia các ông chỉ chú trọng việc kinh doanh hay thôi sao? Người Tây Nạp Mễ chúng tôi dưới sự lãnh đạo của tôi cũng sẽ bước đầu kinh doanh.
Đường Châu Ái lên tiếng nói những lời công bằng chính đạo. Các ông, nếu không có Diệp tiên sinh mà Chu gia chúng tôi mời tới thì việc ngồi được lên cái vị trí đại tù trưởng đúng là vô căn cứ. A Thúc nói với giọng điệu mỉa mai, ông ta nhìn Diệp Phàm rồi lại nói tiếp. Chuyện này bên Chu gia chúng tôi muốn nghe ý kiến của Diệp tiên sinh. Được, chúng tôi cũng muốn xem ý kiến của Diệp tiên sinh như thế nào. Đường Châu Ái gật đầu, tất cả bọn họ lại hướng về phía Diệp Phàm. Nói về khúc mắc thì cả hai bên sẽ không giải quyết được. Đã hơn mấy trăm năm trôi qua. Chân tướng sự việc năm đó như thế nào không ai rõ cả. Mặt khác, một điều càng hệ trọng hơn là nếu hai bên cứ tiếp tục tranh cãi như vậy thì việc kinh doanh của Chu gia sẽ không thuận lợi. Bộ lạc Nạp Tây Mễ cũng đang ở vào thời điểm cần phát triển mạnh. Nếu cứ gây sức ép với Chu gia thì sẽ không có lợi gì cả. Nếu giải quyết được khúc mắc này thì bộ lạc các ông cũng sẽ đi lên. Cả hai bên sẽ đều được lợi. Người phương Đông chúng tôi nói đây chính là hình thức cả hai bên cùng có lợi. Việc tốt như thế không làm, sao lại cứ xoay quanh mãi những khúc mắc của tổ tiên? Cứ như vậy thì biết bao giờ mới kết thúc, đúng không nào? Diệp Phàm nói, Đường Châu Ái và Á Thúc đều gật đầu, hỏi lại. Vậy Diệp tiên sinh có cách giải quyết gì hay? Cách giải quyết thì có đấy. Người Nạp Tây Mễ coi trọng nhất là tượng thần. Thực ra tôi thấy tượng thần chẳng có chỗ nào đặc biệt cả. Nó chỉ là sự sùng bái của người Nạp Tây Mễ dành cho lôi thần, là biểu tượng của một loại sức mạnh. Chu gia nhất định giữ lại tượng này cũng chỉ là vì tranh giành thiệt hơn. Họ thấy nếu tượng thần bị người Nạp Tây Mễ lấy về thì thật mất mặt. Thực ra người phương Đông chúng tôi có một câu tục ngữ là, lùi một bước thấy trời cao đất rộng. Cả hai bên cùng lùi một bước, Chu gia trả lại tượng thần cho bộ lạc Tây Nạp Mễ. Còn bộ lạc Tây Nạp Mễ thì cũng lùi một bước, đưa ra chút lợi nhuận cho Chu gia, chẳng phải người trong bộ lạc sản xuất các sản phẩm từ gia thú hay sao? Vậy thì trong vòng 5 năm, những tấm da có chất lượng tốt nhất người của bộ lạc phải cung cấp cho Chu gia. Giá cả thì cứ tính theo mức giá phổ thông, số lượng thì bằng đợt trước, coi như đó là phần bồi thường cho Chu gia. Các ông xem ý kiến như vậy thế nào? Diệp Phàm hỏi. Làm sao có thể như vậy được? Chúng tôi chẳng được thứ gì mà lại phải trả lại tượng thần. Á Thúc không đồng ý. Tôi cũng thấy như vậy không được. Những tấm da tốt của chúng tôi, nếu đem ra thị trường thì giá khá cao. Hơn nữa da thú của chúng tôi là da của động vật hoang dã. Bây giờ rất khó tìm được. Nếu tính theo giá phổ thông trong vòng 5 năm thì vốn sinh sống của người Nạp Tây Mễ chúng tôi bị mất hết đi rồi. Người Nạp Tây Mễ chúng tôi vốn đã sống rất khổ, năm nào bộ lạc cũng có người chết vì đói khát. Nếu như không được giá tốt để đổi những vật cần thiết cho cuộc sống như thực phẩm thì tỷ lệ chết vì đói sẽ ngày càng cao. Lẽ nào Diệp tiên sinh cam tâm dương mắt nhìn người Nạp Tây Mễ chúng tôi chết vì đói khổ? Ở xã hội hiện đại bây giờ, về cơ bản thế giới đã giải quyết được vấn nạn nghèo đói. Ngoại trừ ở châu Phi còn có người chết vì đói ra, thì ví như các nước phương Đông các anh còn có người chết vì đói khổ nữa không? Đường Châu Ái đã được tiếp xúc với giáo dục hiện đại. Cô ta nói gọn ghẽ, đâu ra đấy. Ha ha ha, quan niệm bộ lạc các cô còn cổ hủ quá. Trên đảo Chris còn có rất nhiều thứ có thể đổi ra tiền nhưng các cô lại chỉ chú ý đến gia thú. Quan niệm này hạn hẹp quá. Khi không gian bó hẹp lại thì lợi nhuận tất nhiên cũng sẽ bị giảm đi. Bộ lạc các cô có người chết vì đói là do quan điểm của đại tù trường còn chưa mở mang. Tầm nhìn còn chưa đủ rộng. Nếu các cô tiếp nhận ý kiến của tôi thì tôi đảm bảo. Trong thời gian Đường Châu Ái làm địa tù trưởng đảo Chris sẽ không có lấy một người chết vì đói. Diệp Phàm cười một cách khó hiểu. Xin Diệp tiên sinh hãy nói cụ thể rõ ràng hơn. Đường Châu Ái nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Cô có tin tôi không? Diệp Phàm nhìn lại cô gái. Cái này. Đường Châu Dí do dự nói. Trước tiên tôi biết là cô cũng chẳng tin tưởng gì tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô rằng không có chúng tôi thì cô không thể ngồi lên cái vị trí đại tù trưởng này. Đến cả vị trí này cũng là do chúng tôi mang đến cho cô thì còn gì để không thể tin tưởng chúng tôi. Hơn nữa lần này chúng tôi đại diện cho Chu gia đến để giải quyết vấn đề. Nếu các cô không muốn hòa giải thì chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Lúc đó máu chảy thành sông, đại tù trưởng như cô đến cả mạng mình cũng cứu không nổi thì còn tư cách gì ngồi ở đây. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sắc mặt Đường Châu Ái bắt đầu khó coi. Cô ta nhìn cha mình rồi nói. Người trong bộ lạc Nạp Tây Mễ chúng ta đều là dũng sĩ. Chúng ta có mấy chục vạn người còn bọn họ thì có được bao nhiêu? Cho dù chúng ta có hy sinh nhiều sinh mạng thì cũng có thể giải quyết sạch sẽ được bọn họ.
Chuyện hài, các cô cho rằng mấy cao thủ chúng tôi sẽ ngu ngốc đứng đây để cho các cô bắn tên bắn nỏ hay sao? Trước tiên chúng tôi sẽ giải quyết những người có vai vế trong bộ lạc các cô trước. Rắn mất đầu thì sao ổn được? Không có thủ lĩnh, không có trưởng lão và mấy vị tù trưởng lớn bé thì chắc bộ lạc sẽ bị diệt vong hoàn toàn thôi. Khi đó nếu cùng âm giáo đến tấn công thì cô nghĩ xem, xác suất sinh tồn của bộ lạc sẽ là nhiêu? Muốn tóm chúng tôi ư? Không đời nào. Thủ đoạn giết hàng loạt, sau khi thành công thì rút đi chúng tôi hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa từ nay về sau bộ lạc các cô cũng sẽ không còn được anh bình nữa. Chúng tôi sẽ quay trở lại. Lúc quay trở lại chúng tôi sẽ lại càng mang theo nhiều cao thủ hơn, thi thoảng lên đảo giết mấy trăm thổ dân. Người bên các cô sẽ ngày càng ít đi. Bộ lạc các cô có còn tồn tại nữa hay không? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngươi là đồ vô liêm sỉ. Đường Châu Ái không nén được tức giận, chỉ thẳng vào Diệp Phàm chửi. Tôi là đồ vô liêm sỉ, nhưng xuất phát điểm của tôi là tốt. Hai bên cùng có lợi, khúc mắc được giải quyết. Người trong bộ lạc cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Hơn nữa sau này các cô cũng có những người bạn là chúng tôi. Bộ lạc Nạp Tây Mễ cần gì chúng tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Người phương Đông chúng tôi đều rất lương thiện. Diệp Phàm nói một cách không hề ngượng ngùng. Chương 2596, đảo Chris của Diệp Phàm. Sau đó Đường Châu Ái cùng với cha và một số người khác trong bộ lạc cùng thương lượng một chút, trong lúc đó A Thúc gọi điện vui vẻ thông báo lại cho Chu Do. Sáng ngày thứ hai, Đường Châu Ái đồng ý với kiến nghị của Diệp Phàm, A Thúc từ ngoài trở về cũng mang theo tượng thần. Cả hai bên đều đồng ý với ý kiến của Diệp Phàm. Dù sao họ cũng đều giữ được thể diện, cũng không tiếp tục đôi co nữa. Nếu không biết đến bao giờ mới kết thúc. Diệp Phàm giơ một đầu ngón tay gõ nhẹ vào tượng thần cao chừng 3-4 mét. Hắn phát hiện ra đá làm bức tượng đó quả nhiên là chất liệu tốt. Cả tảng nhuốm một màu đỏ như máu, hơn nữa màu đỏ ấy không hề có chút tạp vân nào. Còn về kỹ nghệ chạm trổ thì không có gì đáng khen tặng cả, hoàn toàn rất thô sơ, giống cái gì cũng rất khó nói. Người Nạp Tây Mễ quả nhiên không biết chạm trổ, một thứ đồ như vậy mà cũng coi là bảo bồi. Tuy nhiên nó giống như là được tạo thành từ máu tươi. Mắt Diệp Phàm nhìn xuống dưới, hắn phát hiện ra trong tảng đá có các lỗ nhỏ còn mảnh hơn cả sợi lông. Điều khiến Diệp Phàm thấy hứng thú có lẽ là thứ ẩn giấu trong cái lỗ. Quái lạ, không lẽ lại thích lôi điện, có cảm giác không giống với lôi thạch bình thường lắm. Diệp Phàm lập tức thấy hứng thú, áp tai vào nghe, dùng cả da đa để quai ớt nhưng luồng nội khí lại tràn lên phía trên, giống như một viên tinh ngọc bị ướt vậy. Ngay sau đó, Diệp Phàm dùng đại bàn nhược na công pháp khiến cho bảo trí thiện sư đều ra sức hút về phía tượng thần. Lúc bắt đầu thì không có cảm giác gì nhưng khoảng một tiếng đồng hồ sau đó thì thấy một thứ có vẻ có lợi cho nội công nhằm về phía đan điền của Diệp Phàm. Ngay tức khắc độc đan điền và những viên đan điền bình thường của Diệp Phàm đều cảm nhận được một cơn chấn động. Tượng thần này đúng là một vật tốt, hình như có tác dụng cho việc luyện công. Diệp Phàm như bị kích động. Muốn thử lại một lần nữa thì hắn phát hiện ra nội công của mình đã tăng lên rất nhiều. Không lẽ đây chính là phương thuốc luyện công tự nhiên hay sao? Diệp Phàm nghĩ thầm, lòng tham trong hắn cũng trỗi dậy. Hắn ngồi ngẫm nghĩ làm sao có thể độc chiếm được tượng thần này. Muốn đem về Trung Quốc thì không thể được. Nếu vậy thì e rằng người Nạp Tây Mễ sẽ liều mạng với hắn. Nhưng người Nạp Tây Mễ cũng chỉ xem nó như là biểu tượng của sự tôn thờ thánh thần chứ cũng không biết rõ tác dụng của nó. Vì thế chỉ cần đến đảo Chris để sử dụng là được rồi. Ý tưởng này quả không tồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn chưa thấy ưng. Hắn đâu có thời gian để thường xuyên đến, chỉ có đem về nhà thì nó mới ngày ngày giúp hắn tăng cường võ nghệ được. Trong đầu hắn nảy ra cái ý định bẩn thỉu treo đầu dê bán thịt chó. Sau bữa cơm trưa khi Diệp Phàm đang nghỉ ngơi thì Đường Châu Ái tới. Đường Châu Ái hôm nay đã thay đổi trang phục. Cô ta mặc một chiếc váy da ngắn và đeo đôi tất chân màu da bên trong. Chiếc váy vừa khéo che được cái mông rất gợi cảm của cô ta. Phi A bên trên cô ta mặc một chiếc áo choàng ngắn bằng da cáo, bên trong là chiếc cáo lông màu đỏ. Trước ngực còn có hai hình thù rất quái dị. Hai bên tai đeo hai chiếc vòng rất lớn. Trên mặt không có bất kỳ lớp son phấn nào. Vẻ đẹp hoang dã được thể hiện rất rõ trên người cô ta. Định nhử mồi ta sao? Diệp Phàm nghĩ thầm trong bụng. Hắn mời cô ta ngồi xuống, ở giữa là một chiếc bàn được làm từ nhiều thanh gỗ ghép lại. Trên bàn là bình và bát uống rượu làm bằng gốm rất thô sơ. Tất cả những thứ ấy tạo nên một tính hoang dã khó có thể bắt gặp ở những thành phố hiện đại.
Nó khiến cho Diệp Phàm có cảm giác như đang trở lại thời cổ đại. Đại tù trưởng tìm tôi có việc gì sao? Diệp Phàm nhìn cô ta rồi hỏi. Ban nãy tôi đã đồng ý với ý kiến của anh. Khi đó anh nói có cách để giúp người Nạp Tây Mễ chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp. Thế nên chúng tôi mới đồng ý cung cấp ra cho nhà họ Chu trong vòng 5 năm với mức giá phổ thông. Tôi tin anh, nên bây giờ tôi đến đây để nghe anh nói. Đường Châu Ái tiện tay rót bát trà đưa đến trước mặt Diệp Phàm. Muốn cho bộ lạc Nạp Tây Mễ có được một cuộc sống tốt không hề khó. Vấn đề mấu chốt là tại sao tôi lại phải làm như vậy vì các người. Tôi không thể cứ làm việc không công mãi được. Diệp Phàm trả lời một cách rất lạnh lùng. Khi nãy anh nói anh đến đây là vì việc của nhà họ Chu. Việc giữa hai bên đã giải quyết xong, anh không thể qua cầu rút ván được. Đây là việc tốt mà anh nên làm cho chúng tôi. Đường Châu Ái nghe thấy vậy thì rất tức giận, nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm. Tôi không muốn nói những lời vô nghĩa. Thế này đi, các cô phải đồng ý một điều kiện với tôi. Diệp Phàm nói. Anh nói đi. Đường Châu Ái vẫn nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt giận dữ. Tôi sẽ giúp người Nạp Tây Mễ có một cuộc sống tốt đẹp nhưng sau này các người phải nghe theo lời tôi. Diệp Phàm nói. Nằm mơ đó hả? Đường Châu Ái đột nhiên đứng bật dậy. Cô ta chỉ thẳng vào Diệp Phàm nói. Cuối cùng thì anh cũng đã lộ cái đuôi hồ ly của mình. Tôi cứ nghĩ rằng trên đời này có người tốt bụng thật. Hóa ra người phương Đông các anh mới là xảo trá nhất. Các anh làm như vậy là muốn khống chế bộ lạc chúng tôi. Sau đó sẽ biến chúng tôi thành nô dịch. Biến bộ lạc này thành chỗ mua vui, kiếm tiền cho các anh. Còn các anh thì ngồi hưởng thụ, có đúng không? Đường Châu Ái ngày càng bực tức. Cô ta chỉ vào Diệp Phàm nói tiếp. Đừng có mơ mà làm được điều đó. Cho dù chúng tôi đã từng bị nước Hồng Ma Tây Lượng khống chế nhưng các dũng sĩ trong bộ lạc chưa khi nào ngừng chiến đấu. Không biết đã có bao người có tham vọng khống chế chúng tôi nhưng cuối cùng đều thất bại. Hôm nay ở đây tôi muốn trịnh trọng cảnh cáo anh, dù người Nạp Tây Mễ chúng tôi phải chết hết thì cũng không đời nào để cho các anh khống chế chúng tôi. Cô hét cái gì trước mặt tôi vậy? Diệp Phàm cũng rất tức giận, hắn lôi Đường Châu Ái đang ngồi đối diện đến trước mặt. Anh định làm gì? Đường Châu Ái sợ hãi hét lên, cô ta giãy giụa trong vòng tay của Diệp Phàm. Rất đơn giản, cô trở thành người phụ nữ của tôi. Khi cô mang thai của tôi thì bộ lạc Nạp Tây Mễ này cũng trở thành của tôi rồi. Diệp Phàm tiện tay đưa cả hai người lăn về phía giường. Tên khốn khiếp, buông tôi ra. Đường Châu Ái hét lên nhưng cách đó 50 mét có cha con xa nhất đao đứng bảo vệ Diệp Phàm. Đường Châu Ái có hét vang trời cũng không ai nghe thấy được. Hắn ấn vài cái. Chiếc váy ngắn bằng da của Đường Châu Ái đã bật ra. Diệp Phàm cũng khá thô lỗ, các ngón tay hắn trực tiếp dùng nội khí tước bỏ hết đồ vũ trang của cô ta. Hơn nữa Diệp Phàm cũng là tay lắm chiêu trò, tay thợ massage lắm kinh nghiệm xa trường đó đã dò dẫm đến thâm cùng núi cốc. Vừa lật xuống thì Đường Châu Ái đang giãy giụa lịch liệt cũng im lặng. Cứ như vậy, Diệp Phàm càng thể hiện bản lĩnh thì Đường Châu Ái càng hỏa hoãn. Cuối cùng không còn giãy giụa nữa mà biến thành hợp tác. Sau khi tiến hành xong giai đoạn trước, làn da màu tím nhạt của Đường Châu Ái đã hiện ra chút vẻ hồng hào. Màu hồng trẻ trung đó nhuốm chút sắc tím nhẹ khiến cô ta trông càng hoang dại, kỳ quái. Diệp Phàm lại càng phấn khích. Lúc đó, Đường Châu Ái trong cơn mơ màng đột nhiên kêu lên. Vào đi! Diệp Phàm nghe thấy không nhịn được nữa, cuối cùng cũng tiến dần vào. Trong phòng vang lên những tiếng thở gấp. Đường Châu Ái vốn là đại mỹ nữ số một đầy hoang dã của bộ tộc Nạp Tây Mễ. Bây giờ cô ta đã bị Diệp Phàm khiến cho phát điên lên. Diệp Phàm đã thực sự cảm nhận được sự khác nhau giữa sự hoang dã nguyên thủy và nền văn minh hiện đại. Một lúc sau trong phòng bắt đầu im ắng. Trợn mắt nhìn tôi làm gì? Tôi làm đấy, tôi thừa nhận, từ giờ trở đi, Đường Châu Ái cô là người phụ nữ của tôi. Diệp Phàm thản nhiên cười. Anh là anh hùng. Đường Châu Ái mỉa mai nói. Tất nhiên là thế, có thể khiến cho đại mỹ nữ số một của mấy chục vạn người Nạp Tây Mễ phải phục vụ ta, đó là chuyện vui nhất của Diệp Phàm này. Diệp Phàm vẫn còn lỗ mạng đưa tay lên ngực cô ta. Nhưng Đường Châu Ái cũng không chịu yên, cô ta đỏ mặt nói. Anh cho rằng tôi chịu khuất phục như vậy sao? Không lẽ đến giờ cô vẫn còn muốn phản kháng? Diệp Phàm nhếch mép cười nụ cười của kẻ chiến thắng. Tôi sẽ không phản kháng vì tôi vốn đã có. Mặt Đường Châu Ái đỏ như quả cà tím. Cô ta không nói tiếp được nữa, chỉ có tiếng thở vẫn phát ra.
Chẳng trách hôm nay cô ăn mặc như thế, có phải là cô vốn đã muốn dụ dỗ tôi mặc bẫy? Bây giờ thì đúng như nguyện vọng rồi nhé, chả trách chúng ta, có đúng không? Diệp Phàm cười nói. Anh mắc lừa cái gì? Là Đường Châu Ái tôi bị lừa mới đúng. Đau khổ là do anh mang đến cho tôi, còn anh thì vui vẻ. Đường Châu Ái tức giận liếc nhìn tên vô liêm sỉ. Cái này tôi quên mất, tất nhiên lần đầu phụ nữ đều thế cả, chịu nhịn đi là sẽ qua. Lần thứ hai cô sẽ được hưởng cái gọi là mê hồn cực độ đấy. Diệp Phàm quay lại hỏi. Đây có lẽ cũng là ý của cha cô chứ. Nếu không trước đây đảo Hồng Xương không thể dùng cái thứ thiên tình hương gì đó được. Cha tôi là do tôi, nhưng là họ Diệp. Tôi vì bộ lạc mà hiến thân. Đừng có nghĩ rằng chỉ mới hai ngày mà bản cô nương đã phải lòng anh. Điều đó là không thể. Trước đây khi học đại học có rất nhiều các vị công tử theo đuổi tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến ai. Bỗng dưng Đường Châu Ái kiêu ngạo nói. Ha ha ha, như vậy là tôi thực sự rất đào hoa phong lưu, có thể khiến cho đại mỹ nữ số một của bộ lạc Nạp Tây Mễ tự động chui vào lòng lại còn dụ dỗ tôi nữa. Đây là chuyện vui nhất trong cuộc đời. Diệp Phàm cười rồi lại nhìn Đường Châu Ái bằng ánh mắt có chút khinh bỉ hỏi. Nghe nói tù trưởng và những người có năng lực khác trong bộ lạc đều có thể lấy nhiều cô nương đúng không? Như cha cô có đến lục phòng liền. Tất nhiên là vậy. Nhưng đó là những người đàn ông có năng lực trong bộ lạc Nạp Tây Mễ. Còn Diệp Phàm anh không phải là người trong bộ lạc nên anh không có quyền làm vậy. Đường Châu Ái nói một cách mỉa mai. Chương 2597, không phải là cái gì tốt. Anh không phải là đại tù trưởng. Đường Châu Ái phản bác lại. Được rồi, nói quá nhiều tôi cũng bận không làm nổi. Như vậy đi, những anh em đi theo tôi này buổi tối em anh sắp xếp mỗi người một là được. Diệp Phàm nói tiếp. Phải đẹp chút đấy, tốt nhất là sau chuyện này mới dấp xong hàng mới được. Đã sắp xếp xong từ trước rồi. Đường Châu Ái nói một cách châm chọc. Đàn ông cũng không phải là cái gì tốt. Chẳng lẽ đây là cách tiếp đãi khách của bộ lạc Nạp Tây? Thật đúng là tốt. Diệp Phàm cười nói. Đó là bởi vì người ta là đàn ông của Đường Châu Ái tôi. Đường Châu Ái hừ nói. Hiện tại chúng ta đã như vậy rồi. Làm thế nào để phát triển bộ lạc cũng là một phần trách nhiệm của anh. Qua một thời gian ngắn không chừng chúng ta có con, bộ lạc Nạp Tây vẫn không phải của anh. Hơn nữa, em hiểu anh là đại cao thủ, con của chúng ta chắc chắn cũng là đại cao thủ. Nhân tài như vậy có thể có lực để cạnh tranh vị trí đại tù trưởng đó. Đường Châu Ái em sẽ trông coi vị trí đại tù trưởng này cho con chúng ta mấy chục năm. Chờ nó 18 tuổi xong anh nhất định phải bồi dưỡng nó vượt qua cha em mới được. 18 tuổi vượt qua cha em, anh nói với em đang nằm mơ đó. Cha em nghe nói đã đến cấp 11 đỉnh giai, nếu bệnh một khi bình phục, hoàn toàn có năng lực đến cấp 12 sói thuật cảnh giới. Em muốn một thiếu niên 18 tuổi trở thành cao thủ đẳng cấp 12 chắc chắn là điều không thể. Diệp Phàm lắc đầu. Anh mới bao nhiêu tuổi, không phải rất mạnh sao, cũng không thua gì cha em. Đường Châu Ái chu chu miệng nói. Anh năm nay cũng 28 tuổi rồi. 18 tuổi mới trên dưới tam đẳng. Cho nên, em yêu, chúng ta cũng phải từ từ. Không nên vội, còn chúng ta chắc chắn phải bồi dưỡng thành đại cao thủ rồi, lời này em không cần nói. Tuy nhiên, hiện tại cha em vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nếu như không có cao thủ chỉ sợ tạm thời em không khống chế được bộ lạc Nạp Tây. Có rất nhiều người đang thèm muốn vị trí của cha em. Ví dụ như mấy tù trưởng của em. Diệp Phàm nhíu mày nói. Em là người phụ nữ của anh, chẳng lẽ anh có thể đang tâm nhìn người phụ nữ của em bị sỉ nhục sao? Không thể tưởng tượng được Đường Châu Ái không ngờ nói những câu đùa giỡn này. Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối rồi, hắn há miệng thở dốc. Cuối cùng nói, đó là đương nhiên, tôi sẽ sắp xếp cao thủ ở lại chỗ của em. Em chọn cho họ hai người con gái xinh đẹp nhất để trở thành người nhà của họ đi, y là Lạc Phi đã có thân thủ đẳng cấp 12. Có việc gì cứ việc liên hệ với y, có thể sai khiến y như cấp dưới của mình. Em hiểu rồi. Đường Châu Ái thận trọng gật gật đầu. Việc phát triển bộ lạc Nạp Tây mà em nói tôi cũng đã nghĩ rồi. Trước mắt mà nói thì các em đang dựa vào săn thú mà sống. Trong xã hội hiện đại cũng không được bền vững lắm. Bởi vì xã hội hiện đại đang cấm sát hại động vật hoang dã. Da lông thú chắc các em cũng đem bán đúng không? Hơn nữa, nhân khẩu của các em gia tăng. Mà địa bàn cũng không thay đổi, sau này mọi người càng khó gặp con mồi hơn. Cho nên, phát triển nuôi trồng là nhiệm vụ mới. Diệp Phàm nói.
nước xa không cứu được lửa gần. Vừa rồi anh nói trong vòng 5 năm tới gia thú của chúng ta chỉ có thể cung cấp cho nhà họ Chu với giá thấp. Mấy năm nay chúng tôi cũng khổ sở rồi, hơn nữa, người của bộ lạc Nạp Tây dù sao tư tưởng cũng quá lạc hậu. Phải làm cho bọn họ biết cách thay đổi là cả một quá trình. Ví dụ như xây dựng trường học chẳng hạn. Cho nên, trong vài năm tới anh muốn đưa sinh hoạt hiện đại vào đây là không thể. Không cần nói đến những cái khác, chỉ nói như châu Phi, các anh không phải cũng giúp bọn họ lương thực cũng phải bắt tay vào dạy họ sao. Nhưng kết quả cuối cùng thế nào, không thể nào tốt được, quan niệm của người da đen châu Phi đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. Các anh cho hạt thóc người ta tra xuống đất rồi không quan tâm nữa. Kết quả có thể thu được gì không, chỉ là một đống cỏ dại cao hơn lúa. So với người châu Phi, người của bộ lạc Nạp Tây chúng tôi lạc hậu hơn. Suy nghĩ đóng kín, ít nhất người châu Phi đa số còn được đến trường, cùng sinh hoạt với xã hội hiện đại thôi. Còn bộ lạc chúng em sống xa với xã hội hiện đại, tư tưởng lạc hậu, cuộc sống còn mang tính chất nguyên thủy. Cho nên, việc cấp bách phải giải quyết trước mắt trong 2 năm tới là vấn đề cuộc sống lạc hậu của bộ lạc. Em không yêu cầu anh cho bọn họ phúc lớn, chỉ yêu cầu các anh không để họ đói bụng chết người, mỗi người có chăn ấm là em hài lòng rồi. Còn việc trồng trọt chỉ có thể từ từ sẽ đến thôi. Không thể vội được. Đường Châu Ái cũng rất thông minh, phân tích rất có lý. Có cách, anh chỉ sợ mọi người luyến tiếc. Diệp Phàm nói. Chỉ cần không phải là dụng thần đổi giống, chúng em đều bỏ được. Đường Châu Ái không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Em giữ lời. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Anh chắc có lẽ không lừa em. Đường Châu Ái nói. Dùng lôi thạch để đổi lấy lương thực và đồ dùng cuộc sống. Diệp Phàm nói tiếp. Không được, tuyệt đối không được. Đường Châu Ái lắc đầu liên tục, xem ra là vội vàng. Đây chính là em nói, chỉ cần không phải dụng thần, vì sao không được. Diệp Phàm hừ nói. Mặc dù lôi thạch không phải là thần tượng quan trọng nhưng bộ lạc Nạp Tây mọi người đều thờ phụng lôi thạch. Hơn nữa, nguyên nhân chính là đối thủ của chúng tôi cùng âm giáo cần lôi thạch. Nếu họ nhận được lôi thạch tấn công chúng tôi, bộ lạc chúng em sẽ có nguy cơ diệt chủng. Đường Châu Ái giải thích, cũng lo Diệp Phàm sẽ tức giận. Cô gái này, cô có ý là khi anh đã hàng phục cô, đều suy xét vì người đàn ông của mình. Điều này em yên tâm, em thật là hơi ngốc rồi. Hiện giờ bộ lạc Nạp Tây đều là của bọn anh để cùng âm giáo ức hiếp chúng tôi sao? Lôi thạch này tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn họ. Hơn nữa, cùng âm giáo cuối cùng là giáo phái dạng gì em nói trước đi. Có thời gian thì trực tiếp diệt bọn họ là được. Nếu thực lực chênh lệch quá lớn thì chúng ta liền làm hành động lớn một chút đánh tan bọn họ. Ít nhất phải làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể tấn công chúng ta được. Nói cách khác, mỗi ngày theo dõi bộ lạc Nạp Tây cũng không tốt. Diệp Phàm hừ nói. Em có chút vội vã rồi. Đương nhiên không lo anh. Chủ yếu là sợ lôi thạch một khi bán ra ngoài qua tay nhiều người sẽ đến tay cùng âm giáo. Còn nói về cùng âm giáo thì bộ lạc Nạp Tây chúng em theo chân bọn họ cũng được mấy trăm năm thù hận rồi. Tuy nhiên, gần đây cũng không có tấn công gì lớn, chỉ có điều anh đã bắt con của giáo của cùng âm giáo và làm bị thương rồi. Việc này, có lẽ là khởi đầu cho sự oán hận. Nếu nói về cùng âm giáo, tổng bộ của bọn họ ngay tại. Giáo có bao nhiêu người? Bao nhiêu cao thủ chúng tôi đều không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, khi bọn chúng phát động tấn công thì người đến tương đối nhiều. Hơn nữa, mỗi người thân thủ đều rất cao, xuống tay tàn nhẫn, một đao đều muốn lấy mạng người. Đường Châu Ái nói, có dùng súng ống hiện đại không? Diệp Phàm hỏi, thật sự không có, cơ bản đều là những côn bổng của thời xưa, nhiều nhất cũng chỉ là một chút thuốc nổ thôi. Đường Châu Ái nói, so với chúng tôi thì ai mạnh hơn? Diệp Phàm hỏi. Việc này không rõ lắm, vì bọn em cũng không hiểu được thực lực của bọn chúng. Hơn nữa, lần này các anh có thể thành công vì có bọn em hỗ trợ. Nói cách khác anh muốn đến chỗ họ cũng là khó khăn. Bên ngoài họ có đội quân bảo vệ đấy. Những người này tuy nói là bản lĩnh không cao so với anh, nhưng bọn họ đông người. Hơn nữa, một khi chiến đấu có lẽ cả thanh thiếu niên cũng gọi đến. Đến lúc đó không cần nói đến những thứ khác mệt cũng làm các anh chết rồi. Đường Châu Ái nói, ha ha, đội quân bảo vệ bí mật cũng không thể chịu nổi một kích. Diệp Phàm đương nhiên cũng muốn giữ lại chút thể diện, nhìn Đường Châu Ái một cái nói. Lôi thạch của em anh đã bảo người đem về Trung Quốc rồi. Một khi kiểm tra đo lường chính xác có tác dụng chữ điện thì bên đó có thể xuất tiền mua.
Yên tâm, có anh đây chắc chắn không thể chuyển đến tay cùng âm giáo. Tạm thời em hãy chỉnh đốn lại mọi người, một lần nữa thành lập đội kỵ binh bí mật. Anh thấy chỉ vũ khí lạnh không được, một thời gian nữa anh sẽ cho bọn em một số vũ khí. Trang bị võ trang cho bộ lạc nạp Tây. Đương nhiên, số lượng sẽ không nhiều, chỉ cần đủ để các em có thể bảo vệ mình là được. Huống chi, nếu lực chiến đấu của các em rất mạnh, chỉ sợ sẽ làm cho Hồng Ma Tây Lượng Quốc chú ý. Đến lúc đó gặp phiền toái sẽ lớn hơn, các em muốn cuộc sống không tranh giành, nhưng vì sinh tồn, các em lại không thể không tranh chấp, đây chính là hiện trạng sinh tồn của bọn em. Quan trọng nhất hiện nay chính là em phải thành lập quân đội của bộ lạc nạp Tây, giống như đội kỵ binh bí mật, có thể tăng thêm số lượng. Xây dựng từng bộ phận một, các em có mấy chục vạn người, xây dựng đội kỵ binh 2 đến 3 vạn quân hẳn là không khó. Tuy nhiên, nghe nói một số tù trưởng của các em khi không có tiền còn có thể đi làm hải tặc. Anh hy vọng việc này không tái diễn trong tay em, nếu không, sẽ dẫn đến tai họa ngầm cho bộ lạc nạp Tây thì muộn quá. Đừng nghĩ các em mạnh, thật ra, dưới những quân đội của các quốc gia lớn, các em căn bản không là gì. Phương Đông có rất nhiều quốc gia, chỉ cần 2 tập đoàn quân có thể giải quyết các em được. Cho nên, ngậm miệng ăn tiền, qua ngày lành là được. Diệp Phàm giải thích. Sáng thứ 2, Vương Nhân Bàng cùng mấy người thiên thông vui sướng hài lòng trở về nói các cô nàng bộ lạc nạp Tây rất thú vị. Đồng chí thiên thông, theo giúp cô nương kia thật là đúng, chính tông hương vị nạp Tây, khác xa các cô nàng Phương Đông chúng ta. Vương Nhân Bàng cười đáng khinh nói. Ừ, không giống, ban đầu thiên thông tôi cũng muốn giữ thân đồng tử, mặc dù nghĩ đến vẫn là phá rồi, ôi đều là do lão Diệp hại người. Tự mình chiếm người xinh đẹp nhất của bộ lạc nạp Lan. Không ngờ dụ dỗ cả chúng ta. Thiên Thông vẫn không quên oán hận Diệp Phàm vài câu. Cậu đó, được lợi còn kêu ca, sao sáng này kêu đau lưng? Có phải đêm qua mệt quá độ, mai nở vài lần? Tôi thấy hình như cô nàng hôm qua của cậu sáng này cũng không đi được rồi. Cậu thật đúng là giỏi gây sức ép, cũng không như tôi một chút. Không thể tưởng tượng được Sa Thiên đứng bên cạnh nói với Thiên Thông. Chương 2598, sắp xếp xong mọi việc. Tốt lắm, chúng ta đều là cá mè một lứa. Diệp Phàm từ bên ngoài bước vào cười. Lần đầu tiên cảm nhận thế nào? Vương Nhân Bàng cười khan một tiếng. Hương vị không tồi. Diệp Phàm ngược lại cười một tiếng, quay người nói. Chúng ta nói chuyện chính đi, chỗ này vừa sắp xếp xong, Lạc Phi cùng Sa Thiên sống ở đây một thời gian ngắn. Đặc biệt Lạc Phi cậu phải sống ở đây lâu dài, còn chuyện khôi phục của cậu tôi sẽ nghĩ cách. Anh Diệp, nếu không... Không thể tưởng tượng được Vương Nhân Bàng gượng cười ấp úng. Có phải cũng muốn ở cùng mấy người Lạc Phi có phải không? Diệp Phàm vừa thấy thế hỏi. Ừ, tôi nghĩ, chỗ này vừa mới tìm ra đại tù trưởng, phu nhân Đường Châu Ái của Diệp Phàm chúng ta chưa ngồi vững vị trí này. Chỉ là Lạc Phi cùng Sa Thiên ở lại đây có vẻ lực lượng hơi đơn bạc. Hơn nữa, hình như có rất nhiều người tốt trong bộ lạc đang nhìn chằm chằm Đường Châu Ái. Trong khoảng thời gian này là khó khăn nhất. Cần một thời kỳ quá độ mới có thể ổn định được. Phu nhân của anh Diệp đều ở đây, Vương Nhân Bàng tôi là anh em của Diệp Phàm, cũng không thể nhìn phu nhân của Diệp Phàm không thể ổn định ở đây có phải không? Và lại, nếu bàn về trí tuệ thì Vương Nhân Bàng tôi là người giỏi. Lạc Phi và Sa Thiên tuy nói là bản lĩnh cao hơn so với tôi, nhưng trong phương diện quản lý bọn họ tuyệt đối không được. Vẻ mặt Vương Nhân Bàng nghiêm túc nói. Mấy người Diệp Phàm nghe thế thiếu chút nữa muốn ói, Thiên Thông reo lên. Đừng tưởng rằng chúng tôi là người ngu ngốc, Vương Nhân Bàng anh đơn giản là nhắm mấy cô gái xinh đẹp của bộ lạc nạp Tây thôi. Ừ, nói cho đường hoàng, trên thực tế còn không phải là muốn hưởng lạc sao. Anh Diệp, cũng không thể để y ở đây, nên suy nghĩ về mấy cô gái của bộ lạc nạp Tây. Cũng không thể làm cho một con sói chú ở đây, đến lúc đó khiến cho tiếng oan than dậy đất, làm hư hại thanh danh của người Trung Quốc chúng ta rồi. Lý Cường cũng nói. Vương Nhân Bàng tôi là chính nhân quân tử, tôi thích đàn bà, thế thì thế nào? Mà Vương Nhân Bàng tôi yêu đàn bà cũng có điểm mấu chốt đấy. Không muốn đàn bà tuyệt đối không phải là Vương Nhân Bàng tôi. Đừng lo lắng cái gì cho tôi, đừng cho là tôi không hiểu được, không ăn cây nho đã nói cây nho chua. Vương Nhân Bàng ra vẻ nhân nghĩa nói. Ha ha, chó không thể thay đổi được việc ăn cứt. Diệp Phàm đột nhiên cười nói xen vào một câu. Anh Diệp. Sao đến anh cũng không tin anh em vậy? Lần này em thật đúng là muốn hỗ trợ chị dâu một phen.
Vương Nhân Bàng thiếu chút nữa nước miếng văng tứ tung. Thôi vậy, tôi cũng hiểu được anh thích chơi. Hiện giờ cũng đã hơn 30 rồi còn chơi bời lêu lổng không làm chuyện đứng đắn bao giờ. Nếu anh đã nói như vậy thì anh cứ ở lại đây một thời gian hỗ trợ đại tù trưởng ổn định nơi này. Tuy nhiên, anh có biết tính xấu của anh khó thay đổi, có điều phải chú ý chúng ta đều là người Trung Quốc. Không thể phá hỏng quy củ thanh danh của chúng ta. Cho nên, anh thích cô nàng xinh đẹp của bộ lạc Nạp Tây thì có thể. Chỗ họ cũng có tập tục mấy vợ. Tuy nhiên, tôi cho anh một số lượng hạn định, không thể vượt qua 3 người, bao gồm cả cô nàng đêm hôm qua. Nếu anh đồng ý thì ở lại đây, không đồng ý thì theo tôi trở về. Hơn nữa, anh còn phải làm một chút công việc của Vương lão. Diệp Phàm nói, cái kia thì, anh Diệp cái kia không tính được không? Anh em chúng tôi ở đây phải chịu nhiều đau khổ. Anh xem, ở đây có cái gì? Muốn gì cũng không có, có tivi, không có, có máy tính, cũng không có. Có cao lương mỹ vị ư, chỉ là những đồ ăn khó nuốt của bộ lạc Nạp Tây thôi. Cho nên, muốn nói có gì, chỉ còn lại vài cô nàng thôi. Vương Nhân Bàng thiếu chút nữa kêu lên. Không thương lượng, anh có ở lại không? Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Tôi ở, ba người thì ba, bố chơi chán thì bước đi. Vương Nhân Bàng nói. Nên có chút trách nhiệm chứ anh Nhân Bàng, ít nhất phải có chút tình cảm có phải không? Hơn nữa, Nhân Bàng anh lại không có tiền tiêu xài. Đến lúc đó trước khi đi dù sao cũng phải cho ba người vợ này thứ gì đó chứ. Cũng đáng cho người ta phong lưu với anh một hồi. Hơn nữa, vừa rồi anh còn đường hoàng nói là giúp đỡ chị dâu quản lý đảo, hiện tại lộ ra là giấu đầu lòi đuôi. Những lời này đều là thối lắm. Lý Cường nói. Việc này còn cần cậu dạy sao? Thật sự là óc heo. Đến lúc đó tôi mang hàng về sẽ khiến tất cả các cô nàng ở bộ lạc Nạp Tây này đều ôm ấp hoài bão trở thành người đàn bà của Vương Nhân Bàng này. Còn việc hỗ trợ chị dâu, còn phải nói sao? Đó là việc ván đã đóng thuyền, Vương Nhân Bàng đã bao giờ nói dối không? Vương Nhân Bàng thật sự đang tự cao tự đại. Đúng thế sao? Diệp Phàm đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Nhân Bàng nhìn chăm chú khiến y có chút sợ hãi, chợt hiểu ngay, lập tức. Vừa rồi nói hơi sai rồi. Đương nhiên, không phải tất cả, ngoại trừ chị dâu Đường Châu Ái của tôi rồi. Đại ca Diệp càng uy phong hơn rồi. Hơn nữa, chị dâu tôi là đại tù trưởng. Diệp Phàm muốn cái gì tốt cho bộ lạc người ta cũng sẽ phải đồng ý thôi. Cho nên, mặt hàng cao cấp này phải nhường cho lão đại rồi. Vương Nhân Bàng tôi chỉ nhặt sản phẩm bậc 2 thôi. Coi như cậu hiểu rõ điều này. Diệp Phàm kiêu ngạo nói, Vương Nhân Bàng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Hắn hận tới mức ngứa cả răng, thầm nghĩ rằng khi nào có thể vượt qua Diệp Phàm nhất định sẽ khiến Diệp Phàm buồn bực mới được. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng cũng tỉnh táo biết được, việc này không thực tế. Một người như y vẫn phải nhờ Diệp Phàm. Sau đó, mấy người Diệp Phàm cùng đoàn người của Đường Châu Ái đến tất cả các đảo quần đảo Chris. Đương nhiên, đều là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Nói cách khác, chỉ là một chủ đảo cũng đủ để đám người Diệp Phàm ngồi mấy ngày mấy đêm. Mà phần lớn các đảo chủ đều vui vẻ nhiệt tình tiếp đãi mấy người Diệp Phàm. Hơn nữa còn dâng lên những báu vật quý của đảo. Đơn giản chính là lột một ít ra đồi mồi. Còn nhị tù trưởng đảo Đông Nạp hình như vừa đưa cho Diệp Phàm một tấm da lang vương. Nhìn tấm da lang vương hảo hạng này, Diệp Phàm tự nhủ có lẽ đây là loài động vật được bảo vệ rồi. Nếu là để trải ghế của hắn thì có lẽ hắn sẽ bị nhân dân cả nước nhổ nước miếng. Diệp Phàm, anh xem, bề mặt trơn nhẵn kia đúng là lôi thạch trên mặt đất rồi. Đường Châu Ái chỉ vào một khu phía xa không có cây cối nói. Núi này hiện lên có màu đỏ. Đến gần vừa thấy, cả tòa núi nhọn đều màu đỏ, nửa phía dưới núi cũng có chút cây cối. Chỗ này nghe nói thường xảy ra sấm sét, có lẽ cây cối đều bị sét đánh chết. Mà núi này có lẽ cũng bị sấm đánh thành màu đỏ rồi. Vương Nhân Bàng nói. Hẳn là vậy. Diệp Phàm gật gật đầu, đoàn người đến gần mới phát hiện toàn bộ đỉnh núi đỏ giống như máu. Lôi thạch này rất nhiều, một ngọn núi lớn như vậy. Sao em nói lôi thạch rất ít? Diệp Phàm có chút không hiểu hỏi Đường Châu Ái. Không đúng, ở đây nhìn ngoài chỉ thấy là vừa bị sấm đánh, còn lôi thạch thật sự phải là sấm đánh mấy chục nghìn năm mới có thể dần hình thành. Còn lôi thạch thật sự ở cạnh, chúng em có đào hang khai thác, nhưng hiện giờ khai thác cũng không có tác dụng gì, chỉ là gõ một chút thôi. Đường Châu Ái nói. Hả, vậy đưa cho anh xem. Diệp Phàm hào hứng. Không nên đi vào, hang này chỉ có thể bò vào thôi. Trong hang ngoại trừ màu đỏ của lôi thạch ra không có gì khác,
Đường Châu Ái lắc lắc đầu. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn kiên trì muốn vào xem. Cuối cùng, Đường Châu Ái đành phải gọi người dẫn hắn bỏ vào. Bởi vì hang động còn không cao bằng nửa người, không thể đi vào được. Phát hiện thật sự là lạ, hơn nữa, Diệp Phàm còn phát hiện, trong hang cũng không phải tất cả đều là lôi thạch. Mà lôi thạch lẫn với đá núi, số lượng cũng không nhiều, khó trách người dân Nạp Tây rất coi trọng lôi thạch. Buổi sáng ngày thứ ba, mấy người Diệp Phàm rời khỏi quần đảo Chris, Đường Châu Ái mắt ướt nước. Mà Vương Nhân Bàng cũng hớn hở ở đây, y đúng là không thể thay đổi tính hám gái. Đầu tiên là đến nhà họ Chu, Chu Do Tiếu lần này tự mình đến bến tàu đón đoàn người Diệp Phàm. Chuyện này có thể thành công phải cảm ơn Diệp tiên sinh giúp đỡ nhiệt tình. Tất cả những việc này tôi sẽ ghi nhớ mãi. Vừa về tới Sơn Trang ngồi xuống, Chu Do Tiếu nắm chặt tay Diệp Phàm cười nói. Giám đốc Chu không trách tôi bảo anh trả thần tượng về chứ? Diệp Phàm nói. Không trách. Chu Do Tiếu lắc lắc đầu, nhìn Diệp Phàm một cái nói. Thật ra, như Diệp tiên sinh đã nói, thần tượng này tuy là tượng trưng của bộ lạc Nạp Tây cũng chỉ là bức điêu khắc đá cổ thôi. Nhưng thợ khắc thô, hơn nữa không có giá trị khảo cổ. Năm đó tổ tiên đổi lấy thật ra cũng không phải muốn lợi ích từ nó. Mà vì tổ tiên là người nghiên cứu về khảo cổ, đối với những vật cổ đều có hứng thú. Đối với vật có mấy ngàn năm lịch sử của bộ lạc Nạp Tây đương nhiên cũng có hứng thú. Bởi vì da của họ màu tím, tổ tiên cảm thấy kỳ lạ, nên luôn nghiên cứu vấn đề này. Nghiên cứu nguồn gốc của bộ lạc Nạp Tây, muốn biết họ có phải là dân bản địa của quần đảo Chris không? Qua nghiên cứu, có thể khẳng định họ chính là dân bản địa. Vì sản xuất đồ da nên nhà họ Chu chúng ta có mâu thuẫn với họ. Nhưng tất cả những việc này đều không quan trọng. Chu Do Tiêu cười nói. Vậy là tốt rồi, tôi còn lo lắng giám đốc Chu sẽ trong lòng. Một khi như vậy thì giám đốc Chu khi nào cử người đến Phong Châu khảo sát? Tôi muốn nói với giám đốc Chu càng nhanh càng tốt. Nói thật, ở tỉnh hiện đang bảo tôi quản lý hai địa khu. Thực sự quá mệt. Tôi muốn giải quyết xong chuyện của mọi người rồi về đồng lĩnh. Hơn nữa, vật liệu da ở Phong Châu khối lượng đã tăng lên giống trước, hay là... Diệp Phàm lại bàn bạc một hồi. Chương 2599, lung lạc của Chu gia. Cán bộ chân thành và cố gắng hết sức làm việc như Diệp tiên sinh đã không còn nhiều nữa. Diệp tiên sinh khiến tôi biết được người bạn chân thành là như thế nào. Chu Do Tiếu cười, vẻ mặt chân thành nói. Ha ha. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh, còn rất hy vọng được kết bạn với giám đốc Chu. Diệp Phàm cười nói. Diệp tiên sinh, anh cũng đã cảm thấy cha tôi là một người bạn chân thành. Vậy nhà họ Chu chúng tôi quyết định lấy một khu đất 500 mét vuông trên đảo Á Đông Lệ Châu cho Diệp tiên sinh. Trên khu đất này còn có một ngôi nhà, gọi là Hồng Viên. Nơi đây đã từng là nơi ở của tổ tiên nhà họ Chu chúng tôi. Chẳng qua sau đó bị sét đánh cháy rụi. Tuy nhiên, cha tôi dựa theo ngôi nhà của tổ tiên để xây dựng nên Hồng Viên. Đây là kiểu xây dựng kết hợp với kỹ thuật xây dựng hiện đại. Chẳng những có thể có tiện nghi thoải mái mà còn có thể thưởng thức được những văn minh từ xưa. Chu Do Tiếu cười nói. Ha ha, cảm ơn giám đốc Chu và Chu gia yêu quý tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nhận. Các anh đồng ý đến Phong Châu đầu tư chính là điều mà Diệp Phàm tôi mong muốn nhất. Coi như huề với việc giúp đỡ nhà họ Chu các anh. Diệp Phàm giống như từ chối, trong lòng hắn hiểu được, nhà họ Chu mất công sức như vậy không phải là muốn tìm một vệ sĩ siêu cấp miễn phí sao. Bởi vì, trong sự kiện lần này nhà họ Chu đã thấy được thực lực của hắn. Nếu sau này nhà họ Chu còn có chuyện bất bình gì có lẽ hắn ở trên địa bàn của người ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Đến lúc đó lại phải rước lấy một chút phiền toái. Hơn nữa bây giờ Diệp Phàm có được quần đảo Chris, chỉ cần hơn 1 tỷ để cải tạo một chút, còn sợ không thoải mái sao. Làm gì cần đến ở chỗ của nhà họ Chu, cảm giác cũng sẽ không tự nhiên. Sao có thể nói như vậy, lần này Diệp tiên sinh giúp đỡ nhà họ Chu giải quyết xong mâu thuẫn giữa nhà họ Chu và bộ lạc Nạp Tây. Nhà họ Chu vô cùng cảm kích, một chút tấm lòng Diệp tiên sinh cũng muốn từ chối sao. Vừa rồi, Diệp tiên sinh cũng nói, cha phụ là một người chân thành. Rất hy vọng có một người bạn chân thành như Diệp tiên sinh. Mồm mép của lão Chu này đúng là không kém. Vừa rồi tôi đã giải thích rõ ràng, nhất mã quy nhất mã. Giám đốc Chu yêu quý Diệp Phàm như vậy tôi không dám nhận. Tuy nhiên, một người bạn như giám đốc Chu thì tôi dám nhận, hơn nữa, giám đốc cũng biết rõ thân phận của tôi. Tôi là một cán bộ nhà nước, mà tập đoàn Hồng Phách vừa muôn đến Phong Châu đầu tư.
Nếu tôi nhận quà tặng của nhà họ Chu, kia chẳng phải là làm các đồng chí của ủy ban kỷ luật đến điều tra sao? Cho nên, món quà này thật sự không thể nhận. Diệp Phàm kiên trì từ chối, nhìn giám đốc Chu một cái cười nói. Đương nhiên, nếu như có rảnh rỗi Diệp Phàm tôi sẽ đến chỗ các vị du lịch ngắm cảnh. Đến lúc đó còn hy vọng giám đốc Chu miễn tiền thuê nhà cho Diệp Phàm là được. Ha ha ha, tốt, 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 chẳng những miễn tiền thuê nhà ngay cả tiền cơm tiền xe cũng có thể miễn phí. Bất cứ lúc nào nhà họ Chu cũng hoan nghênh trợ lý Diệp đến đảo Á Đông Lệ Châu du lịch ngắm cảnh. Công tác trong chính quyền cũng khá mệt mỏi, tìm cơ hội thích hợp để nghỉ ngơi có lợi cho sức khỏe có phải không trợ lý Diệp? Chu Do Tiếu cười sang sảng nói, đương nhiên, Diệp Phàm không tin người giàu hoạt như lão già này sẽ hào sảng như thế. Ăn cơm trưa trên du thuyền đại đại gia, trên du thuyền nhận được điện thoại của Trương Hùng. Anh Diệp, qua nghiên cứu của tổ khoa học năng lượng, lôi thạch này chắc chắn là đồ tốt. Nếu đã nghiên cứu rồi, không chừng có thể trở thành bình ắc quy thiên nhiên có thể sử dụng. Anh Diệp đưa về viên lôi thạch kia có lẽ chỉ lớn hơn cỡ nắm tay thôi. Nhưng qua thí nghiệm phóng điện, phát hiện bên trong không ngờ có trữ lượng điện có thể vận hành con tàu cỡ 2-3 vạn tấn. Lúc đó tổ trưởng tổ khoa học năng lượng Ngô Quang Bảo còn cười nói là nếu có thể tìm được 36 viên lôi thạch thì có thể làm cho quân hạm không cần điện dùng được một năm rồi. 36 viên, toàn bộ như vậy thể tích hình như cũng không lớn. Diệp Phàm cũng vui vẻ nói. Đúng vậy, vật này quan trọng cũng không phải bản thân nó có năng lượng điện, mà vì nó có thể trữ được nhiều điện năng. Nếu có thể nghiên cứu chế tạo thành công chúng ta có thể sử dụng lại nhiều lần đối với ắc quy lôi thạch này. Tàu ngầm hạt nhân của nước ta có thể hủy bỏ, chỉ cần mang theo bình ắc quy chế tạo bằng 36 viên lôi thạch này là được. 36 viên chỉ chiếm dung tích bằng một thùng mỡ lợn. Bây giờ bình ắc quy vì sao không thể dùng rộng rãi? Vấn đề là lượng điện năng tích trữ không đủ, nếu muốn vận hành một con thuyền 2 vạn tấn một năm thì thể tích bình ắc quy có lẽ phải rất lớn. Cho nên các nước trên thế giới đều quan tâm đến loại điện không gây ô nhiễm, như điện hạt nhân của Hoa Kỳ. Nếu loại bình chữ điện làm bằng lôi thạch này đủ, thì so với điện hạt nhân còn tốt hơn. Dù sao, điện hạt nhân còn có bức xạ, sử dụng điện hạt nhân tiện nhưng mối nguy lớn. Mà loại lôi thạch thiên nhiên này chiếm diện tích nhỏ, sử dụng có thể tiết kiệm không gian trữ dầu trên quân hạm. Cứ như vậy, có thể tăng không gian của hàng không mẫu hạm hoặc tàu ngầm chứa vũ khí có phải không? Cứ như vậy, nhiều vũ khí đạn dược hơn, thật sự có thể nâng cao sức chiến đấu. Hiện giờ tuy nói không có chiến tranh, nhưng vẫn có rất nhiều mâu thuẫn. Ngay cả trên bàn đàm phán có thể có nhiều tác dụng. Đây gọi là gì, người khác không có chỉ mình có. Giọng Trương Hùng rất phấn khích. Nói dễ nhưng làm thì khó đi, lôi thạch phải trải qua mấy nghìn năm mới có thể hình thành, chúng ta lại dùng nó để chế tạo vật liệu tích điện, có lẽ khó khăn không nhỏ. Ngoài ra, lôi thạch trữ lượng cũng không nhiều, phải tiết kiệm một chút. Diệp Phàm nói, việc này tôi hiểu được, đã nói qua với Tổ trưởng Ngô rồi. Tuy nhiên, Tổ trưởng Ngô nói các chuyên gia cũng rất tin tơ ngơ. Hơn nữa tất cả mọi người đều hào hứng. Bọn họ yêu cầu cung cấp một ít vật liệu, nếu phẩm chất có thể tốt hơn một chút thì tốt. Trương Hùng nói, đây chỉ là hàng mẫu, muốn lấy nữa phải dùng tiền mua. Hơn nữa, giá cả cũng không rẻ, sản lượng cũng ít. Còn một điều, tôi lo là các quốc gia khác bia chúng ta sẽ hết cơ hội. Việc này cậu có hỏi xem người phụ trách việc này có thể trả giá bao nhiêu không? Phải nhanh. Diệp Phàm hỏi. Việc này tôi còn chưa nghĩ đến, nếu không tôi trực tiếp báo cáo với tổ trưởng cung một chút. Nếu số lượng không nhiều mà giá cả không rẻ thì tổ trưởng cung quyết định tốc độ sẽ nhanh hơn. Chúng ta phải nắm cơ hội lớn này tranh thủ mua lôi thạch. Loại vật chất này lại là một loại vật chất chiến lược đặc thù rồi. Trương Hùng nói, cậu không cần nói với tổ trưởng cung, nói với tổ trưởng Ngô là được. Tin rằng lời của ông ta có sức thuyết phục hơn chúng ta. Dù sao, tài liệu về giá trị của tảng đá đó đều nằm trong tay tổ trưởng Ngô. Diệp Phàm nói, vậy được, tôi lập tức báo cáo tình hình này cho tổ trưởng Ngô. Trương Hùng nói rồi cúp điện thoại. Mẹ kiếp, cuối cùng đã trở về, chỗ đất cằn sỏi đá kia thật đúng là không có gì hay ho. Vừa đến sân bay Việt Châu, Thiên Thông hít một hơi nói. Đã đến giờ cơm trưa, Diệp Phàm cùng mấy anh em tìm chỗ ăn cơm. Các anh em, chuyện lần này phiền toái lớn. Tuy nhiên, mọi người cũng hiểu được tình hình đảo Chris tôi sẽ không nói nhiều. Tuy nhiên, chỗ đó về sau thành địa bàn của tôi. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng nơi đó cũng không làm nhiều người chú ý.
Bọn họ lạc hậu, nhưng tính tình họ cũng rất chất phác. Diệp Phàm, tôi hy vọng cuộc sống của bọn họ được nâng cao trên cơ sở duy trì bản sắc của họ. Cho nên, chuyện lần này hy vọng các anh em có thể giữ nghiêm bí mật. Diệp Phàm dặn dò. Việc này còn cần phải nói sao? Ai hỏi chúng tôi cũng sẽ không nói. Nhiều nhất thì chúng ta đến Pháp nghỉ ngơi thôi. Lô Vĩ cướp lời nói. Yên tâm, lão đại, đó là chỗ bà hai của anh cầm lái, đánh chết tôi cũng không nói ra đâu. Đáng tiếc chỗ đó đẹp thì đẹp thật, nhưng mà nghèo quá, ngoài việc tìm ra sói cũng không làm ra được gì. Hiện tại vừa về đến, không có tiền thì khổ rồi. Trong xã hội hiện đại này, đó cũng là phiền toái. Thiên Thông có chút đau lòng vì bận rộn một hồi toi công. Cậu nói gì vậy, lần này là bận làm chút việc vì lão đại, chẳng lẽ cậu còn không biết xấu hổ đòi tiền. Tôi nhổ vào, một chút tình anh em cũng không có, thật sự là xui. Tề Thiên mắng Thiên Thông. Nói hai câu cũng không được, cung quá lắm, tôi chỉ tùy tiện nói một chút, cũng không thật sự muốn đòi tiền Diệp Phàm. Hơn nữa, lần này cũng làm việc vì chị dâu thứ hai, tôi nào dám lấy tiền có phải không? Thiên Thông đỏ mặt vội vàng nói. Bởi vì lúc này Diệp Phàm đang như cười như không nhìn y chằm chằm, Thiên Thông sợ nhất vẻ mặt này của Diệp Phàm. Đây là khúc dạo đầu cho việc chơi xấu của Diệp Phàm. Thiên Thông cũng không muốn thế, đến lúc đó còn không có chỗ khóc. Nên biết điều một chút. Ha ha, mọi người mệt một hồi đương nhiên phải có gặt hái phải không? Lần này trở về giám đốc Chu có cảm ơn tôi một chút. Diệp Phàm tôi cũng không thiếu tiền, ai cũng biết. Khoản tiền này chia đều cho mọi người. Diệp Phàm nói đến đây thấy mấy người Lô Vĩ chép miệng muốn từ chối, Diệp Phàm lập tức nghiêm mặt nói. Đừng cãi lời tôi, tranh cãi nữa tôi sẽ giận. Quyết định như vậy đi, lần này giám đốc Chu cho 60 triệu, đương nhiên là đổi thành nhân dân tệ rồi. Tôi đã tính rồi, ngoài việc nộp thuế cho nhà nước thì mỗi người còn có đến 3 triệu. Tiền này mọi người cầm lấy, không có chút chứng cứ nào. Nộp thuế chứng minh 2 ngày nữa sẽ gửi đến nhà mọi người. Việc này tôi giao cho người có chuyên môn, trước tiên cứ cầm tiền về. Diệp Phàm nói xong lấy ra tập chi phiếu, mọi người thoáng nhìn nhau rồi nhận lấy. Cái này, tôi cứ nhận. Thiên Thông hơi xấu hổ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2600, cung khai Hà làm kinh doanh. Ít, tôi có còn chế ít đâu. Thiên Thông giật lấy tờ sách nhanh nhất có thể. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều cười. Sau khi cơm nước xong, mọi người đều lên máy bay. Diệp Phàm bay thẳng về Đồng Lĩnh. Tuy nhiên, khi đang đợi giờ bay thì nhận được điện thoại của cung khai Hà. Lôi thạch này cậu có thể lấy về nhiều hay ít? Đến giờ số lượng tôi vẫn chưa thể xác định, có lẽ cũng không phải là rất nhiều. Tuy nhiên, quan trọng là giá cả. Chúng ta tính bằng viên bằng nắm đấm, thủ trưởng cung cho rằng một viên đó giá bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Tính cách đó không khoa học, nắm tay có nắm to nắm nhỏ, không tiện. Cung khai Hà nói. Cũng đúng, một viên bằng nắm đấm lớn có lẽ trên dưới 10 kg. Loại đá này đặc biệt tốt. Diệp Phàm nói. Đúng là trên dưới 10 kg, trong tổ đã thảo luận rồi, xét thấy tảng đá này qua tài liệu nghiên cứu của tổ khoa học năng lượng đúng thật là có giá trị ứng dụng. Hơn nữa, chúng ta cũng lo các quốc gia khác gánh trước mất. Cho nên... Trong tổ quyết định có bao nhiêu chúng tôi thu mua bằng đó. Cậu chịu trách nhiệm lập tức liên lạc với đối tác một chút. Cung khai Hà xem ra có chút vội. Vậy bao tiền một cây gì? Tổ trưởng cung, anh chưa giải thích rõ ràng bảo tôi liên hệ thế nào. Còn chuyện giữ bí mật thì anh yên tâm, tôi đã nói với họ là chúng ta muốn toàn bộ số lôi thạch đó. Tổ trưởng cung, anh cũng hiểu tính tình của tôi. Nếu bọn họ dám nuốt lời tôi sẽ xuất quyền đó. Tảng đá kia chỉ có thể thuộc về Trung Quốc chúng ta. Tôi còn muốn xem nó dùng cho tàu ngầm và quân hạm của chúng ta. Tương lai có lẽ còn có hàng không mẫu hạm đi. Diệp Phàm hỏi. Đối với lòng yêu nước của cậu toàn thể tổ đặc nhiệm A chúng ta đều biết. Đương nhiên, nếu như đối phương không nghe lời cậu muốn xuất quyền thì người của tổ đặc nhiệm A đều do cậu điều hành. Coi như là chuyện của đất nước rồi. Tảng đá kia tuyệt đối không thể rơi vào tay quốc gia khác. Tổ trưởng cung giọng nghiêm túc nói. Vậy cuối cùng trả giá bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Việc này, đồng chí Diệp Phàm, cậu của là một trong những thành viên của tổ đặc nhiệm A. Hơn nữa cậu rất yêu nước, điều này tất cả mọi người đều rõ ràng. Bọn họ có thể giao tảng đá cho cậu chứng tỏ quan hệ của cậu và bọn họ không tệ lắm. Cho nên, vì đất nước, giá tiền này cũng không phải giao giá trên trời đúng không?
Cung Khai Hà không ngờ bắt đầu tập kinh doanh. Diệp Phàm thầm mắng lão già keo kiệt này một câu, miệng lại hỏi. Không có gì, điều này tôi biết rõ, không thể để chúng ta chịu thiệt có phải không? Rốt cuộc trong tổ đồng ý cấp nhiều hay ít? 5.000 một cây gì? Cung Khai Hà có chút đau lòng nói. Một cây gì 5.000, một viên to bằng nắm đấm lớn 10kg là 50.000. Tổ trưởng Cung, anh cũng không thể coi họ là lũ ngốc có phải không? Diệp Phàm có chút giận, giá này cũng quá thấp. Đây chính là địa bàn của bà xã thứ hai, có thể tranh thủ một chút đương nhiên phải tranh thủ. Chỉ cấp một chút tiền đó làm sao mấy chục nghìn người của người ta có thể sống được. Không ít, không phải một tảng đá, cũng không phải kim cương, giá này là do đảng ủy tổ đặc nhiệm A kết hợp với tài liệu khoa học của tổ trưởng Ngô đưa ra đấy. Cậu nghĩ xem, một nắm đấm đã được 50.000, viên to như thùng nước không phải đã trên 1.000.000 rồi sao? Yên tâm, Cung Khai Hà tôi cũng không phải là tiểu nhân như vậy. Đặc biệt là việc lớn có liên quan đến đất nước càng không keo kiệt. Cung Khai Hà nói rất đại nghĩa. Đúng vậy, tổ trưởng Cung thật sự là hào phóng, keo kiệt vì đất nước thôi. Không lừa già dối trẻ. Tuy nhiên, tôi muốn nói với tổ trưởng Cung, đó là tuyệt đối không thể lấy được như thế. Anh nghĩ xem, một viên to bằng nắm đấm có thể chữ được lượng điện cho quân hạm 2-3 vạn tấn chạy 10 ngày. Một quân hạm lớn như vậy tiêu hao bao nhiêu xăng? Không có 1.000 lít sẽ không được. 10 ngày này ít cũng phải 20.000. Thậm chí còn nhiều hơn. Đây là đã bao gồm điện năng sẵn có. Còn tảng đá kia còn có tác dụng khác có phải không? Chúng ta đang nhìn vào cái này. Số tiền tương ứng với lượng điện tiêu thụ anh cũng phải cho người ta có phải không? Người ta không phải đồ ngốc, hình như cũng đã mời một số nhà khoa học nghiên cứu qua rồi. Diệp Phàm nói. Ừ, nói vậy cũng đúng, cái này tốt, thêm một chút. Nhiều nhất là 10.000 một cây gì đi. Không thể cao hơn, quá đắt thì kinh phí của tổ chúng ta cũng hạn hẹp có phải không? Hơn nữa, cậu cũng là một thành viên của tổ đặc nhiệm A, không quản lý việc nhà không biết được là đắt. Cậu thử quản lý tài vụ của tổ xem. Cung Khai Hà bắt đầu đánh bài tình cảm. Ha ha, tổ trưởng Cung, chuyện lớn như vậy anh không thể không báo cáo lãnh đạo cấp trên. Khoản tiền này chắc chắn sẽ không phải tổ đặc nhiệm A xuất ra. Khoản tiền này hẳn là phải lấy từ tiền của nhà nước dùng để mua vật liệu chiến lược mới đúng, hơn nữa, thuộc phạm vi tài chính quân sự. Giá cả một cây di là 20.000, đây là giá hữu nghị rồi, thấp nữa tôi không có cách nào giải thích với người khác. Ít nhất, chúng ta phải trả cho họ 8 phần điện năng mà nó tiết kiệm được có phải không? Chúng ta chiếm hết lợi thì việc kinh doanh cũng không có phúc. Vì đoàn đang ở Phong Châu cho nên Diệp Phàm vội vàng đến Phong Châu. Giải thích cho mọi người chuyện của tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân, sau đó yêu cầu nhân viên bắt tay vào việc. Sau đó Diệp Phàm mới trở lại Đồng Lĩnh. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm không nghĩ tới đó là vừa trở lại văn phòng ngồi chưa ấm chỗ thì trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt đã bước vào báo cáo. Trợ lý Diệp, tổng giám đốc tập đoàn Thần Lộ đã đến mấy lần? Đã đến mấy lần, đến làm gì? Diệp Phàm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Mễ Nguyệt một cái. Cô ấy không nói, chỉ yêu cầu gặp anh. Tuy nhiên, lúc đó điện thoại của anh không gọi được, tôi cũng không liên lạc được. Hơn nữa, tôi cũng nói cho cô biết rồi, nói anh đi Pháp khảo sát, mấy ngày nữa mới về. Tuy nhiên, giám đốc Tống hình như rất vội, mỗi ngày đều cho người đến hỏi. Chẳng lẽ tốc độ của dự án lại gặp sóng gió, việc này không phải nghe nói đã tốt sao? Hơn nữa, nhà họ Tống đã đầu tư tiền rồi thì còn có vấn đề gì, thật là lạ. Diệp Phàm nói. Có phải là Tống lão gia lại có quyết định khác? Mễ Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Không thể nào, đều quyết định đã lâu như vậy không thể lại có quyết định khác. Hẳn là có chuyện gì khác, như vậy đi, cô lập tức liên hệ với Tổng Giám đốc Tống. Diệp Phàm nói. Mễ Nguyệt cúp điện thoại, không lâu lại gọi điện thoại đến nói là Tổng Giám đốc Tống đang ở nhà khách Đồng Lĩnh 10 phút sau sẽ đến. Không lâu, Tống Hương Quân vội vàng bước vào phòng làm việc của Diệp Phàm. Tổng Giám đốc Tống vội vã tìm tôi có chuyện gì ngồi xuống rồi nói thẳng là được. Diệp Phàm mời Tống Hương Quân ngồi xuống ghế salon. Xin lỗi trợ lý Diệp, phương án cao tốc Đồng Lĩnh nhập vào cao tốc Kinh Ngân bị Bộ Giao thông bác bỏ. Tống Hương Quân có chút buồn bực nói. Bác bỏ, không thể nào. Việc này do các anh đầu tư, có người đầu tư Bộ Giao thông quan tâm làm gì. Huống chi, xây dựng đường cao tốc là góp phần phát triển kinh tế địa phương. Nếu nói ra cũng là công trình dân sinh, Bộ Giao thông dựa vào cái gì phủ quyết dự án này? Diệp Phàm thật sự không hiểu được. Chương 2601,
qua cầu rút ván. Cũng không phải nhà họ Tống chúng ta không làm, vì chuyện này tôi còn chạy đến bộ giao thông 2 lần. Tuy nhiên, vô dụng, và lão gia muốn gặp người phụ trách bộ phận này còn khó hơn lên trời. Tống Hương Quân tôi cũng cảm nhận được vì sao các anh đến Bắc Kinh lại gọi là quan nhỏ. Một chủ tịch như tôi đến bộ giao thông một trưởng phòng người ta cũng nhăm mặt rồi. Huống chi muốn gặp vụ trưởng thậm chí là thứ trưởng thì khó gấp nhiều lần. Ban đầu nhà họ Tống chúng tôi cũng đang tiến hành công trình rất thuận lợi. Mười mấy năm làm nghiệp vụ cũng có giao tình với một số lãnh đạo của bộ giao thông. Tuy nhiên, lần này không được. Vị lãnh đạo này nói là nói không thông. Hơn nữa, chỉ ra điểm kẹt mấu chốt. Tống Hương Quân có chút tức giận nói. Tổng Giám đốc Tống, việc này quan trọng như vậy, chúng ta cứ nói thẳng ra, tôi muốn hỏi, cô tìm đến người lãnh đạo bộ phận đó là cấp nào? Diệp Phàm hỏi. Cấp phụ trưởng. Tống Hương Quân nói xong nhìn Diệp Phàm một cái. Cấp như vậy nói không thông thì điểm kẹt kia ít nhất là cấp thứ trưởng có phải không? Diệp Phàm phân tích nói. Còn không phải sao, chắc chắn là cấp phó bộ, bởi vì, người tôi nhờ là một vụ trưởng khá có năng lượng. Ngay cả ông ta cũng không nói được thì phân lượng của người này khá nặng. Tống Hương Quân có chút buồn bực nói. Như vậy đi, tôi gọi điện thoại hỏi thăm Chu Tiến Phong một chút, ông ấy là thứ trưởng thường trực bộ giao thông. Diệp Phàm nói xong đứng lên đi gọi điện thoại. Chu Tiến Phong, hình như đến bộ nông nghiệp rồi. Tống Hương Quân hơi sững sờ nói. Đến bộ nông nghiệp rồi hả? Diệp Phàm nhất thời có chút kinh ngạc nhìn Tống Hương Quân một chút. Hình như là như vậy. Nếu không anh cứ hỏi một chút. Tống Hương Quân cũng có chút không chắc. Vì thế Diệp Phàm gọi điện thoại nói. Thứ trưởng Chu, tôi là Diệp Phàm, vừa mới đi khảo sát ở Pháp về, không ngờ nghe được tin vui của anh, chúc mừng anh. Ha ha, cảm ơn lời chúc của cậu. Không phải nghe nói cậu cũng thăng chức trợ lý chủ tịch tỉnh sao, chúng ta cùng vui. Tâm trạng Chu Tiến Phong tương đối tốt, giọng nói cùng tràn đầy tự tin vui mừng. Ôi! Anh Chu lần này đi rồi tôi gặp nhiều phiền toái. Diệp Phàm thở dài. Chuyện phiền toái, cậu nói tôi nghe một chút. Chu Tiến Phong hơi trầm ngâm hỏi. Còn không phải chuyện đường cao tốc Đồng Lĩnh nhập vào đường cao tốc Kinh Ngân, vốn được anh Chu bật đèn xanh, hơn nữa, tập đoàn Thần Lộ đồng ý đầu tư. Việc này, vốn là chuyện nước chảy thành sông. Ai biết tôi vừa từ nước ngoài trở về mới biết bộ đã thay đổi. Dự án gần 200 triệu không ngờ thay đổi như ngày tháng 6 rồi. Bộ giao thông làm như thế là trò đùa hay có nguyên nhân nào khác? Diệp Phàm hỏi. Như vậy đi, tôi sẽ giải thích một chút trong lúc hàn huyên tán gẫu với cậu. Giọng của Chu Tiến Phong có chút thận trọng. Diệp Phàm cùng Tống Hương Quân ngồi uống trà, hai người đều có tâm sự cho nên cũng chẳng muốn nói gì. Ước chừng nửa tiếng sau, Chu Tiến Phong gọi điện thoại đến nói. Việc này thật sự xin lỗi trợ lý Diệp, ban đầu ban quản lý cao tốc Kinh Ngân đã quyết định rồi. Sau cao tốc Đồng Lĩnh các anh lại nhập vào cho nên, các bộ và ủy ban trung ương sẽ phải thảo luận một chút tính khả thi của dự án này là cần thiết. Dù sao trải qua thay đổi thì cũng khác với phương án ban đầu. Mà thời gian gần đâu tôi bận quá, cậu cũng biết đấy, một số việc tôi đã nói rồi. Cho nên, chú ý một chút, tuy nhiên, lúc ấy tập đoàn Thần Lộ đem phương án đến bộ tôi có giao cho các đồng chí cấp dưới. Chỉ có điều hiện tại bộ đã có quan điểm khác về vấn đề này rồi. Tôi lại không còn công tác ở Bộ Giao thông nữa. Vừa rồi hỏi thăm một chút, việc thảo luận phê duyệt phương án của các anh do đồng chí Luyện Bình Sơn chủ trì. Chu Tiến Phong nói, Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu, Bộ trưởng Chu đang nhắc nhở hắn chuyện này kẹt ở chỗ Luyện Bình Sơn. Luyện Bình Sơn, chẳng lẽ Bộ trưởng Chu đi rồi y tiếp nhận vị trí này sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy. Chu Tiến Phong nói. Đồng chí Luyện Bình Sơn này tôi không có chút ấn tượng nào. Không biết trước kia ông ta công tác ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Y, ha ha, trước kia làm phó chủ tịch thường trực tỉnh An Đông. Lần này trở lại Bắc Kinh coi như trở lại vị trí cũ tránh văn phòng bộ. Tuy nói không phải là nhân vật số một nhưng coi như là đi một bước dài rồi. Chu Tiến Phong cười nói. Đó là đương nhiên, phó bộ với tránh bộ cách nhau một cánh cửa mà. Diệp Phàm đáp, cúp điện thoại vẻ mặt không thể nào dễ nhìn. Quay sang hỏi Tống Hương Quân. Cô có biết Luyện Bình Sơn không? Không rõ lắm. Tống Hương Quân lắc đầu nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Trợ lý Diệp, cậu cũng biết qua tình hình, biết việc này không phải chúng ta không làm, thật ra chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tuy nhiên, dự án của chúng tôi kéo không nổi.
Giám đốc Tống muốn gác lại dự án cao tốc Đồng Lĩnh nhập vào cao tốc Kinh Ngân có phải không? Diệp Phàm nhìn cô gái này một cái, lạnh lùng hừ một tiếng. Trong lòng tự nhủ, mẹ kiếp, đầu năm nay qua cầu rút ván không ít người. Ông đây miệng còn chưa khép lại không ngờ gặp chuyện đã muốn bỏ gánh rồi. Hơn nữa, lý do này còn khá đúng lúc, hắn không tìm ra lý do để phản bác rồi. Không phải là chúng tôi muốn gác lại dự án này, chủ yếu là không chờ đợi được. Trợ lý Diệp, nếu anh ở vị trí của tôi, anh thử nghĩ một chút xem, một dự án mấy trăm triệu bị kéo dài thì thế nào. Tuy nhiên, cha tôi có dặn, trợ lý Diệp đã giúp đỡ nhà họ Tống chúng tôi rất nhiều, cho nên, chúng tôi cho chính quyền Đồng Lĩnh thời gian một tháng. Nếu cửa ải bộ giao thông có thể đi qua, thì chúng tôi vẫn giữ nguyên kế hoạch đầu tư. Đương nhiên, nếu một tháng sau bộ vẫn giữ nguyên quan điểm thì chúng ta chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch từ bỏ dự án đầu tư đường cao tốc Đồng Lĩnh thôi. Tống Hương Quân có thể cảm nhận được một chút tức giận của Diệp Phàm, vì thế bèn giải thích. Được, thì một tháng. Đến lúc đó nếu Bộ Giao thông vẫn không thể phê duyệt thì Diệp Phàm tôi cũng không có gì để nói nữa. Diệp Phàm nói đầy tin tưởng. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Tống Hương Quân gật gật đầu. Tống Hương Quân vừa mới đi Khổng Đoan không ngờ vội vàng đến. Trợ lý Diệp, anh đi nước Pháp chắc thuận lợi cả chứ? Khổng Đoan vừa ngồi xuống đã hỏi. Coi như là được, bọn họ đã đồng ý đến Phong Châu. Tuy nhiên, có thể tới chưa chắc đã bỏ tiền, phải làm cho họ bỏ tiền đầu tư mới là quan trọng. Việc này, nói thật tôi cũng chưa có ý tưởng gì. Vẻ mặt Diệp Phàm thoải mái cười nói. Ha ha, vẫn là trợ lý Diệp có cách, một người khách cao quý như vậy khá khó mời giấy. Hồng Phách Thiên Chân là một trong 100 công ty hàng đầu thế giới. Nếu có thể đến chứng tỏ thành công một nửa, nói cách khác, người cũng không tới thì còn hy vọng gì. Khổng Đoan xin chúc mừng trợ lý Diệp một chút. Nếu quả thật có thể làm cho tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân ở lại Phong Châu thì đã thêm vào lý lịch của Diệp Phàm một vết son. Tuy nhiên, nếu họ có thể đến Đồng Lĩnh chúng ta thì tốt. Không thể tưởng tượng được Khổng Đoan không ngờ trắng trợn nịnh bợ Diệp Phàm, khiến cho Diệp Phàm cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng tự nhủ y hay là có việc nhờ hắn, nếu không, bao giờ lại khách khí đến vậy? Ha ha, chủ tịch thành phố Khổng. Diệp Phàm cười cười nhìn Khổng Đoan một cái nói. Đồng Lĩnh chúng ta sao có thể chiếm hết chuyện tốt được, người như vậy có thể rơi vào bình giấm chết đuối. Đồng Lĩnh chúng ta gần đầy như lửa nóng, sau khi Bộ Tài chính giúp đỡ Hồng Cốc Trại thành công, tập đoàn Thiên Cảnh lại đầu tư mấy trăm triệu. Nhà máy nhiệt điện cũng đặt ở đây, công của chủ tịch Khổng cũng không thể bỏ qua, chỉ riêng điểm này cũng đã làm nhiều đồng chí ở tỉnh ghen tị rồi. Đúng thế, tuy nhiên, trợ lý Diệp, hiện tại gặp phiền toái lớn rồi. Khổng Đoan không cười nói. Hả, chủ tịch Khổng nói nghe một chút xem. Diệp Phàm hỏi, trong lòng tự nhủ, tôi hiểu là người này không yên lòng, hiện tại quả nhiên muốn cầu cạnh hắn. Còn không phải là hạng mục nhà máy nhiệt điện sao, ngày hôm qua cũng không ai báo cáo lên lãnh đạo cấp cao của tập đoàn điện lực Viễn Đông. Người phụ trách của bọn họ ở Đồng Lĩnh quản lý phương lập tức tìm tôi phản ánh tình hình này. Khổng Đoan có chút bực bội nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Nghe nói dự án cao tốc Đồng Lĩnh nhập vào cao tốc Kinh Ngân bị Bộ Giao thông bác bỏ. Cái này đối với tập đoàn điện lực Viễn Đông mà nói ảnh hưởng khá lớn. Nếu dự án này có thể thành công thì nhà máy điện sẽ không quá xa. Nguyên vật liệu như than đá và các vật liệu khác cũng tiện vận chuyển. Nếu không có cao tốc, đây không phải là gia tăng phí tổn của nhà máy nhiệt điện sao? Dù sao, vận chuyển đối với nhà máy nhiệt điện chiếm phần lớn chi phí sản xuất. Nếu có đường cao tốc sẽ khác rất xa. Huống chỉ việc xây dựng nhà máy điện không phải là chuyện ngày một ngày hai. Vận hành hàng năm đều gia tăng phí tổn, người ta tính toán thật sự là không có lời. Khổng Đoan nói, thái độ của họ như thế nào? Diệp Phàm nhíu mày, nghĩ đúng là nhà dột lại gặp mưa dầm. Chuyện phiền toái lần này liên tiếp đến. Nói là nếu trong vòng một tháng không thể giải quyết được vấn đề đường cao tốc thì phải nghiên cứu lại. Dù sao, đó là vấn đề quan trọng liên quan đến lợi nhuận của tập đoàn Viễn Đông. Đầu tư đã không có lợi, người ta đương nhiên không muốn tiếp tục đầu tư. Tôi cũng không nghĩ đường cao tốc lại ảnh hưởng lớn đến dự án nhà máy điện như vậy. Hơn nữa, tôi cũng đã giải thích với bọn họ cũng khó. Khổng Đoan nói, về chuyện gác lại dự án đường cao tốc tôi cũng đã tìm hiểu qua, vừa rồi giám đốc Tống cũng đã đến nói về việc này. Cũng nói là cho chúng ta một tháng thời gian để giải quyết việc này. Nếu không sẽ gác lại, ôi, việc này,
Chủ tịch Khổng, anh phải đi giải quyết đi. Ngày hôm qua từ Pháp về chúng tôi đã báo cáo tình hình với Chủ tịch Tề, Phó Chủ tịch Điền, Bí Thư La, bọn họ cũng rất quan tâm đến dự án nhiệt điện. Còn hỏi việc này, hơn nữa ba người cũng khen anh quản lý tốt. Nếu thật sự phải gác lại việc này thì... Diệp Phàm nói nửa lời. Đương nhiên sẽ không nói tiếp, ít nhất trước tiên phải ép Khổng Đoan một chút, sau đó y không làm được lại có chuyện đến cầu hắn. Chương 2602, Khổng Đoan phải nín nhịn. Trợ lý Diệp, anh nói dự án này đang vướng ở Bộ Giao thông, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đã hỏi thăm chưa? Thứ trưởng thường trực trước của Bộ Giao thông là bạn của tôi, Chu Tiến Phong, ban đầu nói việc này có thể giải quyết. Không thể tưởng tượng được Chu Tiến Phong đột nhiên thăng chức đến đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Hơn nữa, dự án cao tốc của chúng ta do đồng chí Luyện Bình Sơn chủ trì. Nghe nói không thể thông qua ở các bộ và ủy ban trung ương. Tuy nhiên, nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng là người đồng lĩnh chúng ta, Chủ tịch Khổng, có nên tìm ông ấy hỏi một chút không? Tin rằng Bộ trưởng Khổng cũng có tình yêu quê hương. Huống chi, việc này không thể kéo dài, một khi thật sự gác lại dự án này, tôi và anh đều trở thành tội nhân của đồng lĩnh. Đối với tỉnh ủy cũng thật là mất mặt. Hơn nữa, anh cũng biết, gần đây tôi luôn bận việc ở Phong Châu, mà tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân lại sắp đến. Cho nên, chuyện của đồng lĩnh phải phiền đến Chủ tịch Khổng quan tâm rồi. Diệp Phàm nói, trước hết để Khổng Đoan bận một hồi rồi nói sau. Nếu như có thể giải quyết đương nhiên là tốt rồi. Ừ, cho phép tôi chuẩn bị để chiều bay đi Bắc Kinh. Mà anh lại phải giải quyết việc ở Phong Châu. Đồng lĩnh cũng không thể một ngày không có người phụ trách, cho nên, chuyện bên này Chủ tịch thành phố như tôi sẽ chủ trì một chút. Bởi vậy nên lại đây báo cáo anh một chút. Khổng Đoan nói. Vậy được, yên tâm, tôi tuy nói sẽ đi Phong Châu nhưng cũng sẽ không phải là hoàn toàn ở bên đó. Anh cứ giải quyết khó khăn ở Bắc Kinh là được. Chủ tịch Khổng, thời gian không đợi người. Hai người cầm lái như tôi và anh nên làm tốt. Diệp Phàm nói. Những lời này làm cho Khổng Đoan tương đối thoải mái, vì thế nói. Yên tâm, thuyền phó như tôi nhất định sẽ phối hợp với thuyền trưởng để làm tốt mọi việc. Những lời này của Khổng Đoan đương nhiên là đáp lại Diệp Phàm. Tất nhiên là đều nói những lời nói thật rồi. Dù sao, lời dễ nghe cũng không mất tiền mua. Sau đó, Khổng Đoan mang theo cặp công văn vội vã đi. Chẳng lẽ có người giở trò quỷ sao? Diệp Phàm thầm nói một câu, ngẫm nghĩ một chút đột nhiên nhớ lại con trai lớn Phượng Phượng Triều Phong không phải đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy An Đông sao? Nếu Luyện Bình Sơn làm phó chủ tịch thường trực ở An Đông thì chắc chắn Phượng Triều Sơn sẽ giải được người này. Vì thế, hắn rút điện thoại gọi cho Phượng Khuynh Thành, cười nói. Cô bé, lâu không gặp, anh chợt nghĩ đến em. Anh nghĩ đến em, đó là việc lạ. Cả ngày ôm cô nàng nhà họ Kiều quên trời đất còn nghĩ đến em sao? Anh lừa ma quỷ phải không đồng chí Diệp Phàm? Phượng Khuynh Thành châm chọc hừ nói. Sao em có thể nói như vậy được, anh rất ít khi về Bắc Kinh. Thật không có thời gian, nếu không em đến đồng lĩnh chơi. Gần đây ở Hồng Cốc Trại phát hiện dấu vết của người ngoài hành tinh, rất thần bí. Hay là đến chơi một vòng, đảm bảo chuyến đi này của em không tệ. Đến lúc đó, Diệp Phàm anh còn tháp tùng em, được làm một người mến khách vẫn khá hy vọng. Diệp Phàm cười nói. Quái, hôm nay sao anh lại tốt như vậy? Từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy anh tốt như vậy. Anh rất khác thường là yêu tinh xuất hiện. Đừng nói anh muốn nhờ em làm chuyện gì nhé. Phượng Khuynh Thành thông minh không thua Kiều Viên Viên. Kiều Viên Viên biết điều, rộng lượng. Phượng Khuynh Thành còn có thể đùa giỡn. Phượng Khuynh Thành thật sự rất trong sang. Diệp Phàm có khi nghĩ đến đều chảy nước miếng. Trong lòng tự nhủ có được hai người đẹp đó mới là người hạnh phúc. Đáng tiếc việc đó không có khả năng. Diệp Phàm buồn bực, vì sao nước Cộng Hòa lại không có chế độ một chồng hai vợ nhỉ? Sao lại nói anh như vậy, anh là người thế nào chẳng lẽ em không biết? Anh nào có tục tằn như vậy có phải không? Diệp Phàm lấp liếm. Ha ha ha. Phượng Khuynh Thành có lẽ cười ngất bên kia đầu dây rồi. Diệp Phàm thậm chí lo rằng cô nàng làm gãy chiếc eo thon của mình rồi. Cười gì? Buồn cười quá. Anh là ai chẳng lẽ em còn không rõ? Những lời này của anh dành để đi lừa những cô nàng 17-18 tuổi đi. Em lớn rồi. Phượng Khuynh Thành cười nói. Vâng, lớn rồi, tuy nhiên, bây giờ còn chưa lập gia đình. Có phải là đang chờ đợi anh không? Diệp Phàm cười nói. Anh nói đúng rồi, em đúng là đang chờ anh cưới Kiều đại tiểu thư rồi mới lấy chồng. Khi Phượng Khuynh Thành nói những lời này Diệp Phàm cảm giác được hơi có máu ghen.
Ôi, rất xin lỗi, Khuynh Thành. Diệp Phàm thở dài, trong lòng cũng cảm giác cay cay. Rông dài cái gì, có gì thì cứ nói thẳng, nếu không em tắt điện thoại đây. Phượng Khuynh Thành có lẽ bị động đến chỗ đau vội vàng nói lảng sang chuyện khác rồi. Bác cả của em có khỏe không? Diệp Phàm hỏi, cũng không muốn làm cô nàng thay đổi. Anh hỏi ông ấy làm gì, có phải là muốn đến Tân Môn nhậm chức? Tân Môn, ý gì, ông ấy không phải đang đảm nhiệm nhân vật số 1 ở tỉnh An Đông sao? Diệp Phàm giật mình vội vàng hỏi. Em thấy tin tức của anh thật sự là kém, xem ra, một số đồng chí ở Đồng Lĩnh lâu quá đã biến thành người nguyên thủy rồi. Đồng chí Diệp Phàm, bây giờ là xã hội gì, thời đại tin tức không nhanh nhạy là một thiệt thòi lớn đấy, đặc biệt đối với lãnh đạo các anh. Đôi khi tin tức là đại diện cho chức vụ. Phượng Khuynh Thành châm chọc hừ nói. Em mau nói đi, rốt cuộc sao lại trở về, đừng lại nhảy rông dài nữa, anh không hiểu. Diệp Phàm thật sự có chút nóng nảy, giọng nặng lên không ít. Không nói. Phượng Khuynh Thành đùa giỡn. Bà cô của anh ơi, anh có việc gấp, nói nhanh lên. Anh sẽ tạ tội với em. Diệp Phàm nói. Hôn một cái em sẽ nói. Phượng Khuynh Thành nói những lời này mặt nóng bừng. Chút. Diệp Phàm hướng về phía điện thoại. Thế nào, được chưa? Không được, còn chưa đủ kêu. Phượng Khuynh Thành làm nũng. Chút. Anh làm gì thế, tai em bị anh làm cho điếc rồi. Phượng Khuynh Thành kêu lên, đó là bởi vì Diệp Phàm hơi dùng hóa âm mê thuật cho nên, tiếng cũng vang to hơn. Đủ rồi, nếu không nói xem anh trừng trị em như thế nào. Diệp Phàm tức giận rồi. Thôi vậy, em không so đo với anh. Phượng Khuynh Thành thấy cũng không nên, thật đúng là không nên chọc giận người này, nói. Bác cả vừa mới được điều đến làm bí thư thành ủy Tân Môn. Chuyện này xảy ra khi nào? Diệp Phàm vội vã hỏi, xem ra lần này cấp trên có điều chỉnh nhân sự rất lớn. Hôm qua vừa mới tuyên bố. Phượng Khuynh Thành nói. Đây không phải là bác cả đã tiếp nhận ủy viên trung ương rồi sao? Diệp Phàm rông dài một câu. Việc này làm sao phải hỏi. Thành phố Tân Môn là thành phố trực thuộc Trung ương, bí thư thành ủy cho đến giờ đều là ủy viên Bộ Chính trị. Đó là đương nhiên rồi. Phượng Khuynh Thành khá đắc chí nói. Đúng rồi, anh có chuyện gì muốn tìm bác cả? Cũng không có việc gì lớn, trước kia ông ấy đã từng công tác ở tỉnh An Đông, chắc biết Phó Chủ tịch Thường trực Luyện Bình Sơn. Người này hiện tại đã thăng chức đến Bộ Giao thông đảm nhiệm chức Thứ trưởng Thường trực rồi. Diệp Phàm nói qua về chuyện này. Bộ Giao thông, việc này, nhà em hình như không có ai làm việc ở đây. Nói cách khác, em không có cách nào hỏi giúp anh việc này rồi. Phượng Khuynh Thành ngẫm nghĩ một chút nói. Ban đầu muốn trực tiếp gọi điện thoại cho Phượng Triều Phong, tuy nhiên hiện giờ xem ra là không thích hợp rồi. Người ta đã là ủy viên Bộ Chính trị rồi. Phần lượng so với trước cũng không nhỏ hơn tẹo nào. Cho nên, muốn hỏi thì cũng phải đến nhà mới đúng. Có như vậy mới cho thấy sự tôn trọng. Năm nay sau, Diệp Phàm đang ở Phong Châu giải quyết chuyện vật liệu ra. Khổng Đoan gọi điện thoại đến, giọng khá thất vọng và mệt mỏi nói. Trợ lý Diệp, chuyện đường cao tốc, ôi! Làm sao vậy, võ phải bộ vẫn không thông qua. Diệp Phàm hỏi. Tôi đi tìm Bộ trưởng Bộ Xây dựng Khổng, ông ấy cũng gọi điện thoại cho bên kia. Tuy nhiên, người ta nói đều là những lời khách sáo. Vừa nghe liền hiểu được là không được. Vốn còn muốn tìm Bộ trưởng Khổng, tuy nhiên, người ta cũng bận rộn, nên không tìm. Tôi liền trực tiếp đến Bộ Giao thông, ôi, một cán bộ ở địa phương như chúng ta đến Bắc Kinh đúng là không bằng chó. TSQ nói không sai, tôi dù gì cũng là chủ tịch một thành phố lớn, nhưng không thể gặp một vụ trưởng. Thật vất vả mới gặp phó vụ trưởng vụ quy hoạch, nhưng người ta vừa ngồi xuống bàn, đồ ăn mới mang lên chưa động đũa. Vừa nghe nói đến chuyện đường cao tốc Đồng Lĩnh. Lập tức đứng lên bước đi, nói là có việc gấp phải đi trước một bước. Cuối cùng dù thế nào, một bàn đầy đồ ăn tôi và đồng chí văn phòng cùng nhau hưởng thụ. Hưởng thụ này tôi thật sự không muốn, thiếu chút nữa phải nhét vào mồm. Khổng Đoan tức giận nói. Đây là tính tình của một số đồng chí ở bộ, chúng ta lên làm việc là cần họ. Hơn nữa, nếu như không có giao tình muốn trực tiếp mở đường ở bộ giao thông là không thể được. Diệp Phàm nói. Tuy nhiên. Diệp Phàm cũng hiểu được, Khổng Đoan nói như thế đơn giản là tìm lý do thôi. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không nghĩ Luyện Bình Sơn không nể mặt Khổng Đông, với quan hệ của Khổng Đông và Khổng Đoan nhất định Khổng Đông sẽ ra tay giúp. Tuy nhiên, cuối cùng nhất định là Khổng Đông bị từ chối.
Xem ra, Luyện Bình Sơn quyết định muốn làm chuyện đường cao tốc đồng lĩnh. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy phía sau có lẽ có một bàn tay nào đó đang tác quái. Nói cách khác, Luyện Bình Sơn sao lại phải làm khó dễ chuyện cao tốc đồng lĩnh? Ôi, thật sự không được, tôi đành phải về báo cáo trực tiếp với tỉnh ủy. Dự án đường cao tốc tôi không giải quyết được, ngay đến dự án nhiệt điện cũng bị ảnh hưởng. Khổng Đoan tôi đến tỉnh ủy nhận tội thôi. Thói đời, trời muốn mưa không phải việc Khổng Đoan tôi có thể ngăn cản. Lúc này giọng Khổng Đoan khá khổ sở. Đừng nóng vội, không phải còn 20 mấy ngày sao? Diệp Phàm an ủi. Nếu không, trợ lý Diệp, anh về đây một chút, trước kia anh từng làm việc ở Trung ương, chắc sẽ quen thuộc nhiều hơn tôi. Hai mắt tôi không nhìn thấy gì. Khổng Đoan cuối cùng cũng yêu cầu Diệp Phàm rồi. Chương 2603, giao tình. Ha ha, đến mặt của trưởng ban Khổng mọi người cũng không biết thì tôi đương nhiên là cũng không biết rồi. Mặc dù trước kia có làm việc cùng nhau, nhưng lúc đó tôi cũng chỉ là chủ nhiệm phòng điều tra mà thôi. Phòng khách nhỏ bé này của chúng ta làm sao lọt mắt một người cấp bộ trưởng như người ta được. Tuy nhiên, thử một chút cũng được, nếu như chúng ta đều làm không được, thì đành phải báo lại cho tỉnh thôi. Tuy nhiên, chuyện này chưa tới hạn thì chúng ta không cần áp lực quá, không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không nên nói với tỉnh ủy chuyện này. Đôi khi quanh co cũng không phải là chuyện hay. Diệp Phàm cho Khổng Đoan một chút hy vọng. Vậy được, tôi sắp xếp ổn thỏa rồi đợi anh tới. Khổng Đoan nói. Diệp Phàm nói xong liền lập tức bay tới Bắc Kinh. Trong lúc đợi máy bay, Diệp Phàm gọi điện cho Trương Vệ Thanh. Trương Vệ Thanh hiện là phó chủ nhiệm văn phòng Trung ương. Tuy nói là làm chủ nhiệm văn phòng Trung ương nhưng cũng được thăng chức lên làm phó bộ trưởng rồi. Trương Vệ Thanh vừa nghe đã đồng ý liên lạc với Luyện Bình Sơn. Khi Diệp Phàm vừa tới sân bay Bắc Kinh thì nhận được điện thoại của Trương Vệ Thanh, nói là Luyện Bình Sơn đồng ý buổi tối cùng ăn một bữa cơm ở khách sạn Hoàng Thành. Anh Trương, anh có .ans có nói với ông ấy về chuyện cao tốc đồng lĩnh của chúng tôi không? Diệp Phàm vừa đi vừa hỏi. Không nói, tôi nghĩ chuyện này buổi tối nói trực tiếp thì hay hơn. Trương Vệ Thanh cười nói. Cũng được. Diệp Phàm gật đầu rồi lại gọi điện cho Khổng Đoan, nói phải sắp xếp mọi thứ cho tốt. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu được, Trương Vệ Thanh lo lắng, sợ sau khi xảy ra chuyện này thì Luyện Bình Sơn sẽ không tới dùng cơm nữa. Người ta cứ viện cớ này nọ không tới thì biết làm sao. Chủ yếu là Trương Vệ Thanh và Luyện Bình Sơn cũng không có giao thiệp gì. Trở về Hồng Diệp Bảo và tắm rửa sạch sẽ, Diệp Phàm thay quần áo và đến thẳng Hoàng Thành. Từ xa đã thấy Khổng Đoan ngồi cùng một người đàn ông trung niên, đang ngó đông ngó tây. Có lẽ là đang nhìn xem hắn đã đến chưa. Vừa thấy Diệp Phàm xuống xe, tốc độ quả thật rất nhanh, nhanh chóng đi theo Khổng Đoan đến chỗ Diệp Phàm. Trợ lý Diệp, đây chính là đồng chí Hướng Vệ Minh, người phụ trách dự án đồng lĩnh của chúng ta. Khổng Đoan chỉ vào người kia và nói. Trợ lý Diệp, chào anh, tôi là Hướng Vệ Minh. Trợ lý Diệp đến đồng lĩnh cũng được 1 năm rồi, vẫn chưa lần nào tới văn phòng tại thành phố. Tôi vốn muốn đến chào hỏi trợ lý Diệp một câu, nhưng vì công việc ở văn phòng nhiều quá. Nguyên nhân chủ yếu chính là mỗi lần đến đồng lĩnh thì trợ lý Diệp lại phải công tác rồi. Hướng Vệ Minh nói với một vẻ mặt cung kính và tỏ vẻ có lỗi, đương nhiên, người này chắc chắn là đang giả vờ. Không sao, anh cứ làm tốt công việc của mình là được. Diệp Phàm bắt tay anh ta, nhìn vào cái bụng bia của anh ta, trong lòng tự nhủ chủ nhiệm ở văn phòng thành phố chẳng có mấy người là không suốt ngày rượu bia. Văn phòng tại thành phố thực ra chỉ là một đơn vị giúp liên hệ các địa phương với thành phố mà thôi. Trên thực tế thì là một phương tiện mà sau khi các vị lãnh đạo đến thành phố làm sống động mà lập nên thôi. Bởi vì nơi mà các vị lãnh đạo ở địa phương khi tới thành phố thường không biết rõ một số chuyện. Mà văn phòng thành phố này thì đảm nhận trách nhiệm là cầu nối. Những người này mỗi ngày ra ngoài làm việc, nghe ngóng tin tức, giao lưu với các cơ quan bạn bè. Đợi các vị lãnh đạo đến là có thể phát huy tác dụng rồi. Tuy nhiên, các đồng chí ở văn phòng thành phố nghĩ rằng giao thiệp với nhiều lãnh đạo như vậy thì khó khăn sẽ khá lớn. Như là các vị lãnh đạo từ vụ trưởng đến thứ trưởng ở kinh thành đều là những người rất khó có thể giao thiệp được. Đương nhiên, văn phòng thành phố cũng có sự phân cấp bậc. Như là Ủy ban Nhân dân tỉnh Tấn Lĩnh cũng ở thành phố. Đó cũng coi là giám đốc của một đơn vị rồi. Còn đồng lĩnh thì chỉ có thể là hệ thống cấp cục mà thôi. Diệp Phàm quay người lại hỏi. Đã sắp xếp xong cả chưa? Sắp xếp xong rồi, đáng lẽ là đặt phòng 1, nhưng đã có người đặt trước rồi, nên liền đổi sang phòng 2.
Hướng Vệ Minh cúi người nói, có thể được gặp nhân vật số một đồng lĩnh thì đương nhiên là phải có chút xúc động rồi. Được. Diệp Phàm gật đầu, đứng đợi Trương Vệ Thanh. Trợ lý Diệp, không biết vị khách hôm nay là ai vậy? Chuyện này, Hướng chủ nhiệm cũng nên dựa vào khẩu vị của vị khách đó mà chọn món ăn có phù hợp đúng không? Khổng Đoan lấy lý do để có thể biết vị khách hôm nay được mời đến là ai. Ha ha, chủ nhiệm Trương ở văn phòng trung ương và bộ trưởng bộ giao thông luyện sẽ tới đây dùng cơm. Diệp Phàm thản nhiên cười, quả nhiên. Khổng Đoan nói úp mở như vậy, nhưng không ngờ lại bị đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhìn ra. Bên kia thì Hướng chủ nhiệm lại chép miệng vì thất thế. Tên này có mau ngậm miệng lại không? Ôi, ở tầng lớp này có thể gặp được những người ở nhiều cấp bậc khác nhau. Khổng Đoan tôi chạy gãy cả chân mà vẫn chưa một lần được gặp bộ trưởng bộ giao thông. Trợ lý Diệp có cách gì vậy? Khổng Đoan cười chua xót. Đúng thế, trợ lý Diệp là người được cử từ thành phố xuống đồng lĩnh chúng ta. Trước kia trợ lý Diệp làm việc ở thành phố cũng đã có tiếng tăm rồi. Hướng Vệ Minh nhanh chóng nịnh bợ. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện Khổng Đoan đang nhíu mày, có lẽ là trong lòng đang có chút bất mãn. Trợ lý Diệp có năng lực như vậy thì tôi thành rơm dạ rồi. Ha ha, chủ tịch Khổng, anh khiêm tốn quá rồi. Sao có thể nói là cấp bậc khác nhau chứ, chúng ta đều là cùng một cấp với nhau mà. Nói sao nhỉ, như đồng chí Hướng Vệ Minh đã nói, trước đây tôi đã làm việc ở thành phố. Nếu nói đến giao thiệp thì cũng có một chút. Tuy nhiên, đa số các đồng chí đều là làm việc cùng nhau nhiều mà quen thôi. Hơn nữa Trương chủ nhiệm lại là cấp trên của tôi, chuyện này không có cách nào cả, đành phải vác mặt mo mà đi gặp ông ấy thôi. Không ngờ là lãnh đạo lại nể mặt, cho nên mới liên lạc được với bộ trưởng Luyện. Bằng không, chỉ với khả năng của tôi, làm sao có thể mời được Luyện bộ trưởng tới đây chứ? Diệp Phàm đương nhiên phải khiêm tốn, nếu không, Khổng Đoan sẽ buồn bực lắm. Trợ lý Diệp thật biết nói đùa, nếu như không có chút giao tình thì làm sao anh có thể mời được Luyện bộ trưởng chứ? Hơn nữa, chủ nhiệm Trương cũng đã quá hiểu bộ trưởng Luyện rồi. Luyện bộ trưởng đương nhiên sẽ quan sát trợ lý Diệp một chút chứ, đúng không? Lỗ Đoan cười nói. Chuyện này thì anh sai rồi, lúc trước chủ nhiệm Trương còn chưa từng nói đến chuyện sẽ cùng bộ trưởng Luyện tới đồng lĩnh chúng ta. Chỉ có điều là mời đến dùng cơm, nên ông ấy mới chịu đến. Diệp Phàm lắc đầu, thật thật giả giả làm cho Khổng Đoan không biết đâu là đâu. Như đã nói, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm sớm đã nhìn thấy Trương Vệ Thanh xuống xe rồi. Cho nên cười nói. Trương chủ nhiệm tới rồi, chúng ta qua đó nghênh đón một chút. Diệp Phàm đi đầu, Khổng Đoan và Hướng Vệ Minh đi theo sau. Chủ nhiệm Trương, đã lâu không gặp, anh càng ngày càng hoạt bát hơn đó. Diệp Phàm đưa hai tay ra cười nói. Ha ha, ông em cũng không kém gì tôi đâu. Nếu nói về hoạt bát, cậu hơn tôi nhiều lắm đấy. Dù sao, ông anh này cũng già hơn cậu mười mấy tuổi đấy. Tuy nhiên, xem ông em giờ lên vị trí nào rồi, trợ lý chủ tịch tỉnh Tấn Lĩnh. Ông anh này ở đây vẫn chỉ là một cán bộ cấp phó thôi. Một cán bộ cấp phó bé nhỏ, trong thời đại này, thật là khó khăn. Trương Vệ Thanh có vẻ nóng, căn bản là không bắt tay với Diệp Phàm mà là một cái ôm thân mật. Hơn nữa lại có gọi ông anh ông em, làm cho Khổng Đoan là Hương Vệ Minh không khỏi kinh ngạc. Không ngờ Diệp Phàm với phó chủ nhiệm văn phòng trung ương này lại có quan hệ thân mật như vậy. Chẳng trách vừa nghe nói đến chuyện này đã có thể mời được người đến rồi. Tuy nói rằng Hướng Vệ Minh ở thành phố cũng mười mấy năm rồi, nhưng làm sao có cơ hội nhìn thấy những lãnh đạo cấp cao như Trương Vệ Thanh thế này. Luyện Bình Sơn kiêu ngạo như vậy mà cũng phải nể mặt Trương Vệ Thanh, dù sao, vị trí của Trương Vệ Thanh cũng rất đặc biệt. Anh Trương quá khiêm nhường rồi, gần đây mọi chuyện vẫn tốt chứ. Diệp Phàm thuận miệng tán gẫu. Cũng tạm tạm, nhiều việc vặt vãnh lắm. Trương Vệ Thanh cười nhìn Diệp Phàm rồi liếc nhìn Hướng Vệ Minh và Khổng Đoan. Diệp Phàm lập tức giới thiệu, tuy nhiên, nếu như Trương Vệ Thanh bắt tay họ thì như là cộng sự rồi, nên chỉ đưa tay ra chạm một cái thôi. Nhưng Diệp Phàm vẫn có thể nhìn thấy. Đôi chân Hướng Vệ Minh đang không ngừng run sợ, có lẽ anh ta quá kích động rồi. Dù sao, Hướng Vệ Minh cũng không ít lần đến văn phòng thành phố rồi. Nhưng chưa từng nhìn thấy cán bộ nào, chỉ vài lần nhìn thoáng qua vụ trưởng Trường thôi. Đương nhiên, chuyện này cũng phải xem bản lĩnh và năng lực tới đâu. Hôm nay không ngờ là có thể được bắt tay với cán bộ cấp cao như Trương Vệ Thanh, đương nhiên Hướng Vệ Thanh không khỏi kích động. Tôi tới hơi trễ, chủ nhiệm Trương, thật ngại quá. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một giọng nam.
Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn lại, thấy người này mặc nguyên một cây đen, quần cũng đen và cả giày da cũng đen. Khuôn mặt hơi gầy cao, tuy nhiên nụ cười thì Diệp Phàm chắc chắn rằng đó tuyệt đối không phải là một nụ cười giả tạo. Người đó có tư thế đứng rất trang trọng, thường thì muốn giao tiếp với những đồng chí như thế này thực sự là rất khó. Bởi vì nghĩ đến bọn họ là nghĩ đến Tử, người này chắc chắn là người mới nhậm chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông Luyện Bình Sơn rồi. Không muộn, vẫn chưa tới năm rưỡi mà. Trương Vệ Thanh tươi cười bắt tay Luyện Bình Sơn, quay người lại giới thiệu. Thứ trưởng Luyện, người này chính là Diệp Phàm, tuổi trẻ tài cao, hiện tại là trợ lý chủ tịch tỉnh Tấn Lĩnh kiêm bí thư thành ủy Đồng Lĩnh. Hơn nữa còn phụ trách cả khu Phong Châu, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Trong lời giới thiệu của Trương Vệ Thanh tràn đầy sự ngưỡng mộ Diệp Phàm. Xin chào Thứ trưởng Luyện. Diệp Phàm đưa tay ra, tuy nhiên, Luyện Bình Sơn chỉ buông một câu khách sáo. Không tồi. Đương nhiên, Hướng Vệ Minh và Khổng Đoan lại kích động một hồi. Năng lực của trợ lý Diệp lớn như vậy, Khổng Đoan muốn gặp cán bộ như là vụ trưởng thôi đã khó rồi. Diệp Phàm vừa mới tới thành phố mà không ngờ chỉ một cuộc điện thoại đã có thể mời được hai nhân vật quan trọng tới rồi. Khổng Đoan không thể không nhìn lại con người này lại một lần, hắn quả thật là tuổi trẻ tài cao mà. Trong lúc đó, tâm tư của Khổng Đoan có một chút biến đổi nhỏ, cảm thấy người này quả thực không phải là đối thủ của mình. Khổng Đoan có ý nghĩ rằng không chừng người này có sự giúp đỡ từ phía sau nên mới có nhiều chuyện tốt đến như vậy. Mình làm sao vậy chứ? Đây không phải là hai cán bộ cao cấp sao, mình. Khổng Đoan đang nghĩ, thì hai bên đã đi vào phòng rồi. Lúc đầu thì Trương Vệ Thanh và Luyện Bình Sơn uống trà và nói tào lao vài chuyện về cuộc sống khó khăn khi xưa. Không lâu sau, rượu và thức ăn được mang lên. Chương 2604, mọc ra một con hắc mã. Đồ ăn điểm tâm được mang lên trước, Trương Vệ Minh liếc nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Thứ trưởng Luyện. Trước kia trợ lý Diệp đã từng làm ở thành phố. Lúc đó tôi và cậu ấy là còn là anh em tốt của nhau. Ồ, tôi không biết là còn có chuyện này. Vậy hai người đồng sự gặp nhau hãy uống cạn ba chén đi. Không biết là Luyện Bình Sơn không biết thật hay là giả vờ không biết. Đương nhiên rồi. Diệp Phàm cười đứng dậy, nói. Anh Trương, tôi mời anh ba chén. Trước đây làm việc ở thành phố luôn được ông anh chiếu cố. Cho nên công việc của tôi ở văn phòng trung ương gặp khá nhiều thuận lợi và vui vẻ. Đâu có, lúc đó chúng ta là đồng sự, cùng nỗ lực vì công việc thôi. Không thể nói là kính được, chúng ta cùng kính nhau mới đúng. Trương Vệ Thanh cũng cười sảng khoái rồi đứng lên uống với Diệp Phàm liền ba chén rượu. Chuyện này, Diệp Phàm hiểu được là anh Trương đang muốn giữ cho tốt vị trí của mình, nên trước mặt Luyện Bình Sơn cũng phải thể hiện cho tốt một chút. Diệp lão đệ. Lúc trước có nghe nói cậu phụ trách dự án cao tốc ở Đồng Lĩnh. Thật tốt quá, giờ Thứ trưởng Luyện đã đến Bộ Giao thông rồi. Cậu nên mời anh ấy ba chén chứ? Trương Vệ Thanh cười nói. Đúng quá rồi. Thứ trưởng Luyện, Diệp Phàm tôi kính anh ba chén. Việc thu hút đầu tư cho dự án cao tốc Đồng Lĩnh cũng gặp chút phiền toái ở phía Bộ Giao thông. Diệp Phàm cười, Khổng Đoan nhanh chóng đứng dậy như một người tiếp rượu nam trẻ tuổi, rót rượu cho Luyện Bình Sơn và Diệp Phàm. Không cần đến ba chén đâu, người đã có tuổi rồi, không nên uống nhiều. Hơn nữa, gần đây dạ dày không được tốt, uống nhiều sẽ bị tiêu chảy, cứ vậy đi, tôi nhận thành ý của anh xem như được rồi. Luyện Bình Sơn mỉm cười nói. Chuyện này, cũng không nể mặt lắm, tuy nhiên, Luyện Bình Sơn nói như vậy thì muốn người ta không được uống rượu rồi. Diệp Phàm cũng liền cười nói. Vậy đi, vậy thì Thứ trưởng Luyện hãy nhận của tôi ba chén. Không ổn. Không ngờ Luyện Bình Sơn ngay lập tức khoát tay nói. Anh uống ba chén mà tôi lại không uống thì thật là không thỏa đáng. Vậy thì mỗi người hãy uống một chút xem như nhận thành ý của nhau là được rồi. Nếu Thứ trưởng Luyện đã nói như vậy, thì xin nghe lời ông. Lúc này, Trương Vệ Thanh thản nhiên cười nói, có lẽ trong lòng đã có chút khó chịu rồi. Luyện Bình Sơn này không phải là không nể mặt Diệp Phàm, mà là đang cố để không nể mặt Trương Vệ Thanh. Hai bên ý tứ một chút. Diệp Phàm cũng không uống cạn. Chủ nhiệm Trương, thật ngại quá, gần đây quả là dạ dày tôi không được tốt. Tuy nhiên, dù thế nào cũng phải uống với chủ nhiệm Trương một chén chứ, đúng không? Luyện Bình Sơn cầm cái chén cười nói. Chuyện này rõ ràng là không nể mặt Trương Vệ Thanh, đối đãi với mọi người có chút phân biệt rồi. Rõ ràng là đã lạnh nhạt với Diệp Phàm. Ha ha, nếu như dạ dày không tốt thì cũng không cần phải uống một ly.
Thôi thì cứ nhận thành ý là được rồi, phải không thứ trưởng Luyện? Nếu uống như vậy sẽ có hại cho dạ dày đó. Anh xem tôi, rượu này uống vào cũng có hại cho dạ dày lắm. Trương Vệ Thanh tủm tỉm cười nói, lời này tuy là rất cẩn thận, nhưng ai cũng có thể hiểu được. Lời nói đều có ý cả. Anh đã không thể cùng Diệp Phàm uống thì cũng không nhất thiết phải uống với tôi. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Vậy được, cảm ơn sự thông cảm của Trương chủ nhiệm. Luyện Bình Sơn cũng cười ha hả, tự nhiên, trong lòng Luyện Bình Sơn cũng có chút không thoải mái. Chỉ có điều sắc mặt không hề thay đổi mà vẫn cười ha ha. Tất cả đều rất nham hiểm. Thứ trưởng Luyện, tôi là Khổng Đoan đến từ Đồng Lĩnh. Lần này tới đây cũng là để tranh cử đầu tư vào dự án cao tốc Đồng Lĩnh. Tuy nhiên, nghe nói bộ đang xem xét việc này. Bộ này tôi cũng đến mấy lần, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa làm xong chuyện này. Tôi uống cạn ba chén, xem như tỏ thành ý với thứ trưởng Luyện một chút. Khổng Đoan nói thẳng, nhưng trông Diệp Phàm có vẻ không hài lòng. Đành phải kiên trì đến cùng. Ha ha, bỏ qua đi. Hiểu được thành ý của nhau là tốt rồi. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng, chuyện này anh làm cũng không dễ dàng gì. Trong chúng ta, tác phong cơ quan của một số đồng chí còn có vấn đề. Bình thường làm ở trong bộ nên không biết tình hình ở dưới như thế nào, nên làm việc thường kéo dài ra. Tuy nhiên, bộ thì vẫn cứ là bộ, không phải chỉ quản việc của một tỉnh, mà là cả nước. Cả nước lớn như vậy, biết bao nhiêu là việc chứ? Nếu như lúc nào cũng muốn các đồng chí trong bộ đi hiểu tất cả, thì làm sao có thể được? Cho nên, nhiều dự án cứ phải làm theo trình tự. Không có quy củ thì không thành việc. Cứ như vậy, có quy củ thì tự nhiên công việc cũng bị kéo dài thêm một tí. Hy vọng các đồng chí ở dưới cũng hiểu cho khó khăn của chúng tôi mà kiên nhẫn chờ đợi. Những lời này của Luyện Bình Sơn thật quá khách sáo, tuy nhiên, trong tất cả những lời lẽ khách sáo đó đều là nói nhảm. Tất cả đều là từ chối, căn bản là không thể hiện bất cứ quan điểm nào của mình đối với dự án cao tốc Đồng Lĩnh. Chủ tịch thành phố Khổng, không phải là nghe nói cao tốc Đồng Lĩnh bên phía Bộ Giao thông đã nghiên cứu rất nhiều rồi sao? Diệp Phàm cố ý hỏi Khổng Đoan. Cũng kha khá rồi, gần đây có nghe phong thanh như vậy. Nói là dự án Đồng Lĩnh của chúng ta đã được chuyển qua Bộ Giao thông xử lý rồi. Việc này, chúng ta đương nhiên sẽ nóng vội. May quá giờ thứ trưởng Luyện lại ở đây. Khổng Đoan cũng phối hợp nói. Vừa nghe Khổng Đoan nói, ba người Diệp Phàm đều quay lại nhìn Luyện Bình Sơn. Ha ha, việc này, đợi khi nào rảnh rỗi tôi sẽ tìm hiểu. Đương nhiên, khi nãy tôi cũng nói rồi. Trong bộ rất có quy củ. Một dự án lớn như cao tốc không thể giải quyết chỉ trong có vài ngày được. Chắc phải vài tháng thậm chí là vài năm mới có thể phê duyệt được, dù sao, vấn đề liên quan đến cao tốc Đồng Lĩnh cũng rất nhiều. Phải xét đến tất cả các mặt, ví dụ như thu hồi đất, đường đi qua những nơi nào. Phản ứng của người dân, hơn nữa còn phải xem con đường này đi qua thì có tác dụng gì với người dân hay không, tất cả những chuyện đó đều phải từ từ suy xét mới được. Nếu như chỉ phê duyệt qua loa rồi quyết định, thì coi như là không có ý thức trách nhiệm với công trình này rồi. Dự án cao tốc này không phải trò đùa, đầu tư vào đây cũng đến cả mấy trăm triệu. Các đồng chí cần thận trọng. Như vậy đi, các vị cứ về. Khi nào có thời gian tôi sẽ tìm hiểu cụ thể chuyện này hơn. Luyện Bình Sơn lại bày trò rồi, dù sao vừa nghe qua thôi cũng biết là đang viện cớ để từ chối rồi. Thứ trưởng Luyện, Đồng Lĩnh là thành phố lớn thứ ba Tấn Lĩnh. Một công trình lớn như vậy thì khi quy hoạch chắc chắn phải suy xét rất nhiều rồi chứ. Nói cách khác, cao tốc này xây lên để làm gì? Đến thành phố lớn như vậy cũng không được thì sao gọi là công trình hạnh phúc được? Huống chi, tập đoàn cao tốc Đồng Lĩnh Thần Lộ đã đồng ý tăng thêm đầu tư rồi, cũng không cần bộ phải bỏ ra nhiều tiền. Nếu như có bỏ ra thì cán bộ thành ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chúng tôi cũng ủng hộ mạnh mẽ. Cả tỉnh ủy Tấn Lĩnh và ủy ban nhân dân tỉnh đều đồng ý, chỉ cần trên bộ phê duyệt nữa là được. Vẫn hy vọng bộ có thể nhanh chóng phê duyệt cho chúng tôi. Hơn nữa, còn có một chuyện quan trọng nữa, Đồng Lĩnh chúng tôi vừa giành được đầu tư của tập đoàn Viễn Đông. Diệp Phàm nói cụ thể từng chuyện một. Ha ha ha, đồng chí Diệp Phàm, đừng nóng vội, tôi đã nói rồi, khi nào có thời gian tôi xem tìm hiểu vấn đề này. Các vị phải nhẫn nại mới được. Luyện Bình Sơn lại khách sáo. Diệp Phàm muốn nói thêm, tuy nhiên, Trương Vệ Thanh liếc nhìn Diệp Phàm một cái và khẽ lắc đầu, sau đó, hai bên không bàn thêm chuyện này nữa. Tuy nhiên, khi phục vụ vừa bưng thức ăn lên thì bên ngoài chợt có một cái đầu thò vào, vẻ mặt tươi cười tự nhiên nói. Xin chào trợ lý Diệp,
thế nào, đến thành phố mà tôi vẫn chưa được gặp. Là chủ tịch thành phố Ngô sao, thật ngại quá, thật ngại quá. Tôi bận quá, vừa mới xuống máy bay đã tới đây luôn. Vốn định qua chỗ anh ăn bữa cơm, nhưng hôm nay vừa hay lại gặp anh Trương nên mới không gọi cho anh nữa, lần sau tới nhất định sẽ mời anh một bữa. Diệp Phàm cười cười đi tới, Ngô Chính Phong nhanh chóng nắm lấy tay Diệp Phàm. Còn Khổng Đoan thì không biết người này là ai nên vẫn ngồi im. Tuy nhiên, Hướng Vệ Minh ngồi bên cạnh thì hai chân lại bắt đầu run rẩy rồi. Quả nhiên chân Khổng Đoan bị anh ta đụng một cái, có chút kinh ngạc liền nhìn anh ta một cái. Lập tức anh ta đỏ mặt, nói thầm vào tai của Khổng Đoan. Người này là Ngô Chính Phong, vừa mới được cất nhắc lên làm phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh kiêm cục trưởng công an. Xem ra anh ta cũng khá thân thiết với trợ lý Diệp, không ngờ Diệp Phàm lại quen biết nhiều nhân vật có tiếng như vậy, thật không đơn giản, thật sự là không hề đơn giản. Đúng là không đơn giản, hay là lúc trước hắn ở thành phố làm việc cùng nhiều người nên quen biết cũng nhiều. Khổng Đoan thản nhiên nói, Hướng Vệ Minh cũng thấy trong lời nói này có chút khinh thường. Hướng Vệ Minh kinh ngạc, thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này, trong lúc vô ý đã đưa Diệp Phàm lên tận trời xanh mà không hề để ý đến cảm nhận của Chủ tịch Khổng. Không chừng mình sẽ gặp phải xui xẻo gì đó. Chủ tịch Khổng, tôi không có ý gì đâu. Hướng Vệ Minh nhanh chóng giải thích. Anh biết tôi có ý gì sao, đúng là ăn nói lung tung. Khổng Đoan hừ lạnh một tiếng, Hướng Vệ Minh không dám nói nữa, chỉ sợ bị Trương Vệ Thanh phát hiện. Anh Trương, nếu như là anh của Diệp Phàm thì cũng là anh của Chính Phong tôi rồi. Ngô Chính Phong vừa nghe lập tức vui mừng nhướng mày, trong lòng vui như cờ mở. Diệp Phàm có thể gọi nhân vật kia là anh, không biết là quan hệ thế nào. Kỳ thật, Ngô Chính Phong quên đi vị trí của mình, tốt xấu gì thì cũng là phó chủ tịch cấp thành phố. Tại Bắc Kinh thì cũng được coi như một nhân vật có tiếng rồi. Chẳng qua là vị trí này cũng do Diệp Phàm đẩy lên, tự nhiên trong lòng có chút gì đó tôn sùng hắn. Diệp Phàm đương nhiên để cho anh ta tự giới thiệu một chút, Ngô Chính Phong đương nhiên rất quen rồi. Lại nói về Luyện Bình Sơn, Diệp Phàm có chút thản nhiên giới thiệu một chút. Ngô Chính Phong đương nhiên là một người đại giảo hoạt rồi. Theo như lời giới thiệu của Diệp Phàm thì có thể cảm nhận được người này cũng không được chào đón lắm. Cân nhắc một lát, có vẻ như mọi người đang nghiên cứu chuyện gì đó, và có vẻ như đồng chí Luyện Bình Sơn kia không đồng ý. Cho nên, Ngô Chính Phong cũng ôn hòa với ông ta. Chương 2605, buổi tối tới thăm nhà họ Phượng. Hơn thế nữa là muốn đi gọi điện cho Trương Vệ Thanh, còn như Luyện Bình Sơn thì người nhà ông Ngô không có hứng thú. Thậm chí Diệp Phàm cũng có thể cảm nhận thấy Luyện Bình Sơn có chút dao động. Đoán chừng là Ngô Chính Phong vừa ló đầu đã khiến cho Luyện Bình Sơn liên tưởng đến một cái gì đó. Dù sao thì vị trí của Ngô Chính Phong ở thủ đô này cũng là một vị trí quan trọng. Năm nay nhà ai mà bảo không có chuyện gì thì đến lúc rơi vào tay ai đó mới thật là phiền phức. Đương nhiên, ăn được bát cơm cũng phải vội vàng. Trương Vệ Thanh có xe, lúc ra đi Diệp Phàm ngồi xe của Trương Vệ Thanh. Sao không, rõ ràng là không giải quyết thôi. Diệp Phàm tôi trước mặt anh ta không có gì phải phân vân, nhưng anh Trương thì sao? Đây, cũng quá tội, cái gì đây? Vừa mới ổn định ngồi lên xe, Diệp Phàm đã tức giận mắng một câu. Đừng nóng, cậu ta không có thể diện cũng bình thường thôi. Người ta là bộ trưởng rồi, chúng ta làm việc vặt vãnh này chỉ có thể bắt cầu trung gian thôi. Thế nhưng, trong chuyện này xem chừng Luyện Sơn Bình rất kiên quyết. Tôi thấy trong chuyện này tới 80% là các anh đang đùa rồi. Sau khi anh quay trở lại phải chuẩn bị để trong bất cứ tình huống nào mà không có con đường này cũng có thể thuyết phục được các cán bộ lãnh đạo của tập đoàn Viễn Đông tiếp tục dự án nhiệt điện mới được. Nói đi nói lại cho tốn hơi, không nói cũng mất thời gian của anh. Dự án nhiệt điện của các anh không chờ được sao? Việc này, anh Trương không làm được, thấy ngại. Nếu không, anh tới Kiều Gia một chuyến xem sao? Trương Vệ Thanh bình thản nói. Xem ra quan hệ với các đồng chí ở văn phòng Trung ương cũng không tồi. Bên đó tôi không đi. Diệp Phàm lắc đầu, nhìn Trương Vệ Thanh một cái rồi nói. Tôi nghĩ rồi, tôi không nói nổi Luyện Sơn Bình. Chẳng có quan hệ gì cả, dựa vào đâu mà anh ta muốn gác lại chuyện cao tốc đồng lãnh. Lại không muốn chi một đồng nào, chỉ phê duyệt một chút. Đây rõ ràng là muốn làm khó tôi. Nếu người ta không nể tình như vậy, tôi nghĩ là không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Người anh em, cậu lại thế rồi, hà tất phải lôi chuyện riêng tư vào. Có nhiều chuyện không phải đều thuận theo ý mình, đúng không? Cậu cũng không thể nói là cả đời này tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết công bằng và xử lý ổn thỏa.
có rất nhiều chuyện làm không nổi. Điều này cũng cần phải nhìn vào năng lực của bản thân chúng ta xem. Có điều nếu không kịp thời thì sẽ phải từ bỏ những quyết định hoặc là thay đổi tư tưởng khác. Thực tại thì không nghĩ ra cách giải quyết tức là đã từ bỏ quyết định. Không cần phải so đo với người khác một cách thái quá. Hơn nữa, Luyện Bình Sơn có thể từ vị trí phó chủ tịch đã leo lên đảm nhiệm vị trí số 2 trong Bộ Giao thông Vận tải. Quan hệ của người này cũng khá là sâu rộng. Lúc này anh với cậu ta như trứng chọi đá, về căn bản thì anh vẫn chưa đạt tới được cấp bậc đó như cậu ta. Kiều gia tuy nói là sẽ giúp đỡ cậu, nhưng không thể lúc nào cũng giúp đỡ được. Hơn nữa ông anh muốn nói với cậu những câu nói thật lòng. Trước đây cậu với tôi cũng đã nói rồi, dường như là đôi lúc Kiều gia không quan tâm tới cậu. Mà cậu thì cũng lại không hay cầu cạnh Kiều gia. Tôi biết người anh em có sức mạnh kiên cường, đã vậy rồi thì theo tôi chuyện này cứ tính như vậy đi. Trương Vệ Thanh vội khuyên bảo, hiểu được tính cách của Diệp Phàm. Nếu anh Trương đã nói vậy thì cứ vậy đi. Em sẽ sớm tập hợp mọi người ở đồng lĩnh trực tiếp thương lược, như vậy là mọi chuyện sẽ có chút thay đổi. Nói cách khác thì việc này không thể chần chừ được. Diệp Phàm xuống xe và nói. Ôi! Trương Vệ Thanh nhìn ra phía xa từ cửa sổ xe của Diệp Phàm, cau mày thở dài, nghĩ ngợi một lúc rồi gọi điện thoại cho Thiết Chiêm Hùng, nói. Thứ trưởng Thiết Hạ, tâm tình của Diệp Phàm xem ra không tốt như vậy. Anh gọi điện nói chuyện với cậu ta đi, đôi cánh của cậu ta còn quá yếu mềm. Có nhiều việc rắc rối không thể làm được, muốn làm được thì phải đợi khi nào đôi cánh của cậu ấy cứng cáp, khỏe mạnh, lúc ấy ra tay mới có hiệu quả đúng không? Tôi e là cậu ấy có tự mình làm thì cũng vẫn chưa thành thục, như vậy sẽ làm tổn thương chính bản thân đó. Ồ, chủ nhiệm Trương mau nói xem mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Thiết Chiêm Hùng vội hỏi, thế là Trương Vệ Thanh lại nói lại mọi chuyện một lần nữa. Không lâu sau, Diệp Phàm nhận được điện thoại của Thiết Chiêm Hùng. Đương nhiên là ông Thiết cũng khuyên Diệp Phàm ngừng lại như suy nghĩ của Trương Vệ Thanh. Không được, chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Tôi muốn điều tra xem vì sao Luyện Bình Sơn lại đâm cây kim vào đồng lĩnh chúng tôi. Diệp Phàm bực tức nói. Không chừng người ta chỉ là giải quyết việc chung thôi, lẽ nào cậu muốn đưa ra yêu cầu cấp trên không được làm khó dễ cậu. Cái đó cũng không nhất định, đó là anh đang đứng trên góc độ của đồng lĩnh thì có thể là bộ phận quản lý cũng có cái khó của bộ phận quản lý. Nhưng bộ trưởng Luyện lại đứng trên góc độ cao hơn là cả nước. Điểm xuất phát của các anh không giống nhau, phạm vi không giống thì cái nhìn cũng không giống. Anh phải thông cảm một chút, huống hồ trước đó đã gặp được Tề Thiên. Anh ấy cũng nói với tôi rồi, điều đáng quan tâm gần đây của cậu là phía bên Phong Châu mới phải. Người anh em, nếu như cậu cả ngày đều vướng mắc trong chuyện này thì thật là lãng phí thời gian rồi. Nếu như mọi chuyện bên Phong Châu mà hỏng thì thật không thỏa đáng với cậu. Dù sao thì đồng lĩnh vẫn là do đồng chí La Khảm Thành đang chỉ đạo. Cậu phải thuận theo ý của anh ấy mới phải. Nói cách khác, cho dù cậu có giải quyết được chuyện ở đồng lĩnh bên này nhưng sự nghiệp phía bên Phong Châu lại hỏng, thì dù cậu có làm tốt tới đâu cũng là công toi. Trái lại không nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Chúng ta làm việc phải biết chọn thời điểm mấu chốt mà làm mới được, những chuyện mà lãng phí sức lực thì nên làm ít đi một chút. Tôi biết người anh em là người toàn tâm toàn ý vì nhân dân. Nhưng phải trên cơ sở không làm tổn thương bản thân mình thì mới có thể làm mọi chuyện chứ đúng không? Bằng không, đến cuối cùng lại làm cho mình trở thành mặt xám mày cho, như vậy làm sao có thể vì dân mà lo liệu được, đúng không? Có đôi khi cần phải biến báo kỳ thực cũng là một thái độ mà cuộc sống này cần phải thỏa hiệp. Là người ai lại chưa từng thỏa hiệp không có nghĩa là nhận thua đúng không? Mà là có một thái độ khác cùng với một phương thức sinh tồn khác. Thiết Chiêm Hùng tận tình khuyên bảo. Anh Thiết yên tâm, bên Phong Châu E sẽ hết sức chú tâm. Mấy bữa nữa tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân sẽ tới đây rồi. Thế nhưng dự án cao tốc chẳng phải là vấn đề tranh cãi sao? Một khi dự án cao tốc đóng tại đồng lĩnh thì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho mấy triệu dân đồng lĩnh. Mà đường cao tốc cũng kéo theo sự phát triển nền kinh tế đồng lĩnh. Cơ hội này rất khó có được, bởi vì phía bên đầu tư, bị vướng mắc chuyện xét duyệt trên bộ giao thông. Tôi nói rồi, hễ là chuyện có lợi cho dân chúng tôi nhất định sẽ làm. Ai muốn ngăn cản tôi? Nếu như Luyện Bình Sơn không nể tình như vậy thì tôi phải làm đến cùng. Anh Thiết cũng không cần phải khuyên tôi, việc này tôi đã quyết. Không thì anh hãy giúp tôi nghe ngóng chuyện của anh ta đi. Tôi không tin anh ta có thể dùng tay che trời được. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vậy được rồi, tôi đi tìm hiểu chuyện của anh ta. Khi có tin tức sẽ lập tức gọi điện cho cậu. Ôi!
người anh em, tôi không nói nữa. Nếu cậu đã quyết định thì chúng ta cùng đấu lại Luyện Bình Sơn. Lão già này cũng quá là kiêu ngạo, rõ ràng là muốn làm khó dễ các cậu. Tôi cũng cảm thấy có người đang đùa giỡn cậu, nếu thực có người như vậy thì không thể nương tay được. Có người muốn mở võ đài ra cho chúng ta không thể không lên võ đài được. Sống trên đời gặp người này phải đấu một cách ngay thẳng. Ha ha ha, Thiết Chiêm Hùng về sau lại nói rất hăng hái, cười rất khí phách. Bởi nếu Diệp Phàm đã quyết định, Thiết Chiêm Hùng là một trong những người anh em của hắn, đương nhiên cũng phải ra sức giúp đỡ rồi. Điều này gọi là gì nhỉ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn muốn đi tới Phượng Gia một chuyến. Hơn nữa cũng đã lâu không tới rồi, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, bây giờ tới thăm hỏi cũng không quá muộn, thế nên hắn đã xách hai bình rượu đi thẳng tới nhà họ Phượng. Bởi ông Phượng giữ chức vụ hết sức quan trọng trong bộ máy nhà nước, lại từng là một trong những ông trùm lớn. Tuy là hiện đã về hưu, nhưng lại sinh hoạt nhàn nhã tại khu biệt thự phía tây nước Cộng Hòa. Nơi này canh giữ rất nghiêm ngặt, tuy là vào được đó khá là khó khăn nhưng Diệp Phàm tự khắc có cách. Hắn đương nhiên là gọi điện cho Phượng Khuynh Thành rồi, không ngờ là cô nàng này vừa nghe điện đã nhanh miệng nói. May quá, anh mau tới đây đi. Xảy ra chuyện gì rồi phải không? Diệp Phàm giật mình hỏi. Vừa rồi ông nội đi leo núi bị tảng đá rơi vào, anh biết đấy, chân của ông trước đây đã có bệnh, sau khi chữa trị thì đã tốt hơn nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ bị đá rơi vào chân lại bắt đầu đau trở lại, khá là nghiêm trọng. Phượng Khuynh Thành lo lắng nói. Sao còn không đưa đi viện quân y chứ? Diệp Phàm vội hỏi. Ông nội nói là vô dụng, vẫn còn nói rằng chân của ông đã sớm chữa khỏi rồi. Mọi người trong nhà đều khuyên, tính tình ông đúng là bướng bỉnh, không chịu đi bệnh viện. Anh nói xem có cách gì không? Phượng Khuynh Thành nói. Vừa mới đến cổng chính, đang chuẩn bị nói với cảnh sát vũ trang gác cổng thì nhìn thấy anh trai của Phượng Khuynh Thành là Phượng Cương, thì ra là tiểu đoàn trưởng ở chiến doanh quân khu đặc biệt. Sau khi làm thủ tục chào hỏi với người cảnh vệ, anh ta trực tiếp tiếp đón Diệp Phàm vào trong. Người này trước kia khá là kiêu ngạo, hơn nữa lại có lòng thù địch với Diệp Phàm. Hiện tại chắc cũng là do bệnh tình của ông nội mà thay đổi thái độ với Diệp Phàm. Đi vào khu biệt thự Tây Viên, phát hiện ra cha của Phượng Khuynh Thành, ông Phượng Húc Quốc đang đứng ở con đường giải đá trước lối đi vào biệt thự, vẻ mặt trang trọng. Vừa thấy vậy, Diệp Phàm đương nhiên không dám kiêu ngạo. Đúng lúc định mở miệng chào thì không ngờ Phượng Húc Quốc lại đưa tay ra chào hỏi trước. Trợ lý Diệp đúng là ngày càng có phong thái rồi. Ha ha, điều này đâu thể sánh bằng bộ trưởng Phượng được. Vị trí bây giờ của bộ trưởng Phượng cao như vậy, Diệp Phàm tôi sao có thể bằng được. Diệp Phàm cười nói, trong lòng tự nhủ nếu không phải ông Phượng bị bệnh thì cậu quý tử của Thứ trưởng Bộ Tài chính như ông đây mà ở nhà chăm sóc bố mới là lạ. Trợ lý Diệp quá khiêm tốn rồi, ở tuổi này của anh. Số người có thể ngồi vào vị trí trợ lý chủ tịch tỉnh, TQ đâu có mấy người. Tôi thấy không có nhiều người đâu, cho dù có là nhà quyền quý, có anh em họ hàng làm trong ngành, cũng không thể có được vị trí này một cách nhanh chóng như vậy. Bộ trưởng Phượng cười nói, hai người bước vào đại sảnh. Thấy ông Phượng nằm nghiêng trên một cái ghế được thiết kế đặc biệt có thể đong đưa được, còn người ngồi bên sofa kia là Phượng Triều Phong, người đang cầm lái con thuyền Phượng ra. Diệp Phàm cũng rất ít tiếp xúc với Phượng Triều Phong. Mấy năm về trước, năm đó khi mà huyện Ma Xuyên thực hiện xây dựng đường quốc lộ Thiên Sa, Phượng Triều Phong vẫn còn giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh An Đông. Mà biên giới các huyện của tỉnh An Đông tiếp giáp với Ma Xuyên, vì vậy do chuyện con đường quốc lộ mà liên kết với ông ta. Mặc dù như thế, hai người cũng chỉ gặp mặt nhau hai lần giải quyết việc chung, về căn bản là không có quan hệ gì. Chương 2606, tôi là thầy thuốc. Thấy Diệp Phàm đi vào Phượng Triều Phong không đứng lên. Chỉ có gật đầu coi như chào hỏi. Tới rồi hả? Ông Phượng mở mắt ra, liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Chào ông Phượng, tôi là Diệp Phàm. Diệp Phàm cung kính chào hỏi, hắn có vẻ khá tôn trọng ông Phượng. Dù sao, trước kia ông Phượng cũng đã giúp hắn nhiều. Mà từ huyện Ngư Dương đến huyện Ma Xuyên là một bước ngoặt lớn trong đời của Diệp Phàm. Năm đó ở đập nước Thiên Thủy đã vô tình khiến ông Phượng để ý tới lúc hắn đang rảnh rỗi ngồi tán gẫu. Do vậy mà khi nhìn thấy Diệp Phàm ông đã gật đầu chào. Lúc đó vị trí bí thư của Đức Bình là Trương Thế Thành là do ông Phượng gật đầu đồng ý. Bởi vậy Diệp Phàm mới có cơ hội được thăng chức từ vị trí phó chủ tịch huyện lên chức chủ tịch huyện Ma Xuyên. Tuy nói rằng huyện Ma Xuyên lúc đó có hai vị đảm nhiệm chức vụ chủ tịch huyện, một đã chết,
một bị bệnh thần kinh đã được chuyển tới phần mộ của chủ tịch huyện, nhưng mà đối với Diệp Phàm mà nói lại là mảnh đất khởi nghiệp chân chính của cậu ấy. Vậy nên ông Phượng xem Diệp Phàm như người dẫn đường rồi. Được rồi, đã nhiều năm rồi nhỉ, cậu cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ, các cậu đều đã trưởng thành hơn rất nhiều còn tôi lại già đi rồi. Bây giờ không hay rồi, đi leo núi lần này lại làm thành ra thế này. Thật là càng già càng vô dụng, tuổi trẻ thật là tốt. Ông Phượng cười cười. Ông Phượng không thể nói vậy được, người đụng phải hòn đá xưng thịt lên, nào có thể chịu được. Tôi thấy ông Phượng vẫn chưa già mà tinh thần thì vẫn còn nhanh nhẹn. Nói cách khác sao có thể so sánh với hòn đá được chứ? Diệp Phàm nói thổi phồng lên. Ha ha, tiểu tử nhà cậu giờ cũng đã học được cách nịnh hót rồi hả? Đúng là cái chân của lão già ta vẫn muốn so tài cùng hòn đá. Đó chẳng phải là muốn lão già ta sớm đến núi Bát Bảo trình diện sao? Ông Phượng cười sang sảng, khiến Diệp Phàm nhớ lại cái bóng dáng của ông Phượng năm đó ở đập Thiên Thủy. Ông Phượng cũng không phải là ngựa. Diệp Phàm nói đùa. Hừ, cậu dám nói ông nội tôi là ngựa sao? Vậy ta đây không phải là ngựa con sao? Phượng Khuynh Thành bất mãn nói, anh ta còn trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Được rồi Khuynh Thành, để cho Diệp Phàm nói chuyện với ông nội đi. Phượng Triều khoát tay áo. Diệp Phàm cũng tiến đến gần bên ông Phượng kiểm tra một cách chuyên tâm rồi đứng lên, phát hiện rằng từ đùi bên phải nhìn lên trên cũng không có vết thương gì rõ ràng, ví như sung huyết, tím bầm hay vết thương ngoài da. Thưa ông Phượng, những vết thương ngoài này nhìn qua có vẻ không có gì, có khi nào là bị thương trong kinh mạch và nội bên trong cơ thể? Diệp Phàm nói. Không thể nào không có, trợ lý Diệp hãy xem kỹ lại xem. Hòn đá to như vậy lăn phải chân lẽ nào bên ngoài lại không sao? Đáng tiếc là người già thì lại không chịu đi tới bệnh viện. Trợ lý Diệp xem, có điều là lẽ nào trước kia trợ lý Diệp sau khi tốt nghiệp ngành y khoa rồi chuyển sang công tác chính phủ sao? Lúc này, một người trung niên đứng bên cạnh ông Phượng, đó chính là thầy thuốc của ông Phượng, tên là Trương Hữu Thành. Kỳ thật anh ta chính là chuyên gia của Cục Y tế Trung ương. Lúc Trương Hữu Thành nói những lời này thì khẩu khí có vẻ hơi sung, Diệp Phàm hiểu. Chân của ông Phượng bị thương như vậy, căn bản là do Trương Hữu Thành không biết xem bệnh. Hắn thấy Phượng gia đối xử với Diệp Phàm khách khí như vậy, cảm thấy như có người đang muốn cướp bát cơm của mình nên tự nhiên thấy không thoải mái. Y học lớn sao, không hề có. Tôi vốn học quản lý kinh tế, tốt nghiệp Đại học Hải Giang. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Hữu Thành một cái, khẽ lắc đầu. Không phải tốt nghiệp trường y khoa lớn, cậu không thể tùy tiện xem bệnh cho ông Phượng được. Trương Hữu Thành vòng người qua ông Phượng, nói. Thủ trưởng, tôi nghĩ ông nên lập tức đi đến bệnh viện quân y kiểm tra toàn diện một lượt. Cái chân này trước đó đã từng có bệnh, sau này tuy nói là khỏi rồi nhưng sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đến lúc đó e là sẽ phiền toái hơn đấy. Hơn nữa, đồng chí trợ lý Diệp này lại không thể xem chân cho ông. Nếu có chứng nhận thầy lang thì cũng cần thông qua sự phê duyệt của Cục Y tế dưới sự giám sát chỉ đạo của các chuyên gia mới được. Bằng không trách nhiệm này, tiểu Trương tôi không dám nhận. Không vấn đề gì, việc này tôi quyết định rồi, anh không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Hơn nữa, đỉnh núi còn hướng về thủ đô, các cậu đều có thể chứng minh. Tiểu Trương cậu không cần lo lắng điều gì cả. Không thể tưởng được ông Phượng cũng khoát tay áo, liếc mắt nhìn Trương Hữu Thành một cái. Thản nhiên cười nói. Tiểu Trương, cậu có lẽ vẫn không hiểu, cái bệnh ở chân tôi trước đây Diệp Phàm đã chữa khỏi. Vì vậy, tôi chỉ tin Diệp Phàm. Không thể ngờ được ông Phượng lại tôn sùng Diệp Phàm như thế, Trương Hữu Thành còn có thể nói được gì. Anh ta có vẻ ngượng ngùng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói. Không ngờ rằng trợ lý Diệp còn là một người tài ba, thật sự là bất ngờ đó. Vậy thì mời anh Diệp kiểm tra một lượt cho thủ trưởng, nếu không được thì xin sớm nói ra, không nên kéo dài tình trạng bệnh của thủ trưởng. Bằng không trách nhiệm này bất luận là ai cũng không gánh nổi. Trương Hữu Thành lại lấy trách nhiệm để hù dọa Diệp Phàm, Diệp Phàm chỉ hơi bực mình, liếc nhìn Trương Hữu Đông một cái, cười giả tạo. Nếu các anh có thể chữa khỏi bệnh của ông Phượng thì vẫn cần tới thầy lang ta đây sao? Chữa không khỏi thì không cần tới thầy lang ta. Không được ồn ào ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi lúc xem bệnh này, tâm tình cũng có ảnh hưởng lớn. Tâm tình mà không yên thì không chính xác được, đặc biệt là xem bệnh này, người bình thường thì tâm lý đều rất lo lắng. Tôi cũng có chút thiếu tự tin, anh đừng có mà làm loạn thêm nữa. Bằng không chân này có mềm nhũn ra thì tôi cũng không có cách nào xem được bệnh cho ông Phượng đâu.
Diệp Phàm nói lời này ra nhưng thực ra là có ý giáo huấn. Diệp Phàm, cậu nói những lời này là không đúng rồi. Người ta nói nghiệp thuật cũng có chuyên môn, bác sĩ của Cục Y tế cũng không thể nào mà cái gì cũng biết được, đúng không? Người chứ không phải thần tiên mà cứ vẩy cái thứ nước tiên vào là bệnh gì cũng chữa khỏi được. Trợ lý Diệp à, anh đúng là kiểu người này rồi. Cho dù là kiểu người này cũng không thể nói rằng các chuyên gia của Cục Y tế là không giỏi. Họ đều là những người kiệt xuất nhất trong giới y học của nước Cộng Hòa. Đồng chí nào mà đi ra ngoài đều là những nhân vật có khả năng chuyên về một mặt nào đó. Huống hồ tôi chỉ là bác sĩ chuyên chức chăm lo sức khỏe cho ông Phượng đang nhắc nhở cậu. Đây là trách nhiệm của tôi. Trương Hữu Thành có thể là hơi quá. Được rồi, đều là những người trước đây đã từng chữa trị cho tôi, nhưng mà đau đớn đã mấy chục năm rồi. Phải học hỏi nhiều hơn mới phải, chữa trị không tốt thì chớ có dở tư cách ra. Ở đây, tất cả đều lấy thực lực để chỉ trích nhau. Chúng ta chú ý phải khiêm tốn, thành thật chứ không phải nói qua loa hồ đồ vài câu, như vậy chẳng ra sao cả. Không ngờ Phượng Triều Phong đột nhiên nhíu mày, xem ra ông cũng cảm thấy Trương Hữu Thành hơi quá. Vậy nên ông trực tiếp phê bình luôn. Trương Hữu Thành lập tức đỏ mặt lên, ấp úng nói. Ủy viên Phượng nói đúng, Hữu Thành sẽ học tập trợ lý Diệp. Tôi không có ý gì cả, chỉ là mong cho chân của thủ trưởng chóng khỏi thôi. Ha ha, anh Trương, ý tứ của anh tôi hiểu rồi. Mấy năm gần đây anh Trương vẫn luôn cực khổ chăm lo cho tôi. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm tuy là không phải tốt nghiệp trường y khoa lớn, thậm chí là chưa từng làm công việc chữa bệnh bao giờ. Nhưng nghe nói trước kia cậu đã theo một vị lang trung học hỏi về thuật chữa bệnh bằng dược thảo. Cái thuật y học thảo dược này cả TQ chúng ta chỉ mỗi hắn biết. Hiện nay đã bị y học phương Tây xâm nhập, tuy là đông y có phần mềm dẻo. Nhưng mà đất nước chúng ta bây giờ chẳng phải đang phát triển đông y sao? Hơn nữa đông y cũng có nhiều cái hay, ví như, không giống thuốc Tây nhưng có tác dụng phụ tương đối lớn. Mà thuốc đông y lại có xu hướng thiên nhiên. Vậy nên, Tiểu Trương ạ, trong việc chữa trị cái chân của tôi, cậu cần phải học tập Diệp Phàm ở phương diện này. Chờ xem Diệp Phàm chữa trị cho tôi như thế nào. Người ta bây giờ đã là chủ tịch tỉnh Đồng Lĩnh rồi, không thể ngày nào cũng chạy tới đây xem bệnh cho tôi được. Vậy nên cậu hãy học hỏi một chút, nếu như có thể dùng được thì có phải là sẽ đỡ làm phiền tới đồng chí Diệp Phàm không? Ông Phượng nói ra những lời này dường như là có ý muốn Trương Hữu Thành bái Diệp Phàm là sư phụ. Trương Hữu Thành cũng không dại gì, đương nhiên cũng hiểu ra ý tứ này của ông Phượng. Anh ta càng đỏ mặt, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, ấp úng. Tôi sẽ khiêm tốn thỉnh giáo trợ lý Diệp cụ thể về cách chữa trị cho chân của thủ trưởng. Tới lúc đó mong trợ lý Diệp hãy chỉ bảo. Cũng là vì chân của thủ trưởng, đúng không? Ha ha, đương nhiên rồi. Chỉ cần chuyên gia Trương có lòng. Tuy nhiên tôi vẫn phải nhắc nhở chuyên gia Trương rằng, tay nghề của tôi e là anh rất khó học nổi. Nhưng mà chỉ cần học qua một chút ngoài ra cũng được. Bí mật trong ngành tôi không tiết lộ được. Điều này cứ coi như là bí mật của tôi đi. Diệp Phàm vừa nói vừa dùng nội công thăm dò vào bên trong đùi của ông Phượng. Lần này có chút kỳ lạ, kinh mạch của ông Phượng đúng là không bị tổn thương gì. Ngoài ra và kinh mạch đều ổn, vậy tại sao ông Phượng lại cảm thấy chân không ổn? Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Hắn nhắm mắt từ từ cảm nhận, nội khí cũng đang rất tuần hoàn. Sau khi kiểm tra tuần hoàn kinh mạch của ông Phượng xong cũng không phát hiện ra điều gì. Thật là kỳ lạ, không có bất kỳ vết thương nào tại sao lại có thể cảm thấy đau được. Vết thương đau nhức này là ở đâu? Diệp Phàm thầm mở trong lòng, sau đó lại dùng nội lực đánh mạnh vào xương cốt của ông Phượng. Vẫn không phát hiện ra điều gì. Một suy nghĩ mạnh dạn hình thành trong đầu Diệp Phàm, lẽ nào ông Phượng đang giả bệnh? Vì sao lại giả bệnh? Ai, tôi biết là không vội được, người đã già, chân phải này cũng là bệnh cũ, gần đây cảm thấy không biết chân phải có phải bị ung thư không? Đụng phải hòn đá đau muốn chết, bây giờ cảm giác càng ngày càng đau. Xem ra hòn đá kia chính là nguyên nhân dẫn đến ung thư đó. Ông Phượng nhíu mày, vẻ mặt thống khổ nói. Diệp Phàm, cậu không cần xem lại nữa. Tôi già rồi, sớm muộn gì thì cũng phải tới núi Bát Bảo, tôi không sao đâu. Có phải là Diệp Phàm vừa mới kiểm tra đã làm ông đau phải không? Trương Hữu Thành cho rằng bắt được cơ hội, vẻ mặt lập tức thân thiết nói. Không biết chữa trị thì đừng chữa trị, ngay cả văn bằng y khoa cũng không có tới bệnh viện, mà học qua lang băm giang hồ thì có thể có giá trị gì. Ông nội, đừng do dự nữa. Tới bệnh viện cho tổ chức chuyên gia kiểm tra. Bây giờ đã đau đớn như vậy là nghiêm trọng rồi, không
không chữa trị kịp thời thì không chừng tới lúc phiền toái lắm. Lúc này, người thanh niên ngồi bên cạnh Phượng Triều Phong hừ một tiếng lạnh lùng. Đúng vậy ông ạ, Chí Thiên nói không sai, phải chữa trị đúng lúc mới có hiệu quả. Chân ông đã như vậy thì không thể kéo dài thời gian nữa, kéo dài chỉ sợ là sinh thêm bệnh. Có nhiều bệnh có thể có biến đổi. Phượng Triều Phong cũng vội vã nói. Ha ha, bệnh của ông Phượng có chút kỳ lạ. Không việc gì đâu, nghỉ ngơi một chút. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Chương 2607, ông Phượng giả bệnh. Chữa cái gì mà chữa, nội trong vòng vài ngày nữa tôi sẽ không chết đâu. Vẫn là Diệp Phàm nói đúng, chân tôi bị ung thư đương nhiên rất kỳ lạ rồi. Không thì, ung thư là cái gì? Ông Phượng hừ một tiếng, sau đó liếc nhìn Phượng Chí Thiên một cái với vẻ u buồn, nói. Thật đáng tiếc, vẫn muốn có đứa cháu. Đến bây giờ không ngờ vẫn không thể nhìn thấy đứa cháu chào đời. Các anh, cũng không hăng hái tranh giành rồi. Chẳng lẽ thật muốn hai chân lão già tôi đạp một cái đến núi Bát Bảo vẫn không nhìn thấy cháu trai sao? Đôi mắt chim ưng Diệp Phàm phát hiện, lúc ông Phượng nói ra những lời này hai mắt ông nhìn chằm chằm vào con trai cả của Phượng Triều Phong là Phượng Chí Thiên. Thầm nghĩ cũng lạ, những lời nói này của ông Phượng có ý gì, giống như muốn con cháu sớm lập gia đình. Hay là, nếu như ông Phượng giả bệnh, đây chẳng phải là trò chơi vải thưa che mắt thánh sao, điều này hoàn toàn là giả dối không ngờ ông Phượng lại đưa ra quân bài giả bệnh. Tuy nhiên, giống nhưng lại không giống, lấy sự uy tín của ông Phượng trong Phượng gia, việc hôn nhân của con cái vẫn là do ông ấy định đoạt. Cần gì phải chơi trò chơi này để ép con cháu kết hôn? Chí Thiên, ngày lễ quốc tế lao động này nghỉ mấy ngày sao lại không đưa Ngọc Linh về nhà chơi? Phượng Triều Phong liếc nhìn đứa con một cái hỏi. Cô ấy nhiều việc, không rảnh. Phượng Chí Thiên nói ngay. Tuy nhiên, Diệp Phàm dò xét thấy lời nói của người này không phải là lời nói thật. Bởi vì khi nói những lời này khí trong cơ thể không thể nào ổn định được, nói rõ ra thì trong lòng người này không bình tĩnh. Anh nói dối. Không thể ngờ được Phượng Khuynh Thành lại đột nhiên hừ nói ra. Em gái, đừng nói lung tung, anh nói dối khi nào chứ? Phượng Chí Thiên có vẻ hơi tức giận nhìn em gái hừ nói. Ồ, nói dối, Khuynh Thành, con nói Chí Thiên nói dối cái gì? Không sao, can đảm nói ra, nếu nó thực sự nói dối để xem ta trị nó thế nào. Khuôn mặt Phượng Triều Phong biểu cảm hỏi. Hôm trước chị Ngọc Linh gọi điện cho con, nói là rảnh rỗi gọi con cùng chị ấy đi dạo phố đi. Con nói bảo anh ấy, chị Ngọc Linh nói anh không rảnh. Sau đó con và chị ấy đi dạo cả nửa ngày, nhưng... Dường như trong lòng chị Ngọc Linh có chuyện gì đó. Vẫn dầu dĩ không vui. Con hỏi chị ấy cũng không nói. Con nghĩ, có phải anh ức hiếp chị ấy khiến chị ấy buồn không? Phượng Khuynh Thành nói. Chí Thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con và Ngọc Linh có mâu thuẫn gì sao? Phượng Triều Phong nhìn chằm chằm đứa con hỏi. Đồng Ngọc Linh này là con gái của Phó Tư lệnh Không quân đệ nhất Đồng Hải. Đồng gia cũng là một trong số đại gia ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mấy người anh em đều đang giữ chức vị quan trọng trong quân đội. Cho nên, Đồng Ngọc Linh tuyệt đối là con gái của nhà quyền thế rồi. Mà Phượng gia về cơ bản là một gia đình quyền thế trong quân đội, phải thực sự nâng đỡ Phượng gia thậm chí là đi sâu hơn nữa. Không có quân đội ủng hộ tuyệt đối không có khả năng. Thường thường cũng giống như tất cả các nhà chính trị mọi người đều sẽ chọn cả hai bên kết hợp lại với nhau. Kết hợp hình thức liên minh hoặc hình thức ăn hỏi để củng cố địa vị chính trị trong quân đội. Loại hình thức này cũng gặp không ít ở những nhà quyền quý. Không phải, gần đây trong lòng cô ấy không được vui. Cho nên không muốn tới đây. Phượng Chí Thiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Là trong lòng cô ấy không vui hay là trong lòng con không vui? Chí Thiên, đừng có đứng ở đây mà giở trò bịp bợm trước mặt lão già này. Nhanh nói thật ra không thì bảo. Ông Phượng đột nhiên tức giận, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cháu trai. Ông nội, cháu thật không có gì để nói. Việc này sao có thể nói ra được, phức tạp lắm. Phượng Chí Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, ý là có người ngoài khó mà nói ra được. Ông Phượng, ủy viên Phượng, trưởng ban Phượng, muộn rồi, tôi xin cáo từ. Đương nhiên Diệp Phàm cũng nhìn ra, lập tức đề xuất cáo từ. Hữu Thành về trước, Diệp Phàm ở lại. Diệp Phàm là người có khả năng chữa được bệnh kỳ lạ này. Trước đây đã châm cứu vào chân cho tôi cũng khỏi được mấy năm bệnh không tái phát. Không để cho hắn chữa bệnh thì bệnh của tôi có khỏi được hơn một năm nay không? Chính là khoảng thời gian này tôi hy vọng có thể bế cháu trai của Phượng gia chúng ta.
Ông Phượng nói, Trương Hữu Thành tự nhiên biết đường cáo từ trước. Mà Diệp Phàm đành ngồi bên cạnh làm khách nghe thôi. Bây giờ nói đi, cháu và Ngọc Linh rốt cuộc sao lại như thế? Ông Phượng nhìn đứa cháu Phượng Chí Thiên nói. Điều này, em gái, hắn giống như bạn tốt của em vậy. Như vậy đi, em dẫn hắn tới phòng khách nghỉ ngơi một lát đi. Phượng Chí Thiên vẫn không muốn Diệp Phàm nghe, cho nên nói với Phượng Khuynh Thành. Không sao, hắn có thể nghe một chút cũng được. Không thể tin được ông Phượng lại có thể khoát tay, Phượng Chí Thiên còn có thể nói được gì nữa, anh ta trầm ngâm một lát, có chút chua xót nói. Ông, cháu biết ông có ý kiến với cháu. Chí Thiên cháu tuy tính tình có bướng bỉnh một chút, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyện đấy. Cũng không giống như những gì mọi người đang nghĩ là Phượng Chí Thiên cháu thay lòng hay đã tìm được người khác rồi. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra, cháu và Ngọc Linh cũng đã biết nhau lâu rồi, năm nay vốn đã nói đến chuyện kết hôn đấy. Tuy nhiên, trong chuyện này có chút chuyện xảy ra. Phượng Chí Thiên nói đến đây dường như giống như khó có thể mở lời tiếp, đầu cúi xuống. Thật lâu sau đó mới nói thêm. Kỳ thật, việc này, nói như thế nào đây, cháu thực sự rất ngại nói ra. Không có gì phải xấu hổ, có phải là bệnh nan y khó nói không? Vậy thì càng phải nói ra rồi, có bệnh thì phải nhanh chóng chữa khỏi mới được. Mắt ông Phượng như hỏa nhãn kim tinh, năng lực hiểu thấu lòng người chính là nể phục Diệp Phàm. Quả nhiên, Phượng Chí Thiên thở dài, mặt buồn bực nói. Đúng vậy, ông nói đúng rồi, Ngọc Linh thật sự có bệnh. Chị dâu bị bệnh gì? Phượng Khuynh Thành không thể kìm nổi thốt ra hỏi. Em cùng cô ấy đi dạo không cảm nhận được cô ấy đi rất chậm sao, hơn nữa, đi không lâu sau đó cô ấy sẽ nhíu mày, bộ dạng giống như rất đau khổ sao? Phượng Chí Thiên hỏi. Phượng Khuynh Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu nói. Đúng là bộ dạng đấy, lúc đấy em cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi cô ấy có phải gần đây làm việc nhiều nên mệt không và bảo cô ấy về sớm nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, chị dâu nói muốn đi thêm một chút. Hơn nữa lúc đấy còn nói một câu sợ không còn cơ hội nữa rồi. Lúc đấy em cảm thấy rất buồn cười, cười khanh khách nói điều này sao có thể, cho dù chị dâu kết hôn với anh thì nhiều nhất cũng là khoảng thời gian ngắn sinh em bé đi lại gặp khó khăn một chút. Như vậy có làm sao đâu, thời gian ngắn đấy cũng tốt, sao có thể nói là không có cơ hội đi nữa hả? Ôi, em không biết chân tướng sự việc rồi. Sau khi Ngọc Linh đi Lý Giang du ngoạn trở về cảm thấy cơ thể không được khỏe. Sau khi đi kiểm tra, bệnh viện cũng không tìm ra được bệnh gì. Tuy nhiên, Ngọc Linh cảm thấy ngày càng khó chịu. Hơn nữa, hai đùi cô ấy giống như truyền dịch ngày càng trầm trọng. Lúc mới bị còn tưởng do chơi mệt nên mới như vậy, sau đó cảm thấy không phải như vậy. Theo thời gian hai đùi cô ấy ngày càng trầm trọng, Ngọc Linh nói dường như mỗi khi nâng chân lên cảm thấy đau đớn vô cùng. Hơn nữa ngày càng nghiêm trọng, Ngọc Linh nói. Nếu cứ tiếp tục thế này đoán không chừng một thời gian ngắn sau không thể nâng nổi chân lên được nữa, cô ấy cảm thấy thế. Ngọc Linh nghi ngờ có phải chân của cô ấy bị ung thư hay không. Tuy nhiên, bệnh viện kiểm tra lại vẫn nói không có bệnh. Nhưng thật ra việc này rất kỳ lạ. Sau đó, chú Đồng mời chuyên gia từ bệnh viện quân đội tới khám cho cô ấy, tuy nói không kiểm tra ra được bệnh gì. Nhưng các chuyên gia phỏng đoán, đoán chừng cần phải thay tế bào hoặc xương chân. Nếu cứ tiếp tục thế này khả năng phải cắt chân. Nói cách khác chỉ sợ tế bào ung thư hoại tử sẽ chuyển rời khắp cơ thể như thế sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Ngọc Linh nói chúng cháu duyên phận đã hết, hy vọng cháu đời này có thể tìm được một người con gái tốt kết hôn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Ngọc Linh vẫn đang tìm bạn gái cho cháu. Cháu đương nhiên không chịu, Ngọc Linh liền tức giận, khóc. Ông nói xem, việc này bảo cháu phải làm sao. Cháu thật sự không biết làm gì. Trong khoảng thời gian này, trong lòng cháu cảm thấy rất khó chịu. Phượng Chí Thiên nói đến đây nghẹn ngào không nói thành lời. Mà nước mắt sớm đã lăn dài trên hai má Phượng Khuynh Thành rồi, khóc ròng nói. Vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong phòng trầm mặc một lúc, ngay cả ông Phượng cũng đang trầm ngâm không biết đang nghĩ cái gì. Diệp Phàm chép miệng, tuy nhiên, ngẫm nghĩ một lúc cũng không nói gì. Tuy nhiên, động tác này của hắn đã bị ông Phượng nhìn thấy rồi. Hỏi. Diệp Phàm, có điều gì thì nói ra đi. Anh đến đây cũng nhiều lần rồi. Lại là bạn thân của Phượng Khuynh Thành đừng làm như người xa lạ nữa. Hơn nữa, tôi cũng biết là cháu cũng có chút phương pháp phi thường đấy. Nếu chuyên gia khám đều không tìm ra nguyên nhân gì, hơn nữa các chuyên gia trong bệnh viện quân đội sau khi kiểm tra cũng nói như vậy. Cháu nghĩ,
ngược lại có phải có nguyên nhân khác gây ra khiến cho các chuyên gia kiểm tra cũng không ra kết quả? Diệp Phàm hỏi. Nực cười, chuyên gia trong bệnh viện quân đội đều là người có tay nghề cao. Cho dù là có nguyên nhân khác tuyệt đối cũng có thể kiểm tra ra được. Các chuyên gia không kiểm tra được chẳng lẽ anh kiểm tra ra? Phượng Chí Thiên lạnh lùng hừ nói, tự nhiên đúng là đồng chí Diệp Phàm không nhìn thấy rồi. Tôi thấy chưa chắc, bọn họ không thể tìm ra bệnh cũng không có nghĩa là tôi cũng không thể tìm ra. Giống như bệnh của ông Phượng mà nói, nếu như theo như lời tôi nói không sai. Diệp Phàm nói đến đây nhìn ông Phượng. Cháu không cần phải ngại, nói đi. Ông Phượng khích lệ nói. Ông Phượng thật sự không có bệnh, Diệp Phàm cháu nói thật có được không? Diệp Phàm rõ ràng cũng kiên trì nói rõ ra rồi. Ha ha ha. Ông Phượng đột nhiên mỉm cười, chỉ hai cái vào Diệp Phàm, nói. Diệp Phàm cháu, thật đúng là lợi hại, tôi thật sự không có bệnh. Cháu nói đúng, ta đây giả vờ bị bệnh. Nguyên nhân cũng là muốn nhanh thấy Ngọc Linh và Chí Thiên kết hôn. Ta đã già rồi, chỉ muốn có cháu bé. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng không kiểm tra ra Diệp Phàm cháu làm sao mà kiểm tra được. Điều này, do cháu đoán đấy. Vẻ mặt Diệp Phàm giả vờ xin lỗi xoa đầu một chút. Đoán. Ông Phượng nói thầm một câu, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Như vậy, trợ lý Diệp, anh có thể đoán đúng bệnh của ông, vậy dứt khoát phải gọi Ngọc Linh đến đây để anh kiểm tra một chút. Không chừng cũng có thể đoán đúng, nếu chẳng may đoán đúng thì đây không phải là buôn bán lời hay sao? Phượng Khuynh Thành vội vàng nói. Điều này có giống như có chút thỏa đáng không? Phượng Chí Thiên do dự một chút nói. Anh có yêu chị Ngọc Linh hay không? Phượng Khuynh Thành hỏi. Đương nhiên yêu, bằng không anh đã không phiền não như thế này rồi. Không yêu thì anh hoàn toàn có thể thay đổi người khác rồi. Chính bởi vì yêu nên nhất thời đã khiến cho anh không thể bỏ cũng không thể lấy được, dù sao, bọn anh cũng có tình cảm nhiều năm rồi. Mà việc này, nếu thật sự Ngọc Linh nói là rất phiền toái. Huống chi, Ngọc Linh cũng không chịu sống cùng với anh. Phượng Chí Thiên có chút bi thương nói. Như vậy là được rồi, nếu yêu đương nhiên phải đối tốt với chị dâu là được rồi. Nếu y thuật kỳ lạ của anh Diệp ngay cả bệnh của ông đều có thể kiểm tra ra và chữa khỏi. Tại sao chúng ta lại không để cho chị dâu Ngọc Linh cơ hội này? Chỉ cần kiểm tra một chút, lại không có gì. Nếu chẳng may biết được không phải bị bệnh thì cũng giải quyết được phiền não của anh rồi. Phượng Khuynh Thành nói. Điều này. Phượng Chí Thiên nhìn ông và cha. Chương 2608, Diệu Kế. Chí Thiên, cháu và Khuynh Thành nhanh chóng gọi Ngọc Linh tới đây. Ta đã nói rồi đấy. Ông Phượng ngẫm nghĩ một lúc dường như đã quyết định làm. Vâng. Kiểm tra một chút cũng được. Phượng Triều Phong cũng gật đầu. Vì thế, Phượng Chí Thiên và Phượng Khuynh Thành vội vàng đi. Chúng ta không làm gì thì uống trà đi. Ông Phượng khoát tay nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tối rồi anh tới đây đoán chừng là có việc gì rồi. Chuyện này cũng không to tát gì. Thứ nhất ủy viên Phượng thăng chức. Diệp Phàm tôi đã lâu không tới Phượng gia nên muốn tới chúc mừng. Thứ hai tôi cũng là tiện đường đến đây xem tình hình chân của ông Phượng đã lành hay chưa. Nếu có thay đổi gì thì sẽ châm cứu lại. Thứ ba, nghe nói đồng chí Luyện Bình Sơn mới thăng chức thứ trưởng thường trực bộ giao thông từng là đồng nghiệp với ủy viên Phượng. Diệp Phàm thuận miệng nói. Ừ, lúc tôi ở An Đông đồng chí Bình Sơn là phó chủ tịch thường trực tỉnh. Phượng Triều Phong uống ngụm trà nói. Chứ không phải dự án gì đó rơi vào tay đồng lĩnh các anh sao? Vâng. Ban đầu cao tốc Kinh Ngân không phải là do thành phố Đồng Lĩnh xem xét. Tuy nhiên, Đồng Lĩnh chúng tôi gần đây cũng tranh thủ được 5 tỷ từ dự án nhiệt điện của Tập đoàn Điện lực Viễn Đông. Mà việc xây dựng cao tốc Đồng Lĩnh cũng đã có lịch trình rồi. Chúng tôi muốn đưa dự án cao tốc Đồng Lĩnh nhập vào dự án cao tốc Kinh Ngân. Diệp Phàm cũng nói luôn việc này ra. Như vậy có chút khó khăn rồi, các anh đầu tư vào dự án cao tốc Đồng Lĩnh cũng không phải ít. Tuy nói là Tập đoàn Thần Lộ cũng đã đáp ứng rồi. Nhưng trong chuyện này cũng có dính dáng không ít. Tiền các anh nhận không phải là tiền của Bộ Giao thông bỏ ra sao, điều này căn bản là không có căn cứ đấy. Công trình lớn như vậy, sát nhập dự án cao tốc Đồng Lĩnh và dự án cao tốc Kinh Ngân lại làm một. Vô hình chung Bộ Giao thông đã bỏ tiền ra, và lại Bộ Giao thông cũng có suy tính riêng của họ. Phượng Triều Phong vừa nói xong, thế nhưng Diệp Phàm đã hiểu được. Chắc là Phượng Triều Phong sẽ không mở miệng nói vì Đồng Lĩnh mà nhận con đường này. Nhưng chỉ có điều ông Phượng nghe thấy cũng không tỏ thái độ quá nhiều. Diệp Phàm cũng hiểu được,
hắn không có ích lợi gì cho người khác cũng không thể vì hắn mà đi nhận hạng mục lớn như vậy. Huống chi, Diệu Kế đoán chừng Phượng Triều Phong cũng có thể nhìn ra. Nếu phải suy xét đoán chừng sẽ phạt đồng chí Luyện Bình Sơn. Việc này cho dù Phượng Triều Phong có là ủy viên chính trị quốc gia cũng cần phải độ lượng một chút. Hơn nữa, Phượng Triều Phong vừa mới đi vào, còn chưa ngồi nóng chỗ đã phải xem xét lợi hại có liên quan đến chuyện này. Và lại, Luyện Bình Sơn có thể thăng chức đảm nhận chức phó phòng bộ giao thông vận tải, người dẫn dắt đằng sau tuyệt đối không phải là người đơn giản. Đoán chừng Phượng Triều Phong cũng cùng tầng lớp với nhân vật đấy. Nếu thái độ Phượng ra như vậy, Diệp Phàm cũng không nói lại việc này nữa. Sau đó chỉ có uống trà và nói chuyện phiếm thôi. Không lâu sau, Phượng Chí Thiên mang theo vài người vào. Tư lệnh Đồng, anh cũng tới. Vừa nhìn thấy người đi phía sau mặc áo tôn trung sơn kiểu cổ cồn, giống dáng vẻ của thanh niên Sơn Đông. Người trung niên có đôi mắt đặc biệt, Phượng Húc Quốc nhanh chóng chào hỏi. Người này chính là phó tư lệnh không quân Đồng Hải Phong. Là thông gia của Phượng gia. Nghe nói ủy viên Phượng đã trở về. Đã lâu không gặp, tôi sang đây thăm ông bạn già. Đồng Hải Phong cười, vòng qua người ân cần hỏi thăm ông Phượng. Ông Phượng dạo này vẫn khỏe chứ? Cũng không tệ lắm, không vận động mạnh được thôi, đi bộ hay leo núi vẫn làm được. Ông Phượng khẽ cười nói. Vị này là... Đồng Hải Phong liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nhìn người này không biết, liền hỏi. Xin chào tư lệnh Đồng, tôi là Diệp Phàm đến từ Tấn Lĩnh. Diệp Phàm bước lên chào hỏi. Ha ha, là trợ lý Diệp, vừa rồi nghe Chí Thiên nói qua rồi, thật sự so với ta nghĩ trẻ tuổi hơn nhiều. Người trẻ tuổi, anh là người đầy hứa hẹn. Đồng Hải Phong sang sảng cười nắm tay Diệp Phàm, nói. Nghe nói trợ lý Diệp không những là cán bộ chính phủ, mà từ nhỏ còn được học y thuật rất tốt. Bệnh của con gái tôi kính nhờ trợ lý Diệp xem một chút. Kính nhờ trợ lý Diệp rồi. Tư lệnh Đồng nói đến đây liếc nhìn sang con gái Ngọc Linh đứng bên cạnh một cái, khóe mắt hiện lên sự yêu thương. Điều này cũng khó trách, nếu bệnh của con gái không chữa khỏi được, thì việc Đồng gia cũng muốn kết thông gia với Phượng gia về cơ bản cũng không được rồi. Điều này đối với Đồng gia mà nói là một sự đả kích vô cùng lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Phàm nhiệt tình như vậy với tư lệnh Đồng. Đương nhiên, tư lệnh Đồng cũng bán tín bán nghi với y thuật của Diệp Phàm. Khuynh Thành là bạn tốt của tôi, mà Ngọc Linh lại là bạn thân Khuynh Thành. Coi như cũng là bạn tốt của nhau, vì bạn tốt mà làm những việc trong khả năng cũng là chuyện Diệp Phàm rất vui. Tư lệnh Đồng xin cứ yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Thái độ của Diệp Phàm có vẻ hơi cung kính. Cố gắng hết sức để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác. Anh có cần cùng Khuynh Thành lên trên lầu kiểm tra một chút hay không? Tư lệnh Đồng có chút nóng lòng. Điều này cũng khó trách, con gái bị bệnh quá nặng. Không cần đâu, ở đại sảnh này đi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, liếc nhìn Đồng Ngọc Linh một cái, hỏi. Nghe nói trước đây cô đã đi Lý Giang chơi có phải không? Vâng, trợ lý Diệp, khi ấy mấy người bạn chúng tôi cùng đi. Chắc là ngày 1 tháng 3. Mặt Ngọc Linh nói có chút ửng đỏ, dù sao có nhiều người như vậy xem bệnh thực sự có chút xấu hổ. Khi đi chơi có gặp phải chuyện gì kỳ lạ hay cái gì kỳ quái xảy ra không, cô phải kể lại tỉ mỉ mọi chuyện cho tôi nghe một chút. Diệp Phàm hỏi, làm cho mọi người trong sảnh có cảm giác hơi khó hiểu, anh kiểm tra thì kiểm tra đi, hỏi làm gì những việc riêng tư này. Lúc đầu Chí Thiên nói là đi cùng chúng tôi, tuy nhiên, sau đó anh ấy lại không đi nữa. Mà chúng tôi tự sắp xếp chuyến du lịch ấy. Việc đáng nói, tôi nghĩ thật sự không có chuyện gì, nghĩ lại. Phượng Ngọc Linh trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Có thể là sự việc xảy ra ngày mồng 4 ngày mà Trương Đông, Lý Liên Á và Diệp Ngọc mấy người chúng tôi giành được giải nhất. Chính là ở khách sạn Thúy Hoa, lúc đấy chúng tôi vốn đến khách sạn trước, tuy nhiên, du khách rất nhiều. Ngoài đại sảnh đã kín hết bàn rồi, bởi vì có mấy đoàn du khách ăn cơm trong này. Nhưng chúng tôi lên lầu, cũng thật may, sớm đã chiếm được một cái bàn. Tuy nhiên, lúc ấy mấy người chúng tôi đi vệ sinh, sau khi trở về cái bàn đã bị mấy người khác chiếm lấy rồi. Trương Đông tức giận nói bàn này là chúng tôi ngồi trước rồi, đám người đó còn cười châm chọc nói ngồi trước mà không có ai ngồi sao. Tính cách của Trương Đông cũng khá nóng nảy, cứng đầu bắt mấy người kia nhường bàn cho chúng tôi. Kết quả là rằng có một hồi, chúng tôi cũng nhanh chóng ra giúp đỡ, khuyên mãi Trương Đông mới hạ hỏa. Tuy nhiên, đám người đó vẫn bị Trương Đông đuổi đi. Trương Đông là sĩ quan, luyện qua quyền cước, đám người đó không phải là đối thủ của anh ta. Có người nào ra tay với cô không?
Ví dụ như có người nào đánh cô chẳng hạn không? Diệp Phàm hỏi. Tôi nói ra liệu có làm phiền không, khám bệnh thì khám bệnh thôi, lại còn hỏi rõ việc riêng tư làm gì. Có phải ngay cả mấy người bạn nữ của Ngọc Linh đều muốn nghe rõ ràng? Trợ lý Diệp, rốt cuộc anh có ý gì? Nếu như không biết khám bệnh thì nói sớm đi, hành hạ chúng tôi vội vàng đến đây. Tâm trạng Phượng Chí Thiên vốn rất không tốt, đương nhiên là có chút không kiên nhẫn được nữa, hơn nữa Diệp Phàm vẫn hỏi việc riêng tư, cảm thấy người thanh niên cũng quá giống bà Tám rồi, đương nhiên làm cho anh ta tức điên lên. Dài dòng cái gì, anh đứng qua một bên cho tôi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng về phía Phượng Chí Thiên còn muốn cãi nữa, tuy nhiên, Phượng Triều Phong cũng liếc nhìn đứa con một cái, Phượng Chí Thiên cũng không nói tiếp nữa, anh ta có chút hậm hực đứng bên cạnh, mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không phải tôi nói anh, khám bệnh đương nhiên phải hỏi rõ ràng nguyên nhân gây bệnh rồi. Cô Ngọc Linh sau khi đi chơi về thì mắc bệnh, mọi người không thấy bệnh này rất kỳ lạ hay sao? Diệp Phàm nói. Thật nực cười, nếu người nào đó mà mắc bệnh ung thư trên máy bay, chẳng lẽ chuyến bay ấy khiến người đó mắc bệnh hay sao? Điều này thật đúng là nực cười, Phượng Chí Thiên tôi chưa từng nghe thấy những lời ngang trái như thế này. Phượng Chí Thiên cười lạnh nói thêm một câu. Anh cho rằng đó là những câu hỏi nực cười hay sao, bệnh của Ngọc Linh cần phải kiểm tra kỹ. Ngay cả chuyên gia của Cục Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia cũng không tìm ra nguyên nhân, điều đó là vì sao? Nếu muốn tôi khám bệnh, vậy phải theo phương pháp của tôi. Nếu Phượng Chí Thiên anh thật lòng muốn cô Ngọc Linh khỏi bệnh thì tốt nhất im lặng cho tôi một chút. Tôi đang khám bệnh, anh ở bên cạnh nói này nói nọ là gây trở ngại việc khám bệnh của tôi. Diệp Phàm nói xong. Cô Ngọc Linh, giơ tay ra. Đồng Ngọc Linh liếc nhìn Phượng Chí Thiên một cái, đành phải đưa tay ra. Diệp Phàm bắt đầu bắt mạch, thật ra thì, hắn đang mở to đôi mắt chim ưng dò xét, còn vận khí công truyền vào. Quả nhiên đúng như sự suy đoán của Diệp Phàm, Ngọc Linh căn bản là không có bệnh, mà là bị người khác ám khí. Bởi vì, chân kinh mạch của Đồng Ngọc Linh rõ ràng có hiện tượng tắc nghẽn. Hơn nữa, nếu chữa trị không kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Người hạ thủ cũng tương đối mạnh, phương pháp áp dụng chính là lấy nước nóng luộc ếch để cho cơ thể cô trong vô thức cảm giác ngày càng yếu đi. Diệp Phàm nhắm mắt nghĩ một lúc rồi lại đẩy nội công vào trong một chút, thấy công lực của người kia rõ ràng rất thâm hậu. Chí ít cũng phải thân thủ cấp 8 trở lên, bởi vì, người luyện võ mà ra tay dưới cấp 8 thì không thể vận nội công, ngay cả nội khí công cũng không đẩy ra ngoài được thì nói gì đến việc làm cô bị thương trong lúc vô ý. Mà nội công của người này cũng chỉ mới đạt được cấp 8 thôi, đoán chừng người ra tay cũng không kém cấp 9. Thế nào trợ lý Diệp? Thấy Diệp Phàm mở mắt ra, Tư Lệnh Đồng hỏi. Tư Lệnh Đồng, nói ra thì không dễ nghe, cô Ngọc Linh không có bệnh, tuy nhiên, cũng là bị người ta ám khí. Diệp Phàm nói một câu tất cả mọi người ở sảnh phải sợ hãi. Làm sao có thể, Ngọc Linh là người hiền hòa, không gây thù chuốc oán với ai. Phượng Chí Thiên có chút không tin. Hừ. Diệp Phàm hừ một tiếng, lấy kim châm trong cặp ra, đâm trên đùi Đồng Ngọc Linh. Khống chế khí ở bên dưới, không lâu sau kinh mạch bị tắc nghẽn hoàn toàn được giải thoát. Bước vài bước xem nào. Diệp Phàm nói, Đồng Ngọc Linh nghi hoặc, lại còn nhảy lên được một cái. Cô nàng vui mừng nói. Giống như thật rồi, lúc trước đi chân này cảm thấy nặng trịch rất khó chịu, hơn nữa dùng lực cảm giác như bị kim ghim rất đau đớn. Bây giờ đã hết đau rồi. Hơn nữa, bước chân bước đi cũng nhẹ nhàng, thật tốt rồi, Chí Thiên, em thật sự rất khỏe rồi. Đồng Ngọc Linh vui đến phát khóc lên. Khỏi rồi là tốt rồi, tốt lắm rồi. Phượng Chí Thiên nhẹ nhàng đỡ Ngọc Linh mắt cũng có chút đỏ. Chương 2609, Vạch Trần Cao Thủ. Anh Diệp, anh thật đúng là thần y. Phượng Khuynh Thành sung sướng kêu lên. Chó ngáp phải ruồi thôi. Diệp Phàm khiêm tốn cười nói. Nói gì mà thô tục vậy? Phượng Khuynh Thành cười châm chọc. Bản chất tôi đúng là người thô tục, y học này cũng là học được từ tay một đạo sĩ, một nông dân. Diệp Phàm cười cười. Cảm ơn trợ lý Diệp. Tư Lệnh Đồng chìa hai tay nắm chặt lấy tay Diệp Phàm có thể cảm nhận thấy nhiệt độ trong cái bắt tay của Tư Lệnh Đồng truyền đến. Sau đó hai người còn trao đổi số điện thoại cho nhau. Trợ lý Diệp, cậu nói con gái tôi bị người ta đánh lén. Vậy có thể điều tra ra người đánh lén đó không? Tư Lệnh Đồng lấy lại bình tĩnh, lúc này sắc mặt có phần u buồn. Điều này rất khó nói, loại cao thủ này ra tay là rất khó phát hiện đấy. Có thể là chỉ cần thoáng qua thôi cũng có thể ra tay với ông rồi.
Y giống như ban nãy thì cách không là cũng châm cứu được rồi. Vậy nên xin thứ cho Diệp Mỗ bất tài chỉ có thể đưa ra ngần này thôi. Diệp Phàm nói, hắn đương nhiên là không muốn mình bị cuốn vào chuyện này. Nếu đúng như Phượng Chí Thiên nói thì Đồng Ngọc Linh là một người hiền lành. Mục đích ra tay của người này rất khó nói. Nếu là cao nhân ra tay như vậy thì nhất định đã có kế hoạch chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nếu như đánh lén mà lại không nhằm vào Đồng Ngọc Linh, vậy thì nhằm vào cái gì? Diệp Phàm suy nghĩ, đột nhiên giật mình, người này âm mưu đánh lén Đồng Ngọc Linh, lẽ nào là muốn phá rối quan hệ thông gia của hai nhà Đồng Phượng? Nếu đúng là như vậy thì cục diện này khá là gay rồi. Không chừng hai nhà Đồng Phượng vẫn còn đối thủ mạnh hơn, vậy thì mình càng không thể tham gia vào. Đến lúc đó có muốn tránh khỏi cũng khó. Không ai có thể làm gì được hai nhà Đồng Phượng, nhưng lại hoàn toàn có thể xuống tay với tép siêu như mình. Diệp Phàm vừa quyết định như vậy xong liền cáo từ. Sau khi đi vòng vo một vòng mới tới được cửa chính Hồng Diệp Bảo, lúc đó liền nhận được điện của Phượng Khuynh Thành. Có phải là do đặc biệt cảm kích nên muốn lấy thân mình báo đáp không? Diệp Phàm nói đùa. Người như anh, đàn ông trong thiên hạ có chết hết, bổn cô nương tôi cũng không thèm để ý đến. Đừng tưởng rằng còn trẻ mà ngồi được vào vị trí trợ lý của chủ tịch tỉnh là đã đắc ý rồi nhé. Chẳng là gì cả, chẳng phải là có Kiều gia ra tay giúp đỡ sao? Phượng Khuynh Thành kiêu ngạo nói. Hỗn láo! Diệp Phàm đột nhiên tức giận, quát. Giận dữ cái gì chứ? Lại giận dữ như vậy với tôi sao? Anh đi mà giận dữ với tiểu thư nhà Kiều gia ấy. Phượng Khuynh Thành cảm thấy mình oan ức, nghe bộ dạng như muốn khóc ở đầu bên kia. Nhưng mà giọng điệu vẫn rất là chua chát. Được rồi, tôi có hơi nặng lời một chút, nhưng mà tôi muốn giải thích rõ ràng với cô. Hôm nay tôi tới nhà Kiều gia là vì muốn nhờ họ giúp tôi chút chuyện. Nhưng mà tôi đã quyết định rồi, con đường làm quan của Diệp Phàm tôi đây phải do chính tôi đi lên. Trợ lý chủ tịch tỉnh này vẫn chưa nói một câu nào với Kiều gia cả. Hơn nữa, Diệp Phàm tôi không phải hạng người không có năng lực. Những gì tôi có được ngày hôm nay tất cả đều do tôi tự mình cố gắng. Thế nên, cô nói như vậy thì không thể trách tôi không nổi cáu. Diệp Phàm giải thích. Tôi biết, mở miệng mà đùa là không đúng. Tôi thấy anh thật là ích kỷ, mọi người đều nói là trợ lý chủ tịch tỉnh có tấm lòng khoan dung độ lượng, lại đi cáu gắt với một cô gái, thật là đáng xấu hổ. Phượng Khuynh Thành nói. Được rồi, thì tôi keo kiệt. Diệp Phàm cười cười. Thế này, vừa rồi tôi nghe được một tin, cũng không biết là có ích gì cho anh không. Phượng Khuynh Thành nói. Cô nói nghe xem nào. Diệp Phàm khẽ nói, trong lòng tự nhủ rằng, nhà họ Phượng mấy người một chút chuyện cũng không giúp đỡ, may mà có hắn chữa bệnh cho, không thì bệnh này cũng không cứu được. Nghe nói là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Luyện Sơn Bình có một người họ hàng thân thích là đồng nghiệp của anh. Phượng Khuynh Thành vừa nói ra, Diệp Phàm giật mình kinh hãi, trong đầu như muốn rời sông lấp biển, vội hỏi. Là ai? Họ là Sa, hình như là Sa Quân. Phượng Khuynh Thành nói. Cô nghe thấy tin này từ đâu hả? Diệp Phàm hỏi. Anh hỏi những điều này làm gì, cứ biết thế là được rồi. Phượng Khuynh Thành nói. Hai, thật xin lỗi Phượng Khuynh Thành, đời này Diệp Phàm tôi mắc nợ cô rồi. Diệp Phàm có vẻ u buồn, nhớ lại những ký ức tươi đẹp trước đây anh và Phượng Khuynh Thành hôn nhau rất lâu dưới gốc cây, nhớ lại cái thân hình tuyệt vời của Phượng Khuynh Thành, tuy rằng hai người không có tiến triển gì về tình cảm nhưng mà trong lòng hắn cảm thấy có chút khó chịu. Anh vẫn còn nợ tôi đấy, anh đã đánh cắp trái tim của tôi, nhưng lại không cưới tôi, anh là kẻ háo sắc, là đồ khốn khiếp, đồ lưu manh. Phượng Khuynh Thành đột nhiên bộc phát, thế nên mới nói ra cả những câu nói tục tĩu này. Cô đang ở cách đây không xa phải không? Diệp Phàm chợt ngộ ra, quay người lại, nhất thời ngây người. Có một người đang đứng dưới gốc cây trong ánh đèn nê ông mập mờ kia, đó chẳng phải là Phượng Khuynh Thành, cái bóng dáng yểu điệu đã làm cho ruột gan Diệp Phàm không yên. Phượng Khuynh Thành toàn thân đều màu đỏ, áo khoác đỏ, quần đỏ, giày cũng màu đỏ. Bởi vì vừa mắng mỏ xong nên hai má cũng nhuốm đỏ rồi. Còn nữa ở phía dưới đôi mắt, Diệp Phàm phát hiện đôi mắt Phượng Khuynh Thành rõ ràng đã đỏ lên, bên má còn đọng hai giọt nước mắt trong suốt. Cô gái này đúng là có tình cảm với Diệp Phàm. Người con gái đẹp, trong lòng cũng như trong suy nghĩ của Diệp Phàm, nhún người. Cũng không sợ hãi, may mắn giờ này cũng đã khá muộn rồi. Trên đường cũng không có người nào. A, à, sau tiếng hừ nhẹ, Phượng Khuynh Thành bị ai đó ôm vào trong lòng, Diệp Phàm thật sự rất khỏe, công lực hổ ưng của Phí gia đã đạt đến cực độ rồi, bay bổng giống như trong phòng có tường bao quanh còn có cây cối chợt lóe lên,
Có nhiều người cho rằng mình hoa mắt nên mới nhìn thấy có một bóng đen vút qua. Nhưng mà khi định hình lại thì lại thấy là bóng người. Nghe nói hôm đó trời tối có mười mấy người lúc về đã vội ăn phấn trân châu để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng đã dừng lại trên một bãi cỏ trong rừng. Lúc này ánh trăng đã lờ mờ, trời đã muộn. Dưới ánh trăng lờ mờ, hai mắt của Phượng Khuynh Thành dường như ánh đèn cầy chợt lóe sáng. Diệp Phàm cúi đầu, tức thì có chút ngây dại. Trên cầu số 24, sóng gợn trên hồ, đêm khuya tĩnh lặng. Hoa thược dược bên cầu, hàng năm nở vì ai? Phượng Khuynh Thành đọc ra một cách nhẹ nhàng, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Diệp Phàm, rồi vuốt hai má, nói. Anh à, mấy năm gần đây em đều nhớ anh, đặc biệt có những hôm trăng sáng, nhìn lên ánh trăng, lòng e cảm thấy rất đau, đau lắm. Nói rồi, nước mắt từ hai hốc mắt của Phượng Khuynh Thành từ từ chảy ra. Anh xin lỗi, Khuynh Thành. Trong lòng Diệp Phàm cũng rất đau, hắn cúi thấp đầu, há to miệng sau rồi cũng ngậm lại. Ngay cả một nụ hôn anh cũng không dành cho em sao? Lời nói nhỏ nhẹ của Phượng Khuynh Thành có thể làm lay động trái tim của bất kỳ đàn ông nào có tính dục vọng trên thế gian này, còn Diệp Phàm lại là người có trái tim ngay thẳng mà cuối cùng cũng bị những lời đường mật ấy làm cho thay đổi trở thành một xuân thủy. Dưới ánh trăng, hai bờ môi cuối cùng thì cũng chạm vào nhau cháy bỏng. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau. Thời khắc này hai người đều đã quên hết thảy mọi chuyện, chỉ mong sao thời gian có thể lưu lại mãi ở giây phút này. Khoảng 5 phút, nhịp hô hấp càng ngày càng dồn dập. Dục vọng đã nổi lên, bàn tay Diệp Phàm đã đặt trên cái mông quyến rũ đã lâu không chạm vào. Một cảm giác mãn nguyện hài lòng. Ừ, Phượng Khuynh Thành cũng đáp lại một tiếng. Nhất thời như bị tiêm thuốc trợ tim, Diệp Phàm cuối cùng không nhịn được nữa, vung tay ra thành một vòng. Lập tức toàn bộ những cây cỏ trên bãi cỏ dài đến 10 cm đều bị cuộn thành một vòng tròn bay trên không trung, không lâu sau liền biến thành một tấm thảm cỏ dày đến 10 cm. Đất thủ đô những ngày tháng năm thời tiết khá lạnh, nhưng mà vào thời khắc này, đôi nam nữ này chỉ có tình ái mà không hề cảm thấy lạnh. Áo choàng đỏ của Phượng Khuynh Thành bay sang một bên, họ ân ái với nhau, một bàn tay cường tráng thò vào bên trong áo lông đỏ, họ đã làm tình với nhau, quyến luyến nhau chính tại mô đất ấy. Một lúc sau, bàn tay dần dần chạm xuống dưới. Anh! Phượng Khuynh Thành đung đưa người, khẽ ừ một tiếng, cái tay đó của Diệp Phàm cuối cùng cũng đã mắc tội. Mắt nhìn thấy liền muốn làm cái gì đó, hắn đang nhìn thấy một cô gái sẽ vĩnh biệt cái thời khắc quan trọng của đời người con gái trở thành một thiếu nữ khát tình. Hừ, lấy đất làm giường, một vị quan chức đường đường chính chính lại làm chuyện này ở đây. Vô liêm sỉ, đồ vô liêm sỉ, cậu thật là làm mất mặt các vị quan chức chính phủ. Đột nhiên có một tiếng hừ vang lên, dường như từ phía chân trời truyền đến. Các hạ là ai? Diệp Phàm ôm lấy Phượng Khuynh Thành, bắn người vào trong không trung, mắt nhìn bốn xung quanh, sau đó nhìn đến một cây đại thụ. Tuy nhiên, Diệp Phàm có thể cảm nhận được âm thanh này là của con gái. Phượng Khuynh Thành không hề sợ hãi, hai má màu hồng nằm gọn trong lòng Diệp Phàm. Trái lại cảm thấy hưng phấn đến mức xíu chút nữa tim đã nhảy ra ngoài. Diệp Phàm có thể hiểu được một chút về năng lực của cô gái này. Tuy nhiên, có thể gặp được chuyện kỳ quái này, bất luận cô gái nào cũng cảm thấy kích động. Tuy nhiên thứ âm thanh kia rốt cuộc lại không phát ra. Diệp Phàm tức giận, vung tay thu lấy tinh khí từ bốn phía. Bụp bụp, trên cây rơi xuống vài thứ. Diệp Phàm ôm lấy Phượng Khuynh Thành. Phượng Khuynh Thành mắt nhìn Diệp Phàm chằm chằm, trong lòng rất yêu Diệp Phàm. Lúc này, Phượng Khuynh Thành chỉ muốn thân thể mình và Diệp Phàm hòa vào làm một. Người con gái, đều thờ phụng cường nhân. Đây cũng là lý do mà cường nhân thường dễ chinh phục người con gái. Tìm kiếm trong rừng đã chừng nửa giờ mà không có kết quả gì. Diệp Phàm buồn bực ngồi trên thảm cỏ. Tuy nhiên, giờ phút này thì mọi thú vị đã tiêu tan. Rất lâu sau, Phượng Khuynh Thành đột nhiên run rẩy hết người. Anh thật đáng trách, lại quên mất, cơ thể em không giống anh. Trời lạnh như vậy, chúng ta về nhà thôi. Diệp Phàm cởi áo ra khoác cho Phượng Khuynh Thành. Anh lại hôn em đi. Phượng Khuynh Thành ấp úng nói, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt một điều thú vị như vậy. Nhưng mà thời khắc này so với trước đó thì cảm giác thật khác nhau. Nhìn bóng Diệp Phàm đi xa, một bóng trắng trên đỉnh cây đại thụ giống như bóng ma. Đôi chân kia nhẹ nhàng lướt theo gió trên ngọn cây, người đó dường như không có chút trọng lượng.